Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 581. Nhìn thấy Phương Huyền Đức như thế cuồng nhiệt bộ dáng, Diệp Thần, Cốt Thiên Đế cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế gian thật có võ si như thế. Giữa bọn họ ân oán phân tranh, những người khác tránh không kịp, nhưng Phương Huyền Đức lại chủ động chen chân đi vào, cũng không sợ sinh tử nguy hiểm. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, khá lắm. Không hổ là không đầu kiếm thánh người đại diện a. Ngươi muốn đánh nhau phải không, liền đi cùng luân hồi chi chủ đánh, nếu có thể giết chết luân hồi chi chủ, máu của hắn, đủ để huyết tế mở rộng kiếm của ngươi. Nghe được Thanh Đồng Cổ Thiềm lời nói, Phương Huyền Đức con mắt lập tức sáng lên, nói, hảo. Ngươi nói có đạo lý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, cuồng bạo sát ý liền như vậy ngưng kết, luân hồi chi chủ, phía trước không có đánh với ngươi thành, ta thế nhưng là thật đáng tiếc a. Hôm nay chúng ta lại một phân cao thấp. Phía trước đám người mới vừa tiến vào áo nghĩa giới thời điểm, Phương Huyền Đức cùng Lãnh Nguyệt Tịch đánh qua, cũng cùng Cổ Đoạn Trần đánh qua, nhưng không cùng Diệp Thần giao thủ qua, một mực vẫn lấy làm tiếc. Bây giờ có giao thủ chiến đấu cơ hội, hắn vô cùng cuồng nhiệt, lập tức liền huy kiếm hướng Diệp Thần bổ tới. Hắn bất khuất thánh kiếm, kiếm thế bá đạo vô cùng, có chiến tranh sát phạt đại khí thế, mũi kiếm vạch phá không khí, tiếng rít nổ tung, âm bạo cuồn cuộn. Cái người điên này, Diệp Thần cắn răng, không nghĩ tới Phương Huyền Đức thế mà trực tiếp liền đến công kích hắn, hơn nữa còn là toàn lực bạo sát bộ dáng, nếu là hắn ứng đối không chu toàn mà nói, sợ rằng phải bị đối phương một kiếm đánh chết. Bang! Bất đắc dĩ Diệp Thần, cũng chỉ được rút ra hàng ma kiếm đối kháng, kiếm của hắn là trường kiếm bình thường, lấy sắc bén nhẹ nhàng tăng trưởng, không cách nào cùng Phương Huyền Đức trọng kiếm đối với chặt, hắn lấy linh hoạt kiếm pháp dán vào Phương Huyền Đức mũi kiếm, cực nhanh mà lên. Liếc tước hướng cổ của hắn. Phương Huyền Đức cũng không phòng thủ, tay trái nắm đấm đánh mạnh hướng Diệp Thần lồng ngực, một bộ lấy mệnh liều mạng tư thế, Diệp Thần cũng không lỗ mãng, lập tức người nhẹ nhàng lui lại, kéo cái kiếm hoa lại vào kích, đâm về Phương Huyền Đức con mắt. Hai người tại trong nháy mắt, giao thủ trăm ngàn chiêu, trực khiếu mắt người hoa hỗn loạn. Thanh Đồng Cổ Thiềm gặp Diệp Thần cùng Phương Huyền Đức, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhân tiện nói, Tiểu Thi Long, người ra tay. Hỗ trợ giết luân hồi chi chủ, Cốt Thiên Đế liền giao cho ta. Bay trên trời Thi Long gào thét một tiếng, lập tức chấn động hai cánh, bay đến giữa không trung, ngẩng đầu hấp khí, một đạo hắc ám hừng hực long tức, giống như thác nước trút xuống, cuồn cuộn bạo sát hướng Diệp Thần. Tử vong nguy cơ liền như vậy từ trên thân Diệp Thần lan tràn. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn ứng đối Phương Huyền Đức, đã cần hết sức chăm chú, nơi nào còn có dư lực lại đối phó bay trên trời Thi Long. Nếu là bay trên trời Thi Long cùng Phương Huyền Đức liên thủ, cái kia Diệp Thần sắp lâm vào tuyệt chết hoàn cảnh. Vụt! Thanh Đồng Cổ Thiềm linh khí quán chú thân đao, mang tức điên nứt, lập tức liền xuất lĩnh lấy rất nhiều hung thú, lại vung đao chém về phía Cốt Thiên Đế. Đại chiến bộc phát, Thanh Đồng Cổ Thiềm đối chiến Cốt Thiên Đế, mà Diệp Thần nhưng phải ứng phó Phương Huyền Đức cùng bay trên trời Thi Long. Luân hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Sụp đổ thần giáo giáo chủ Minh Khiếu Thiên. Vội vàng mang theo mấy người cao thủ, phi thân mà ra, trước tiên chặt đầu này Thi Long. Bọn hắn biết bay trên trời Thi Long lợi hại, liền lập tức bay đến bầu trời, tập trung lực lượng tiễu sát. Bay trên trời Thi Long lọt vào Minh Khiếu Thiên đám người công kích, phẫn nộ huýt dài một tiếng, không ngừng bay nhảy cánh mạnh mẽ đâm tới. Mà tại Minh Khiếu Thiên đám người kiềm chế phía dưới, bay trên trời Thi Long tạm thời không cách nào công kích Diệp Thần áp lực lập tức đại giảm bớt. Chỉ cần ứng đối Phương Huyền Đức một người. Phương Huyền Đức cười nói, luân hồi chi chủ, không có người quấy rầy, vậy chúng ta có thể sảng khoái một trận chiến. Diệp Thần biết cùng loại này võ si, giảng đạo lý là vô dụng, nắm đấm cùng đao kiếm, chính là tốt nhất đạo lý. Người muốn chiến, vậy liền đánh đi. Diệp Thần không tiếp tục nói nhảm, tâm niệm khẽ động, toàn thân kim quang nổ tung, lập tức liền gọi ra một phiến sáng chói môn hộ, chính là vô thượng phá toái đại thiên môn. Ong ong ong, vô thượng phá toái đại thiên môn vừa ra, lập tức, không khí chung quanh đều sôi trào oanh minh. Một cỗ kinh khủng sụp đổ khí tức, trong nháy mắt liền nổ bể ra tới, cỗ này sụp đổ, đặc biệt nhằm vào người binh khí pháp bảo. Diệp Thần thôi động phá toái thiên môn năng lượng, giống như thương lãng lật úp bao phủ hướng Phương Huyền Đức, hắn muốn nghiền ép cái sau trong tay cái thanh kia bất khuất thánh kiếm. Hắn biết rõ, Phương Huyền Đức một thân công lực, chỉ ít có một nửa, đều tại bất khuất trên thánh kiếm. Thanh kiếm này là trụ thần thánh binh, hung mãnh bá đạo cường hoành, nếu như không áp chế, một trận chiến này,
hắn sẽ vô cùng phí sức. 3. Tại Diệp Thần phá toái thiên môn sụp đổ chi lực áp chế xuống, Phương Huyền Đức mặc trên người pháp y, trong nháy mắt liền bạo toái, lộ ra một thân cường tráng như pho tượng, đường cong vô cùng hoàn mỹ cơ bắp, trong tay bất khuất thánh kiếm, cũng là kịch liệt ông minh, giống như không bị khống chế, tùy thời muốn rơi xuống. Lấy bất khuất thánh kiếm cường hãn, tự nhiên không sợ phá toái thiên môn sụp đổ xâm lấn, nhưng phá toái thiên môn cường hoành áp chế lực, lại có thể để cho bất khuất thánh kiếm rơi xuống đất bị long đong. Khá lắm, sụp đổ thần giáo vĩ đại kỳ quan sao. Phương Huyền Đức nhìn xem Diệp Thần sau lưng phá toái thiên môn, phát ra một tiếng tán thưởng, sau đó vô cùng khoa trương nói, bất quá, kiếm của ta, không phải ngươi có thể áp chế. Tiếng nói rơi xuống, Phương Huyền Đức chiến ý hội tụ, toàn thân khí chiều nổ lên, cưỡng ép xông phá Diệp Thần phá toái thiên môn sụp đổ áp chế, trọng kiếm vô cùng bá đạo hướng phía trước điên cuồng chém, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang tinh không, kiếm khí sôi trào. Lang Yên Giang Sơn phá. Hắn một kiếm ra, khí thế như hồng, Lang Yên thôn nhật, Giang Sơn phá diệt, trong kiếm ý ẩn chứa phong hỏa Lang Yên chiến tranh sát trận đại khí thế, đây là truyền thừa từ Không Đầu Kiếm Thánh nhất kiếm, Không Đầu Kiếm Thánh chính là chiến tranh chi thần, kiếm đạo của hắn hiện lộ rõ ràng xa trường kịch chiến uy thế, thiên quân vạn mã, chiến ý phạt người. Long hổ phong hỏa kiếm. Diệp Thần không sợ, hàng ma kiếm cũng là nổ lên kinh thiên khói lửa, kiếm quang xâm nghiêm, long hổ gào thét, kiếm ý lại cùng Phương Huyền Đức một dạng, cũng là tràn ngập binh ra chiến trường sát phạt đại thế. Thậm chí, cùng Phương Huyền Đức Lang Yên Giang Sơn phá cùng nhau so, Diệp Thần một chiêu này long hổ phong hỏa kiếm, càng có hơn lấy một cỗ võ đạo trầm ổn ý vị. Đây là vũ tổ sáng tạo kiếm đạo, hung mãnh bên trong lộ ra trầm ổn, kinh thiên sát phạt bên trong, lại có uyên đình nhạc trì chắc nịch. Ân. Phương Huyền Đức nhìn thấy Diệp Thần một kiếm này, kiếm ý lại cùng mình kiếm đạo tương tự, thậm chí càng hơn một bậc, không khỏi giận nảy cả mình. Quả nhiên, luân hồi chi chủ thực lực cùng truyền thuyết một dạng. Oanh. Giang Sơn Lang Yên, Long Hổ Phong Hỏa, hai cỗ kinh thiên kiếm đạo đại thế, mãnh liệt đập đến cùng một chỗ, tựa như hai cái quân trận. Thiên quân vạn mã, trăm vạn hùng binh lẫn nhau trùng sát. Tại kiếm khí va chạm trong nháy mắt, Diệp Thần cùng Phương Huyền Đức đất đai dưới chân, chính là răng rắc băng liệt phá toái, nước biển dọc theo kẽ đất chảy ngược đi vào, cuồng bạo tàn phá bừa bãi kiếm phong, làm cho phụ cận vây xem rất nhiều đám võ giả, lại vội vàng lui về phía sau thối lui. Cổ Đoạn Trần, Lãnh Nguyệt Tịch, Minh Không Thiên Tôn, Tử Cực Thần Tôn bọn người, nhìn thấy Diệp Thần cùng Phương Huyền Đức hai người vừa mới giao thủ. Liền đỉnh phong đối kháng, thế đạo hung mãnh như vậy, cũng không khỏi kinh hãi. Bạch bạch bạch, Diệp Thần lui lại ba bước, mà Phương Huyền Đức, lại là hơi có điểm chật vật lui về sau vài chục bước, cơ bắp chịu kiếm phong xé rách, xuất hiện một ít vết thương, không ngừng tiết ra máu tươi. Luân hồi chi chủ, người thế mà cũng nắm giữ lấy loại này phong hỏa kiếm đạo, ta chưa từng có đánh giá thấp qua ngươi, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của ngươi, vẫn là vượt qua tưởng tượng của ta a. Phương Huyền Đức khen ngợi, Diệp Thần thực lực, mặc dù nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn không có cái gì nhụt chí, ngược lại bị khơi dậy nhiệt huyết hùng tâm, trong đôi mắt lóe lên tia sáng như dã thú, lại lần nữa rút kiếm giết tới. Nhưng vừa tiến lên trước hai bước, Phương Huyền Đức liền dừng lại, thần tình trên mặt cứng đờ, nhìn về phía trong tay mình kiếm. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, trong tay bất khuất thánh kiếm, tựa hồ so dĩ vãng nặng nề rất nhiều, nắm ở trong tay rất không tiện tay. Hơn nữa thân kiếm hơi hơi phát ra cổ quái vù vù, giống như cùng người nào cộng minh lấy. Nhưng, Phương Huyền Đức cũng không có cái gì cộng minh cảm giác, hắn ngược lại phát hiện, bất khuất thánh kiếm cộng minh, thế mà dường như là cùng Diệp Thần cộng minh. Kiếm của hắn, tại cùng Diệp Thần cộng minh lấy. Diệp Thần cũng cảm giác được một màn này, có thể cảm nhận được bất khuất thánh kiếm truyền đến cộng minh, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nghĩ thầm, thanh kiếm này, tại hướng ta lấy lòng. Là vị kia Không Đầu Kiếm Thánh, nếu muốn cùng ta câu thông. Diệp Thần cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là mình vừa mới thi triển ra Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, lấy được Không Đầu Kiếm Thánh tán thành, đối phương muốn vứt bỏ Phương Huyền Đức, lựa chọn hắn làm đại lý người hay sao? Phương Huyền Đức cũng phát giác được sự tình trở nên có điểm gì là lạ, hắn nắm chặt bất khuất thánh kiếm, lớn tiếng kêu lên, thánh kiếm A, nghe ta hiệu lệnh. Hô hô hô, hắn toàn thân máu tươi. Tại thời khắc này điên cuồng bốc cháy lên, khí huyết quán chú đến bất khuất bên trong thánh kiếm, cả thanh kiếm trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, lộ ra máu tanh khí tức, phảng phất cùng hắn thân thể hòa làm một thể, cái kia cỗ cổ quái cộng minh cũng đã biến mất. Xoẹt! Phương Huyền Đức huyết kiếm cuồng bổ,
phá không bạo trảm, liền chém về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần biết cái kia bất khuất thánh kiếm, có cùng hắn cộng minh chi ý, trong lòng hơi động, mắt thấy Phương Huyền Đức huyết kiếm cuồng bổ mà tới, hắn đã có cách đối phó, lúc này không tránh không né, thân thể giống như đâm đinh sừng sững ở tại chỗ, sau lưng phá toái thiên môn quang hoa lấp lóe, không ngừng áp chế Phương Huyền Đức bất khuất thánh kiếm. Siva thần pháp, cửu thiên chân lôi chú. Tiếp theo sát, Diệp Thần một tiếng hét lớn, mi tâm lóe ra nhật chi thạch hào quang, hắn điên cuồng rút ra nhật chi thạch năng lượng, bộc phát ra cửu thiên chân lôi chú. Môn này cửu thiên chân lôi chú, chính là Siva một trong thập đại những tuyệt học, uy lực vô tận, nhưng đối với khí lực tiêu hao cũng là tương đương kinh khủng, nếu như chỉ dựa vào Diệp Thần chính mình trong đan điền tu vi, vậy khẳng định là chống đỡ không nổi. Nhưng, chấp trường nhật chi thạch hắn, lại là nắm trong tay một tòa nhiên liệu to lớn bảo khố, có thể liên tục không ngừng rút ra năng lượng. Tại nhật chi thạch linh khí trèo trống phía dưới, Diệp Thần toàn thân nổ ra vô tận lôi điện, màu tím, màu vàng thần lôi, không ngừng oanh minh nổ tung, cuồn cuộn kinh lôi sấm sét, toàn bộ hội tụ đến trên thân kiếm của hắn. Sau đó, Diệp Thần một kiếm bão táp, kinh lôi nổ tung, hỗn hợp có phá toái thiên môn sụp đổ chi lực, mãnh liệt chém về phía Phương Huyền Đức bất khuất thánh kiếm, mảy may cũng không tránh lui. Phương Huyền Đức đồng tử hơi hơi co vào, chỉ cảm thấy Diệp Thần môn này cửu thiên chân lôi chú, quả nhiên là thần uy cuồn cuộn, không thể ngang hàng, nhất pháp ra, liền giống như Siva đích thân tới, chư thiên chấn động. Chỉ là, hắn kiếm thế đã xuất, không cách nào vãn hồi, cũng chỉ có thể lấy tối bảnh chướng bá đạo tư thế, cùng Diệp Thần tranh phong. Tranh! Hai kiếm đụng nhau, bộc phát ra một cỗ nổ vang rung trời, Diệp Thần hàng ma kiếm bên trên tử kim sắc lôi đình, cùng Phương Huyền Đức trên thân kiếm hào quang đỏ ngầu, không ngừng đan xen xé rách va chạm nổ tung phối hợp, kinh khủng kiếm khí gợn sóng, từ hai người giao phong chỗ nổ lên, khuấy động phong vân, băng liệt thiên khung, làm cho võ giới đảo bốn phía hải vực, nổ lên ngàn trượng sóng lớn, thanh thế cuồn cuộn. Hai người đánh nhau thanh thế, nhìn thậm chí so với Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Cốt Thiên Đế tranh đấu, còn có Minh Khiếu Thiên cùng bay trên trời Thi Long tranh đấu, còn muốn mãnh liệt hơn một chút, là nguyên thủy nhất, dã man nhất va chạm, là kiếm cùng kiếm quyết đấu giao phong. Răng rắc. Phương Huyền Đức cầm kiếm tay, xương cốt lập tức bị đánh rách tả tơi, cửu thiên chân lôi nguyền rủa uy thế, thực sự quá hung mãnh. Diệp Thần một kiếm này, còn hội tụ nhật chi thạch năng lượng, còn có phá toái thiên môn sụp đổ pháp tắc, lực sát thương cực lớn. Bịch. Phương Huyền Đức nứt gan bàn tay, cổ tay kịch liệt đau nhức, trong tay bất khuất thánh kiếm liền rơi xuống đất, hắn quán trú tại trong thân kiếm huyết khí, cũng là từ từ tiêu tán, cả thanh kiếm khôi phục nguyên bản bộ dáng, lại phát ra một hồi vù vù, một lần nữa cùng Diệp Thần cộng minh lấy. Diệp Thần nhìn thấy bất khuất thánh kiếm đi địa, thậm chí còn cùng mình cộng minh lấy, cười nói, Phương Huyền Đức, xem ra thanh kiếm này, cũng không tán thành ngươi a. So với ngươi, thanh kiếm này tựa hồ càng muốn nhận ta làm chủ nhân. Nói đi, trong tay Diệp Thần cách không một chảo, thử nghiệm cướp đoạt bất khuất thánh kiếm, sau đó, một màn kinh người liền xuất hiện, cái kia bất khuất thánh kiếm, thế mà thật sự bị Diệp Thần tác động, ô một tiếng, hóa thành một vệt sáng, bay vụt đến trong tay Diệp Thần. Kiếm của ta! Phương Huyền Đức hoảng hốt, liền gặp được lúc này Diệp Thần, tay cầm lấy bất khuất thánh kiếm, khí thế cũng là trở nên như viễn cổ chiến thần một dạng trầm ổn uy vũ, thân cùng kiếm tựa như một thể. Diệp Thần nắm kiếm, có thể cảm nhận được thanh kiếm này ý niệm mãnh liệt. Tại thanh kiếm này sau lưng, tựa hồ có cái gì bí ẩn tồn tại, muốn cùng hắn câu thông liên lạc. Diệp Thần biết, vậy khẳng định là vị kia chiến tranh chi thần, không đầu kiếm thánh, đối phương hơn phân nửa muốn tìm hắn làm đại lý người, nhưng hắn là thiên tổ truyền người, tự nhiên không có khả năng lại làm cái khác trụ thần đại lý người. Cho nên, Diệp Thần cũng không có tiếp nhận cỗ này liên lạc ý niệm, mà là nắm chặt bất khuất thánh kiếm, truyền lại ra bản thân ý chí, nói, muốn nói gì. Vẫn là chờ sau này hãy nói a, ta bây giờ cũng không rảnh rỗi a. Diệp Thần vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, khi lấy được bất khuất thánh kiếm sau, lập tức liền đem bất khuất thánh kiếm vứt xuống luân hồi trong mộ địa để. Phương Huyền Đức gặp Diệp Thần lấy đi bất khuất thánh kiếm, trong lòng vạn phần chấn động, lớn tiếng nói, luân hồi chi chủ, người sao có thể đoạt ta binh khí? Mau đem kiếm trả cho ta. Diệp Thần nói, không phải ta muốn cướp binh khí của ngươi. Là thanh kiếm này nó nghĩ đi nương nhờ ta à, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến bên trên bầu trời, Minh Khiếu Thiên, Hoàng Trầm Chu bọn người cùng bay trên trời Thi Long kịch chiến say xưa, mà Minh Khiếu Thiên bọn người, rõ ràng có chút không địch lại, đầu kia bay trên trời Thi Long quá cường hãn.
Diệp Thần chỉ muốn đi trợ chiến, không muốn sẽ cùng Phương Huyền Đức dây dưa, nhân tiện nói, người cái này võ si, ta cũng không muốn lại cùng ngươi triển đấu tiếp. Nói đi, Diệp Thần liền vung ra một trường, trưởng phong cuồng hô, hướng về Phương Huyền Đức vỗ tới. Phương Huyền Đức đã mất đi bất khuất thánh kiếm, giống như bị rút đi người lãnh đạo, cả người càng trở nên không chịu nổi một kích, bị Diệp Thần một trường đánh trúng, thân thể giống như cỏ khô héo giống như bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Huyền Đức, Tử Cực Thần Tôn cực kỳ chấn động, vội vàng chạy qua, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này bất khuất thánh kiếm, lại bị Diệp Thần cướp đi, đây chính là áo nghĩa giới thánh vật A, chính là trụ thần thánh binh, giá trị khó mà đánh giá, nếu là đã mất đi, này thiên đại thiệt hại, áo nghĩa giới căn bản là không có cách tiếp nhận. Sư phụ, Phương Huyền Đức cũng là 10 phần mê mang thê kinh ngạc, hắn rõ ràng còn có chút không tiếp thụ được thực tế. Mà lúc này Diệp Thần, ngóng nhìn bầu trời, liền thấy cái kia bay trên trời thi long, 10 phần hung hãn, huyết nhục hai cánh bao phủ phong vân, long chảo đập chảo kích, long tức phun ra ở giữa, đánh Minh Khiếu Thiên bọn người không hề có lực hoàn thủ. Không cần đã lâu, Minh Khiếu Thiên vì tránh né long tức phun ra, một cái thất thần, bị bay trên trời thi long cái đuôi quét trúng, thân thể nứt xương, từ trên không trung rơi xuống. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức mở ra bầu trời mệnh cách, sau lưng một tiếng xào xạc, thần quang tràn ngập, liền ngưng tụ ra một đôi màu xanh biếc thiên không chi cánh, đằng không bay lên, đem rơi xuống Minh Khiếu Thiên tiếp lấy. Luân hồi chi chủ. Minh Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Thần, cảm thấy cực kỳ áy náy, nói, xin lỗi, cái kia nghiệt xúc, thực sự thật lợi hại, ta ngang hàng bất quá. Bay trên trời thi long cường hãn, có thể xưng nghịch thiên, liền xem như Minh Khiếu Thiên loại này cấp bậc thiên đế cao thủ, cũng là khó mà đối kháng. Diệp Thần nói, không sao, kế tiếp, giao cho ta chính là. Đầu này bay trên trời thi long, là cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú, nếu có thể ở đây đem giải quyết đi, vậy kế tiếp Diệp Thần muốn cùng cổ tinh câu đối hai bên cánh cửa kháng, cũng biết nhẹ nhõm không ít. Phải biết, đây là sụp đổ di tích cổ, ở mảnh này chỗ, bay trên trời thi long thực lực, bản thân liền sẽ chịu đến một loại hạn chế nào đó, đối phó đơn giản hơn một chút, nếu như ở bên ngoài đánh nhau mà nói, áp lực kia sợ rằng sẽ càng lớn. Diệp Thần đem Minh Khiếu Thiên thả lại mặt đất, một lần nữa vỗ cánh bay lên, cùng bay trên trời thi long giằng co. Minh Khiếu Thiên ngơ ngác xuất thần, không thể tin được Diệp Thần có thể cùng bay trên trời thi long đối chiến, dù sao liền hắn cái này thiên đế, đều khó mà chống lại. Giống, bay trên trời thi long nhìn thấy Diệp Thần, liền lập tức tức giận gào thét một tiếng, từ trong miệng phun ra một cỗ màu xanh đậm long tức liệt diễm, giống như nham tương hướng về Diệp Thần bao phủ mà đi. Trên thực tế, bay trên trời thi long xem như viễn cổ ma thần thi cốt tàn niệm sinh hóa ra dị chủng, cũng không có thanh đồng cổ thiềm loại kia cấp bậc trí tuệ, nó chỉ có đơn giản sát lục bản năng, bây giờ công kích Diệp Thần, ngược lại cũng không phải bởi vì cừu hận, chỉ là tại tuân theo thanh đồng cổ thiềm mệnh lệnh. Diệp Thần gánh vác thiên không chi cánh, thân pháp linh hoạt, liền vỗ cánh né tránh bay trên trời thi long long tức phun ra, cái kia kinh khủng long tức nhiệt độ cao, làm cho Diệp Thần không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng. Nếu như bị long tức phun đến, chỉ sợ cơ thể đều muốn bị đốt cháy ăn mòn thành cặn bã. Xúc sinh này, đích thật là hung hãn a, bất quá trí tuệ không cao, ngược lại là có khả năng hàng phục. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, liền hướng luân hồi mộ địa câu thông nói, chín thương tiền bối, người ta hợp lực như thế nào? Đầu này bay trên trời thi long, quá cường hãn, lấy Diệp Thần 9 tầng trời 5 tầng trời cao cấp thực lực, muốn chấn áp thu phục mà nói, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Hắn cần luân hồi đại năng trợ lực. Nếu như có thể trấn áp đầu này bay trên trời thi long, coi nó là thành đồ ăn đút cho huyết long mà nói, có lẽ có thể để cho huyết long thức tỉnh, đồng tiến một bước mở rộng. Trước kia luân phiên chiến đấu, huyết long tiêu hao quá lớn, đã lâm vào ngủ say, muốn tỉnh lại nó, trừ phi Diệp Thần có thể tìm tới cái khác vĩ thú. Mặc kệ là sáu đuôi vẫn là cửu vĩ, đều khó mà tìm kiếm cướp đoạt, Diệp Thần suy nghĩ dùng bay trên trời thi long thay thế vĩ thú. Có lẽ cũng có thể tẩm bổ huyết long, giúp đỡ thức tỉnh. Chín thương cổ hoàng nghe được Diệp Thần câu thông, gật đầu nói, vì ngươi hiệu mệnh, mộ chủ đại nhân. Hắn muốn thiết lập một cái nhân hoàng trật tự quốc độ, đáng tiếc trước kia thất bại, hắn lòng dạ đã mất, cũng biết dựa vào chính mình sức mạnh, không cách nào lại thực hiện nguyện vọng, liền đem hy vọng ký thác vào trên thân Diệp Thần. Diệp Thần luân hồi thiên quốc, có lẽ tương lai có khả năng thiết lập, trước đó, hắn tự nhiên hết sức giúp đỡ. Cho nên, khi nghe đến Diệp Thần thỉnh cầu sau, chín thương cổ hoàng lập tức đem thần hồn của mình năng lượng,
toàn bộ trút xuống đến Diệp Thần trong thân thể. Bất kể như thế nào, hắn đều nhất thiết phải để cho Diệp Thần sống sót. Chém chết hết thảy sống sót. Oanh! Diệp Thần lấy được 9 thương cổ hoàng trợ lực, trong thoáng chốc, trong kinh mạch tràn ngập cuồn cuộn ngập trời năng lượng, cả người khí thế, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo hung mãnh lên, trên thân liền phóng ra một cỗ thiên đế nhật nguyệt huy quang, lộ ra cổ lão nhân hoàng vô thượng trật tự, chuẩn mực xâm nghiêm, khí tượng rộng rãi, cả người liền như là một tôn đại nhật, lơ lửng tại trên bầu trời. Cảm thấy được Diệp Thần khí thế chợt bão táp, trong nháy mắt lột xác thành một tôn vô thượng thiên đế giống như, toàn trường tất cả mọi người đều là kinh hãi thất sắc. Cỗ lực lượng này, là, 9 thương cổ hoàng. Tiểu tử này, vẫn là 9 thương cổ hoàng truyền nhân. Ngày xưa 9 thương cổ hoàng sáng lập nhân hoàng lục quyết, hắn nhưng là thế gian đệ nhất vị nhân hoàng A. Nhân hoàng uy nghiêm trật tự, nhất là khắc chế gian ác chi vật. Đông đảo âm thanh chấn động vang lên, phía dưới rất nhiều đám võ giả, chấn động không gì sánh nổi ngước nhìn Diệp Thần thân ảnh. Tử cực thần tôn thấy thế, trầm giọng hướng Phương Huyền Đức nói, Huyền Đức, người bị bại không oan. Phương Huyền Đức nói, sư phụ, vậy ta kiếm. Tử cực thần tôn trầm mặc không nói, bây giờ Diệp Thần huy hoàng vô địch khí thế, để cho hắn có một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Mà Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, nhìn thấy Diệp Thần hiển lộ rõ ràng ra hừng hực khí tượng, cũng là ngạc nhiên rung chuyển, hai người tương vọng một mắt, Cổ Đoạn Trần nói, sư tôn, tiểu tử này át chủ bài, cuối cùng hiện ra. Minh Không Thiên Tôn trầm trọng nói, khó đối phó. Diệp Thần như thế hừng hực khí thế, cho dù là hắn, cũng cảm thấy khó có thể đối phó. Bên trên bầu trời, bay trên trời Thi Long nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, cũng là phát ra một hồi bất an tiếng gầm, vỗ cánh lui về phía sau bay ngược một chút. Thanh Đồng Cổ Thiềm đang cùng Cốt Thiên Đế đối chiến lấy, mắt thấy chiến cuộc biến hóa, lớn tiếng nói, tiểu Thi Long, đừng hoảng hốt, tiểu tử này chỉ là mượn dùng ngoại lực, thế khó khăn bền bỉ. Người dây dưa phút chốc, chờ hắn kiệt lực hắn nhất định phải chết. So với bay trên trời Thi Long, Thanh Đồng Cổ Thiềm ánh mắt càng thêm cay độc, có thể nhìn ra Diệp Thần cỗ này huy hoàng khí tượng, cũng không thể kéo dài quá lâu. Trên thực tế, cũng đích xác như thế, Diệp Thần mượn dùng 9 thương cổ hoàng sức mạnh, nhiều nhất chiến đấu một hồi, cho nên, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nhân hoàng lục quyết, hổ khiếu long ngâm. Diệp Thần không nói hai lời. Liền mượn dùng lấy 9 thương cổ hoàng sức mạnh, bộc phát ra nhân hoàng lục quyết. Môn này nhân hoàng lục quyết, Diệp Thần dựa vào nghịch thiên ngộ tính, đã toàn bộ lĩnh ngộ, thậm chí hắn đối với nhân hoàng 6 quyết lý giải, so 9 thương cổ hoàng bản thân còn muốn khắc sâu độc đáo, chỉ là tu vi có hạn, khó mà thi triển thôi. Bây giờ, có 9 thương cổ hoàng trợ lực, Diệp Thần liền tựa như lấy được phong phú nhiên liệu, hắn có thể dựa theo tâm thần của mình, tùy tâm sở dục thi triển thần thông. Một chút liền đem nhân hoàng lục quyết bên trong chiêu thứ tư, hổ khiếu long ngâm bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, Diệp Thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều truyền ra tiếng long ngâm, tiếng hổ gầm, long hổ lao nhanh gào thét, kinh thiên động địa. Nhân hoàng lục quyết có 6 chiêu, cái này chiêu thứ tư hổ khiếu long ngâm, là nhân hoàng âm giống chi công, lấy nhân hoàng thần âm che đậy thiên địa, chấn phục thần ma, lệnh quần ma cúi đầu, chư thần xưng thần, hổ khiếu long ngâm. Đang hiển lộ rõ ràng ra nhân hoàng uy nghiêm cùng khí phách. Bay trên trời Thi Long vốn định phát động tấn công mạnh, nhưng Diệp Thần đánh đòn phủ đầu, nó lập tức nhận lấy cỗ này hổ khiếu long ngâm âm ba xung kích, đầu ông tác hưởng, trống rỗng, trong đồng tử hỏa diễm kịch liệt chập chờn, rõ ràng bị chấn động phải không nhẹ. T.O.O. Bay trên trời Thi Long chỉ sợ Diệp Thần thừa dịp loạn tập kích, vội vàng ngửa mặt lên trời phát ra một cỗ mãnh liệt thâm trường minh tiếng gào, tạo thành một cỗ sóng âm tràng vực. Thủ hộ quanh thân. Bất quá nó phát ra minh khiếu âm sóng, chỉ có thể tự thủ, không cách nào cùng Diệp Thần hổ khiếu long ngâm so sánh. Diệp Thần biết bay trên trời Thi Long lợi hại, khó mà một chiêu kiểm soát, hắn không chút hoang mang, tiếp tục thôi động nhân hoàng lục quyết bên trong tuyệt chiêu. Đăng thiên tạo hóa, thiên đế đạp ma thần, một kiếm tiên nhân quỳ. Nhân hoàng 6 quyết chiêu thứ 5, đăng thiên tạo hóa, Diệp Thần liền bạo phát ra, sau lưng thủy khí kim quang cuồn cuộn. Tạo thành một màn kỳ dị cảnh tượng, có một đầu thật dài thiên thê xuất hiện, một mực kéo dài đến thế giới đỉnh. Mà Diệp Thần thân ảnh, phảng phất liền xuất hiện ở thiên thê đỉnh, quan sát vạn trần, huy hoàng uy thế vô địch, khí tức cả người, lần nữa tăng vọt. Một chiêu này đăng thiên tạo hóa, là nhân hoàng lục quyết bên trong bộc phát thần thông, thông qua tư tưởng thiên thê đăng cơ khí tượng, để cho tiềm năng thân thể của mình, trong nháy mắt nhận được tăng lên to lớn. 9 thương cổ hoàng trước kia. Tư tưởng ra một chiêu này,
là muốn đăng đỉnh thiên thê, một cước đạp ma thần, một kiếm tiên nhân quỳ, chỉ tiếc, đây chỉ là tư tưởng, khó mà thực hiện, chính hắn cũng không có đạt đến cảnh giới này. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần giống như đạt đến. Diệp Thần toàn thân khí thế, tấn mãnh bão táp, khí thế bành trướng, tựa như thật muốn chân đạp ma thần, thân thể của hắn xuất hiện ở trên bầu trời, trong tay hiển hóa ra hàng ma kiếm, một kiếm mang theo kinh thiên bá đạo khí thế, liền hướng bay trên trời thi long thân thể cao lớn xuyên thẳng xuống. Một kiếm tiên nhân quỳ. Răng rắc. Diệp Thần hung mãnh lăng lệ thân kiếm, hung hăng cắm vào bay trên trời thi long hài cốt trong thân thể, vô số xương cốt trong nháy mắt nứt ra, từ nứt ra xương tủy, chảy ra huyết cùng nước mủ còn có bẩn thỉu đồ vật. Bay trên trời thi long phát ra một tiếng sắc bén thê lương tới cực điểm kêu thảm, cánh điên cuồng đạp nước, oán niệm sôi trào, đầu lay động rút nhanh chóng ra vô số nóng bỏng hừng hực long tức lưu diễm, những thứ này long tức, mang theo nó bản mệnh oán niệm cùng năng lượng, thậm chí có thể thiêu đốt không gian. Suy suy suy, Diệp Thần quanh thân không gian, đều bị long tức thiêu đốt, xuất hiện từng cái kinh khủng hắc động. Thậm chí, liền da của Diệp Thần, cũng bị long tức thiêu đốt. Mặc dù có thần giáp mệnh tinh cương khí thủ hộ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phòng thủ, một hồi dây dứt kịch liệt đau nhức truyền đến. Diệp Thần cắn răng, chịu đựng cỗ này dây dứt kịch liệt đau nhức, thân thể đã cưỡi đến bay trên trời thi long trên sống lưng, không ngừng đem hàng ma kiếm sâu hơn cắm vào bay trên trời thi long thể nội, hắn muốn triệt để phá hủy bay trên trời thi long ý chí, tiếp đó đem chấn áp thu phục. Bay trên trời thi long không ngừng kịch liệt giãy giụa, nghiêng đầu tới hung mãnh phun ra ra long tức. Không ngừng công kích Diệp Thần, cũng không để ý chính mình hài cốt thân thể, cũng lọt vào long tức tổn thương. Diệp Thần thế khó khăn tránh né, thân thể liền lọt vào long tức bao phủ, phỏng kinh tâm, vặn vẹo tinh thần, hoảng hốt ở giữa, Diệp Thần tinh thần, liền lâm vào một mảnh kinh khủng thi hài thế giới bên trong. Mảnh thế giới này, tựa như là một chỗ cổ chiến trường, lại hình như là một chỗ bãi tha ma, khắp nơi tràn ngập tàn toái thi thể, những thi thể này, cho dù đã chết đi, nhưng phía trên lưu lại khí tức. Vẫn như cũ vô cùng cường đại, đủ để hủ diệt nhật nguyệt. Đây là từng cỗ viễn cổ ma thần thi thể, đây là ma thần táng địa, là bay trên trời thi long đản sinh chỗ, nó chính là vô số ma huyết nhục của thần cùng oán khí, ngưng tụ ra quái vật. Diệp Thần ở trong lúc hoảng hốt, tinh thần càng là bị bay trên trời thi long kéo vào trong mảnh này huyễn giới, tuy là huyễn giới, nhưng mảnh này ma thần táng địa, rất nhiều ma thần oán niệm sát khí, vô cùng nồng đậm, nếu là lọt vào ăn mòn mà nói. Vậy hắn thực tế cơ thể, cũng rất có thể muốn hóa thành nước mủ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Táng địa bên trong, từng đầu ma thần thi xương cốt, tựa như chịu đến lực lượng nào đó thôi phát, thế mà phát sinh thi biến, từng cỗ thi thể, lảo đảo đứng lên. Tất cả ma thần thi xương cốt, đồng tử đều là nhảy lên ra màu đỏ thẫm quỷ hỏa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, từng đợt trầm thấp tiếng gầm gừ, theo bọn nó trong cổ họng phát ra. Ngàn ngàn trăm trăm con ma thần thi xương cốt liền vây khốn tại Diệp Thần bốn phía, tựa như là zombie thủy triều, đông nghịt một mảnh. Ầm ầm. Tiếp theo sát, tất cả ma thần thi xương cốt liền điên dại một dạng hướng về Diệp Thần chém giết tới, dương nanh múa vuốt, thế muốn đem Diệp Thần xé nát đồng dạng. Chỉ là ma vật, cũng nghĩ dung chuyển ta. Diệp Thần gặp nguy không loạn, chấp trưởng luân hồi pháp tắc hắn, không sợ nhất chính là ma vật, mắt thấy đến vô số ma thần thi hài tuôn ra mà đến, tay hắn một chiêu Nhật Nguyệt Bảo Luân cùng Trấn Hồn Bia liền xuất hiện. Nhật Nguyệt này Bảo Luân cùng Trấn Hồn Bia, cũng là ma ngục mệnh tinh một trong thập đại kỳ quan, Nhật Nguyệt Bảo Luân ong ong tỏa sáng, thần quang bao phủ lại Diệp Thần, để cho hắn tránh gặp ma thần sát khí ăn mòn, mà cái kia Trấn Hồn Bia, nhưng là mang theo kinh thiên trấn áp thần uy, ầm vang từ phía chân trời bạo rơi xuống. Phanh! Trấn Hồn Bia rơi đập trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, trước hết nhất xông lên ma thần thi xương cốt, đầu tiên gặp nạn. Liền bị Trấn Hồn Bia đập thành bã vụn, sau đó, Trấn Hồn Bia sau khi hạ xuống bộc phát ra khí tràng sóng xung kích, quét ngang mở ra, như chém ngang thiên quân, tất cả ma thần thi hài lập tức bị phá tan đánh tan, thân thể ngã xuống đất. Chỉ có điều, Diệp Thần cảm thấy tự thân linh khí, đang nhanh chóng tiêu hao, không hề tầm thường. Mảnh này ma thần táng địa, tựa hồ quanh quẩn một loại nào đó quỷ dị pháp tắc, ở đây chiến đấu, hắn linh khí tiêu hao, trở nên dị thường mãnh liệt. Có chút cổ quái, vẫn là mau chóng phá sát ra ngoài cho thỏa đáng. Diệp Thần thôi động Nhật Nguyệt Bảo Luân, liền nghĩ xông phá mảnh này huyễn giới, quay về thực tế. Nhưng lúc này, đã thấy vừa mới bị hắn đánh tan ma thần, từng cỗ thi hài, răng rắc nứt ra nát bấy, từ cái kia nát bấy thi hài bên trong,
chảy ra từng cỗ nồng đậm tanh hôi sát khí, còn có huyết nhục thối giữa khí tức. Vô tận sát khí huyết khí, cuối cùng ở chân trời hội tụ ngưng luyện, thế mà hóa thành một khỏa màu máu đỏ chảy tràn lấy dịch nhờn ma cầu như ngôi sao chậm rãi chuyển động, tản mát ra không rõ cùng xâm nghiêm khí tức, chuyển động ở giữa, trong hư không truyền ra ngàn vạn ma thần ngâm sướng, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị bóp méo, khắp nơi tràn ngập ma khí. Ầm ầm. Đến cuối cùng, cả viên ma cầu, tựa như là vẫn thạch lưu tinh mưa giống như, từ phía chân trời bạo rơi xuống, hung hăng hướng về Diệp Thần oanh tạc mà đi. Diệp Thần đồng tử hơi co lại, liền cảm thấy viên này ma cầu năng lượng, cực kỳ khủng bố, là bay trên trời thi long một kích sốc toàn lực, ẩn chứa vô biên nổ tung ma sát chi khí, nếu như hắn có thể đỡ, hắn liền có cơ hội chấn phục bay trên trời thi long, nếu như ngăn không được, hắn liền bị sống sờ sờ nổ chết. Chín thương tiền bối, giúp ta. Nhật chi thạch, cửu dương đại trận. Uy tự quyết A, cho ta trấn áp. Diệp Thần hét dài một tiếng, kêu gọi chín thương cổ hoàng tiến một bước trợ lực, liền cảm thấy trong kinh mạch năng lượng cuồn cuộn, chín thương cổ hoàng đã đem hết toàn lực đang ủng hộ hắn. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ, Diệp Thần biết bay trên trời thi long cường hãn, lo lắng coi như mình cùng chín thương cổ hoàng hợp lực, đều khó mà chấn phục. Cho nên, hắn lại gọi ra Nhật chi thạch, chỗ mi tâm lóe ra Nhật chi thạch hào quang. Hắn điên cuồng điều động Nhật chi thạch linh khí năng lượng, hóa sinh ra cửu dương đại trận, chín khỏa vàng óng ánh khổng lồ thái dương, tại quanh người hắn sôi trào gầm thét, nhưng rực rỡ ánh mặt trời nóng rực, thế mà không cách nào quét sạch chung quanh ma khí. Quanh mình ma khí, vẫn như cũ nồng đậm hung mãnh, có thể thấy được bay trên trời thi long dốc sức ngưng tụ ra ma cầu, sát khí khủng bố cỡ nào, viên kia ma cầu đang lấy lôi đình vạn quân uy thế giáng xuống. Diệp Thần ra tay, tuần thú bát tự quyết uy tự quyết bộc phát. Lòng bàn tay liền hiện ra một cái uy chữ, hung hăng hướng viên kia ma cầu bạo sát mà đi. Tại Diệp Thần bàn tay lôi kéo dưới, cái kia chín khỏa thái dương, cũng là ùng ùng gào thét vọt tới trước, muốn cùng viên kia ma cầu va chạm. Tại chín thương cổ hoàng cùng Nhật chi thạch trợ lực phía dưới, giờ khắc này Diệp Thần, uy thế có thể nói là nổ tung tới cực điểm, uy tự quyết tột cùng nhất khí thế, bị hắn đều biểu dương ra. Oanh! Khi Diệp Thần bàn tay, mang theo chín khỏa hừng hực thái dương, cùng cái kia ma cầu đối oanh đến cùng một chỗ, kinh thiên nổ tung vừa ra đời, cửu dương bạo diệt, hắn mi tâm Nhật chi thạch hào quang trong nháy mắt ảm đạm, mà viên kia ma cầu, cũng là triệt để nổ tung, từ bên trong tuôn ra vô tận ma sát oán niệm khí tràng xung kích, tựa như có ngàn vạn ma hồn, cùng nhau nổ diệt, cường hoành sóng xung kích đem hắn chấn động đến mức thổ huyết. Răng rắc, toàn bộ huyễn giới, triệt để phá toái. Khi Diệp Thần tinh thần, trở lại thực tế, hắn kêu lên một tiếng. Há miệng liền phun máu. Huyễn giới bên trong nổ tung, kéo dài đến thực tế, tại Diệp Thần cùng bay trên trời thi long ở giữa, một hồi đáng sợ nổ tung liền theo sinh ra, cửu dương rực rỡ nổ tung, ma cầu âm hồn bạo toái, màu vàng ánh sáng cùng màu đen ma khí lẫn nhau phối hợp, tạo thành một cỗ giống như hỗn độn nổ tung sương mù, thậm chí có mây hình nấm phóng lên trời. Toàn bộ võ giới đảo, toàn trường tất cả mọi người, đều bị đột ngột nổ tung chấn động đến mức màng nhĩ ông tác hưởng. Liền thấy Diệp Thần cùng bay trên trời thi long, tựa như là lưỡng bại câu thương, song song từ phía chân trời rớt xuống. Bay trên trời thi long giống như núi thân thể, đập ầm ầm rơi xuống đất, phát ra rên rỉ. Diệp Thần thân thể thì giống như cỏ khô héo, cũng là rớt xuống đất, kinh mạch đột nhiên trống rỗng, chín thương cổ hoàng đối với hắn trèo trống, đã đến cực hạn, rất nhiều sức mạnh đều lùi về luân hồi trong mộ địa đi. Đầu này long, xem như bị ta trấn phục đi. Diệp Thần tằng hắng một cái, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng tinh thần ý chí vẫn như cũ cường hãn, trong ánh mắt mang theo ý chí chiến đấu phong mang, hắn cảm thấy mình sâu trong linh hồn, phảng phất có đồ vật gì, đang chống đỡ tinh thần của hắn, để cho hắn đấu chí vĩnh viễn không ma diệt, từ đầu tới cuối duy trì phấn chấn trạng thái. Cỗ này trèo trống, đến từ luân hồi mộ địa, nhưng không phải chín thương cổ hoàng trợ lực, mà là bất khuất thánh kiếm. Bất khuất thánh kiếm cắm ở luân hồi trong mộ địa. Diệp Thần mặc dù không có tận lực tiếp xúc, nhưng thanh kiếm này, lại là tại từ nơi sâu xa, ủng hộ Diệp Thần. Từng sợi ý chí bất khuất, cuột cường ý niệm, giống như là người lãnh đạo, kình thiên trụ, chống trời sống lưng, đang chống đỡ Diệp Thần tinh thần, chỉ cần cái này bất khuất thánh kiếm, còn không có ngã xuống, Diệp Thần tinh thần đấu chí, vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Hắn thậm chí có loại cảm giác, coi như mình nhục thân tan vỡ, tinh thần linh hồn đều biết tiếp tục bảo trì thịnh vượng trạng thái. Vĩnh viễn không tiêu vong. Cái này bất khuất thánh kiếm, ngay tại sau lưng chống đỡ lấy linh hồn của hắn.
Không hổ là trụ thần thánh binh, cỗ này bảo vệ sức mạnh, quả nhiên cường hãn a. Diệp Thần đập chậc lưỡi, cũng cảm thấy khen ngợi, trụ thần thánh binh, quả thật là không phải tầm thường. Hắn còn không có chính thức chấp trưởng Bất Khuất Thánh Kiếm, chỉ là tạm thời thu nạp, liền được lớn như thế ủng hộ, nếu là hoàn toàn trở thành người cầm kiếm, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn chỗ tốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Bất Khuất Thánh Kiếm sau lưng trụ thần không đầu kiếm thánh, tựa hồ đối với Diệp Thần vô cùng thưởng thức, muốn Diệp Thần làm hắn người đại diện, cho nên hắn ban cho Diệp Thần vô hạn chúc phúc. Diệp Thần cùng bay trên trời Thi Long đánh nhau, vốn là lưỡng bại câu thương, nhưng có Bất Khuất Thánh Kiếm ủng hộ, hắn liền cười cuối cùng. Diệp Thần lung la lung lay đứng dậy, nhìn chằm chằm bay trên trời Thi Long ánh mắt. Bay trên trời Thi Long trong hốc mắt hỏa diễm, bất an nhảy lên, cổ họng kéo dài phát ra rên rỉ. Vừa mới Diệp Thần uy tự quyết, đã đem ý chí của nó đều nghiền nát. Ngươi bại. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, bàn tay vừa thu lại, liền đem bay trên trời Thi Long thân thể cao lớn, thu đến luân hồi trong mộ địa đi, mà bay thiên Thi Long, cũng đã không có chút nào chống lại khả năng. Tiểu Thi Long. Thanh Đồng Cổ Thiềm nhìn thấy bay trên trời Thi Long bị Diệp Thần lấy đi, lập tức hoảng hốt. Làm sao có thể? Cốt Thiên Đế cũng là kinh hãi, hắn biết rõ bay trên trời Thi Long năng lượng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, bay trên trời Thi Long thậm chí so với hắn còn muốn hung mãnh, nhưng bây giờ, cư nhiên bị Diệp Thần thu phục. Khiếp sợ của hắn trình độ, so với Thanh Đồng Cổ Thiềm còn muốn lợi hại hơn, bởi vì hắn cùng với bay trên trời Thi Long lâu dài ở chung, hắn biết rõ bay trên trời Thi Long ý chí, cường hãn đến mức nào, hẳn là cận kề cái chết cũng không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ, bay trên trời Thi Long chính là bị Diệp Thần trấn áp thu phục. Diệp Thần có thể làm được điểm này, kỳ thực có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là hắn có Bất Khuất Thánh Kiếm trợ lực. Bất Khuất Thánh Kiếm, chống đỡ lấy tinh thần của hắn, để cho hắn tinh thần ý chí, so với bay trên trời Thi Long củng cố mãnh liệt, cho nên hắn có thể đem trấn áp thu phục. Thanh Đồng Cổ Thiềm thấy Xương Thiên Đế dưới khiếp sợ, thân pháp có sơ hở, ánh mắt lập tức phát lạnh, chắc chắn cơ hội, chém ra một đao, hướng Cốt Thiên Đế vai trái chém tới. Cốt Thiên Đế phòng thủ sơ sẩy, vai trái trúng đao, lập tức máu tươi như chú, thụ thương rất nặng, hắn vội vàng tập trung ý chí, cẩn thận ứng đối. Nhưng tiên cơ đã mất, hắn một bước bị áp chế, liền từng bước bị đè, Thanh Đồng Cổ Thiềm khoái đao liên chạm, thế như chiều dâng giận tuôn ra, hắn liên tục lùi về phía sau, chỉ sợ không cần bao lâu, liền muốn bị thua. Diệp Thần mắt thấy một màn này, cảm thấy suy nghĩ, cái này Thanh Đồng Cổ Thiềm, chờ đánh bại Cốt Thiên Đế sau, thế tất yếu tới giết ta, ta vẫn mau mau rời đi thì tốt hơn. Vừa mới cùng bay trên trời Thi Long một trận chiến, Diệp Thần đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hắn không cách nào lại chiến đấu tiếp, nhất định phải mau chóng thoát thân. Vốn là, hắn chịu Khương Vô Nhai ủy thác, muốn giết Tử Cực Thần Tôn, nhưng trong lúc trước mắt, tự lo còn không xuể, đã không có dư lực lại đi giết người. Minh giáo chủ, chúng ta đi. Diệp Thần hướng Minh Khiếu Thiên kêu gọi một tiếng, liền muốn rời đi. Minh Khiếu Thiên cũng cảm thấy tình thế không tốt lắm, liền gọi đến sụp đổ thần giáo đám người, muốn vây quanh Diệp Thần rời đi. Phương Huyền Đức gặp Diệp Thần muốn đi, gấp hướng Tử Cực Thần Tôn nói, sư phụ, kiếm của ta. Tử Cực Thần Tôn sầm mặt lại, vừa mới Diệp Thần cùng bay trên trời Thi Long một trận chiến, cái kia cỗ kinh thiên khí thế, quả thực đem hắn chấn nhiếp đến, hắn hoàn toàn không dám ra tay. Nhưng bây giờ nghe được Phương Huyền Đức lời nói, Tử Cực Thần Tôn liền lấy lại tinh thần, cẩn thận hướng Diệp Thần nhìn lại, gặp Diệp Thần trạng thái suy yếu, nghĩ thầm, tiểu tử này sức mạnh đã hao hết, chính là đánh giết hắn cơ hội a. Hắn lòng kiêng kỵ luôn, hưng phấn chi ý xông lên đầu, muốn thừa dịp Diệp Thần suy yếu, chiếm lợi lớn. Luân hồi chi chủ, đứng lại cho ta. Tử Cực Thần Tôn lúc này quát to một tiếng, phi thân mà ra, nói, ngươi đoạt ta áo nghĩa giới thánh binh Bất Khuất Thánh Kiếm, liền nghĩ cứ đi như thế. Mau mau đem thánh kiếm giao ra. Diệp Thần thần sắc buồn bã, hắn suy yếu phía dưới, đối mặt Tử Cực Thần Tôn, chỉ sợ không địch lại. Minh Khiếu Thiên nói, luân hồi chi chủ, người đi trước, ta tới đoạn hậu. Nói xong liền rút trường kiếm ra, vừa mới cùng bay trên trời Thi Long trong tranh đấu, hắn cũng bị thương, bất quá còn có chút sức chiến đấu. Tử Cực Thần Tôn quát lên, các ngươi nghĩ thôn tính ta áo nghĩa giới thánh binh, ta liền muốn các ngươi để mạng lại lấp. Nói đi, hắn bang rút bội kiếm ra, một kiếm mang theo ngập trời tử quang sát phạt, kiếm ý cuồn cuộn hướng về Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên phách chạm mà đến. Đi mau! Minh Khiếu Thiên thần sắc rất là ngưng trọng,
hướng về phía Diệp Thần quát lên, hắn biết mình bị thương phía dưới, chắc chắn không phải Tử Cực Thần Tôn địch thủ, nhưng vì yểm hộ Diệp Thần rút lui, đánh không lại cũng muốn đánh, cho dù đem tính mệnh bỏ ở nơi này, hắn cũng không thể để Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần cũng biết, Minh Khiếu Thiên không cách nào ngang hàng, hắn tự nhiên không thể nhìn Minh Khiếu Thiên vì hắn mà chết, mắt thấy Tử Cực Thần Tôn kiếm thế vô cùng hung hãn gào thét mà đến, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Tâm ma phi kiếm A, ra hộp A. Diệp Thần hét dài một tiếng, sử dụng một bộ hộp kiếm, bàn tay vỗ, một thanh đen nhánh phi kiếm, liền từ hộp kiếm bên trong bắn ra ngoài. Bộ dạng này hộp kiếm, chính là sụp đổ thần giáo giáo chủ quyền hành tượng trưng, bên trong chứa ngày xưa sụp đổ chi chủ một trong ngũ đại kỳ quan, tâm ma phi kiếm. Sụp đổ chi chủ đúc thành tâm ma phi kiếm, mang theo chủ thần tâm ma khí tức, phi thường khủng bố, từ sụp đổ chi chủ vẫn lạc sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh mở hộp kiếm, tiếp xúc tâm ma phi kiếm. Bởi vì, cho dù là Minh Khiếu Thiên loại này cấp bậc cao thủ, cũng không có tư cách đụng vào tâm ma phi kiếm, dám đụng vào cũng chỉ có bị tâm ma thôn phệ, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần gan to bằng trời, ý chí kinh người, thế mà bắn ra tâm ma phi kiếm. Luân hồi chi chủ, người điên rồi. Minh Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Thần thế mà thả ra tâm ma phi kiếm, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng lui về phía sau bay ngược mà đi, chỉ sợ lọt vào tâm ma phi kiếm kiếm quang thôn phệ. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị tâm ma giày vò. Đen nhánh tâm ma phi kiếm, vang ong ong động lên, phóng ra từng sợi u hắc quang, cỗ này tia sáng, mang theo sụp đổ khí tức, là trực tiếp đối đầu lòng người sụp đổ. Tâm ma phi kiếm vừa ra, người tâm ma, liền bị câu lên, đạo tâm liền sẽ sụp đổ, tại vô tận giày vò cùng trong thống khổ phá toái, muốn thất khiếu chảy máu kêu rên mà chết. Diệp Thần thả ra tâm ma phi kiếm, đầu tiên lọt vào kiếm quang xung kích, chính là chính hắn. Tâm ma phi kiếm tia sáng, bao phủ xuống, Diệp Thần liền cảm thấy mình tâm ma, dục dịch. Người đều có tâm ma, tham sân si, oán tăng sẽ, cầu không được, Diệp Thần từng chặt đứt tâm chi gông xiềng, nhưng cũng không phải nói đem tâm ma chặt đứt, mà là nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhìn thẳng vào dục vọng, không bị ảnh hưởng. Chỉ có điều, cỗ này nhìn thẳng vào cùng củng cố, cũng là có hạn độ. Cái này tâm ma phi kiếm, dẫn phát ra tâm ma, liền vượt ra khỏi Diệp Thần có khả năng tiếp nhận hạn độ. Tại tâm ma phi kiếm tia sáng bao phủ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ đau đớn, đó là 72 trụ thần nhóm, tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn. Cỗ này đau đớn, liền Diệp Thần đều khó mà tiếp nhận. Bất quá may mắn, lúc này ở trong luân hồi mộ địa, cái thanh kia cắm ngược lấy bất khuất thánh kiếm, ông ông tác hưởng, nở rộ thần quang, chống đỡ lấy Diệp Thần linh hồn. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy đạo tâm thông minh, cái kia tâm ma phi kiếm bao phủ xuống sụp đổ đau đớn, hắn lập tức liền chống cự lại. Linh hồn của hắn, bất khuất mà cương nghị, tựa như vạn kiếp bất diệt. Hắn dám thả ra tâm ma phi kiếm, tự nhiên là có được hắn sức mạnh. Hắn sức mạnh, chính là bất khuất thánh kiếm. Có cái này bất khuất thánh kiếm chèo chống, cho dù là tâm ma phi kiếm sụp đổ, Diệp Thần cũng có thể ngăn trở. Ánh mắt của hắn, rất nhanh liền từ đau đớn đã biến thành băng lãnh, hờ hững nhìn xem Tử Cực Thần Tôn. Tử Cực Thần Tôn đang huy kiếm bạo sát mà đến, khi thấy Diệp Thần con mắt lạnh lùng, hắn tựa như lọt vào tử thần nhìn chăm chú, toàn thân dùng mình, lại nhìn thấy Diệp Thần trên đỉnh đầu tâm ma phi kiếm, hắn liền triệt để ngây dại. Cái kia tâm ma phi kiếm, không ngừng vù vù tràn ngập ra hắc quang, ánh kiếm màu đen phảng phất mang theo một loại nào đó quỷ dị sụp đổ chi lực, có thể nghiền ép người đạo tâm, câu lên người tâm ma, làm cho lòng người hướng đi sụp đổ phá diệt hoàn cảnh. Hiu! Diệp Thần cong ngón búng ra, cái kia tâm ma phi kiếm, ngay tại trên không xẹt qua một đầu hoa lệ đường vòng cung, hướng về Tử Cực Thần Tôn vọt tới. Ô oa a a a! Tử Cực Thần Tôn không để ý dáng vẻ âm thanh kêu to lên, Diệp Thần bắn ra phi kiếm, kiếm thế cũng không lăng lệ hung mãnh, nhưng hắn hoàn toàn không dám đối kháng, giống gặp quỷ giống như điên cuồng lui về phía sau người nhẹ nhàng lui lại. Cái thanh kia tâm ma phi kiếm, tỏa ra kiếm quang, hắn vừa tiếp xúc với, liền cảm nhận được một cỗ vô biên đau đớn, đó là trụ thần tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn, là cái này tâm ma phi kiếm, bản thân mang theo nguyền rủa. Lại thêm, tâm ma phi kiếm đặc thù câu dẫn tác dụng, đem lòng người tâm ma không ngừng câu lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Tử Cực Thần Tôn liền lâm vào trong trước nay chưa có đau đớn giày vò, tâm ma của mình, còn có trụ thần tâm ma, lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp để cho hắn làn da cũng nứt ra,
từ nứt da trong da, chảy ra hắc ám tinh hồng bốc mùi chất lỏng. Ách ách ách! Hắn đau đớn rên rỉ, vứt bỏ trường kiếm trong tay, dùng hai tay đi bắt kéo cơ thể, chỉ cảm thấy cơ thể mỗi một chỗ đều tại ngứa, đều cần cào, trong khoảnh khắc, hắn liền đem hơi hơi nứt ra làn da lôi xé một mảnh nát giữa, từng cái vết chảo nhìn thấy mà giật mình. Cổ Đoạn Trần, Phương Huyền Đức, Lãnh Nguyệt Tịch, Minh Không Thiên Tôn bọn người, còn có toàn trường đám võ giả, mắt thấy một màn này, đều là hãi nhiên, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thần cái thanh kia tâm ma phi kiếm, vạn không ngờ tới thanh kiếm này, thế mà kinh khủng tới mức như thế. Cái này tâm ma phi kiếm lực sát thương, liền Diệp Thần chính mình cũng chấn kinh, trong lòng lại là một hồi may mắn hắn có bất khuất thánh kiếm thủ hộ, nếu không, phi kiếm giết ra, trước tiên thụ thương, có thể chính là chính hắn. Diệp Thần ánh mắt, hơi hơi híp, nhìn xem tâm ma phi kiếm, có thể tinh tường cảm nhận được, thanh kiếm này đang cùng chính mình cộng minh lấy, có từng sợi hùng hồn năng lượng, không ngừng từ tâm ma phi kiếm lan tràn ra, lưu chuyển đến trong thân thể của hắn. Hắn vừa mới cùng bay trên trời thi long một trận chiến, vốn là hao hết sức mạnh, nhưng bây giờ có tâm ma phi kiếm tẩm bổ, sức mạnh lại trở về một chút, tinh thần đại chấn. Sau đó, Diệp Thần liền thấy, tại tâm ma phi kiếm trên thân kiếm, còn điêu khắc rất nhiều thật nhỏ ký tự, những ký tự này kết hợp lại, dường như là một môn đao pháp bí quyết, một chút phỏng đoán, liền cảm nhận được một cỗ vực sâu tựa là hủy diệt đại khủng bố. Là sụp đổ chi chủ trước kia sáng tạo đao pháp, vực sâu diệt thế trảm. Sụp đổ chi chủ đạo thống, có một trưởng ba đao năm kỳ quan, cái kia vực sâu diệt thế trảm, chính là ba đao một trong, thì ra liền điêu khắc ở tâm ma trên phi kiếm. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần tự nhiên là không rảnh lĩnh ngộ, hắn chỉ muốn trực tiếp chém giết Tử Cực Thần Tôn. Lúc này Tử Cực Thần Tôn, tâm ma phát tác phía dưới, giống như điên dại, hắn cắn đứt chính mình đầu lưỡi, phun ra ra thiên đế tinh huyết, điên cuồng muốn áp chế nội tâm đau đớn, để cho chính mình khôi phục thanh tỉnh. A a a, đáng chết tiểu tử, ngươi thanh kiếm này, ngươi muốn hại chết ta. Tử Cực Thần Tôn tức giận gầm thét, không chỉ là cắn đứt đầu lưỡi của mình, còn nắm lên vừa mới rớt xuống đất trường kiếm, trở tay một kiếm, liền đem cánh tay trái của mình chặt đứt xuống, từ chỗ cụt tay máu tươi chảy xuôi, tanh hôi mà đỏ sậm, có thể thấy được hắn chịu tâm ma giết hại sâu. Nhưng, tay cụt kịch liệt đau nhức, ngược lại để Tử Cực Thần Tôn thanh tỉnh một chút, mắt thấy Diệp Thần tâm ma phi kiếm, lại phá không chém bay mà đến, hắn vội vàng bóp cái pháp quyết, điều động toàn bộ áo nghĩa giới địa mạch chi lực, tín ngưỡng chi lực, hỗn hợp có chính mình thiên đế sức mạnh, tạo thành một tầng thật dày vòng bảo hộ, đem thân thể của mình một mực bảo vệ được. Phốc! Diệp Thần ngự kiếm bổ xuống, bổ vào trên vòng bảo hộ kia, thật giống như lâm vào trong một tầng sâu đậm chất keo, trong lúc nhất thời, càng là khó mà phá vỡ. Không thể không nói, cái này Tử Cực Thần Tôn, dù sao cũng là thiên đế, hơn nữa lại là tại chính mình áo nghĩa giới trên địa bàn, hắn sau khi phản ứng, thủ đoạn ứng đối cũng có chút cường hãn, Diệp Thần tâm ma phi kiếm, trong lúc nhất thời đánh hạ không dưới. Chấn hồn bia, rơi. Diệp Thần tế ra chấn hồn bia, đem chấn hồn bia cũng điệt ra đi lên, kiếm bia chảy xuống ròng ròng, cuồng nhiên chấn áp hướng Tử Cực Thần Tôn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tử Cực Thần Tôn có thể chống đỡ bao lâu. Mà áo nghĩa giới bên này trận doanh người, đều là ngơ ngác nhìn xem một màn này, không người dám tiến lên cứu viện, cái kia tâm ma phi kiếm sát khí, thật là quá mức kinh khủng, cho dù là cái kia võ si Phương Huyền Đức, bây giờ cũng là lâm vào trong kinh ngạc sững sờ tại chỗ, không có cứu giúp. Diệp Thần tâm ma phi kiếm cùng chấn hồn bia, liền không ngừng tan rã lấy Tử Cực Thần Tôn phòng ngự. Phanh! Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi nổ vang rung trời. Thanh đồng cổ thiềm cùng cốt thiên đế chiến đấu, tại lúc này phân ra được thắng bại. Chỉ thấy tại thanh đồng cổ thiềm khoái đao cuồng chạm phía dưới, cốt thiên đế trung quy là chống đỡ không nổi, bị một đạo đao mang đánh bay, kêu lên một tiếng, thân thể giống như đạn pháo bay ra, cuối cùng trọng trọng rơi đập đến cái kia địa tạng Bồ Tát pho tượng trên thân thể cùng pho tượng cùng nhau ngã xuống đất, thoi thóp. Đánh tan cốt thiên đế thanh đồng cổ thiềm, hăng hái, ngậm tẩu thuốc phun ra một cái vòng khói, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thần, sâm nghiêm nói, tiểu tử, giờ đến phiên ngươi. Ngươi lại có thể chấn phục tiểu thi long, không thể không nói, đích xác có chút bản sự. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, ngươi có thể thuần phục nó, là bởi vì nó là xúc sinh, bản thân chỉ là ma thần huyết nhục thi hải oán niệm ngưng kết mà thành, cũng không cái gì trí tuệ. Nhưng bản tọa cũng không phải đầu kia nghiệt xúc có thể so sánh. Thanh đồng cổ thiềm đối với bay trên trời thi long thái độ, tựa hồ cũng không phải đem đối phương nhìn làm đồng bạn,
chỉ là xem như một đầu chó cắn người, vốn là muốn dùng tới cắn chết Diệp Thần, nhưng Diệp Thần thực lực, rõ ràng ra dự liệu của nó, thế mà ngược lại thu phục bay trên trời Thi Long. Bất quá, Diệp Thần có thể thu phục bay trên trời Thi Long, không có khả năng hàng phục nó. Điểm này, Thanh Đồng Cổ Thiềm có đầy đủ tự tin. Nhìn thấy Diệp Thần dụng tâm ma phi kiếm, quấy đến Tử Cực Thần Tôn hình dung chật vật, Thanh Đồng Cổ Thiềm cũng không hoảng hốt, nó đối với đạo tâm của mình cường độ, đồng dạng có lớn vô cùng tự tin. Bản tọa gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chỉ là một thanh kiếm, còn nghĩ dung chuyển bản tọa vạn kiếp bất diệt đạo tâm. Vụt! Xiết đao nơi tay, Thanh Đồng Cổ Thiềm một chiêu thần vũ phá thiên trảm, liền mang theo kinh thiên cuồn cuộn, như sóng lật úp một dạng hoa lệ đao quang, một đao hướng về Diệp Thần thân thể đánh xuống. Diệp Thần kinh hãi, lúc này ở tâm ma phi kiếm tẩm bổ phía dưới, hắn sức mạnh khôi phục một chút, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm chống lại, đầu này đại hung, ngay cả Cốt Thiên Đế đều đánh bại, hắn như thế nào ngăn cản được. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cũng không lo được công kích Tử Cực Thần Tôn, vội vàng thu hồi tâm ma phi kiếm, lại một tiếng xào xạc, bày ra thiên không chi cánh, thân pháp di chuyển, né tránh Thanh Đồng Cổ Thiềm nhất đao. Ngươi chạy không thoát, máu tươi của ngươi sẽ trở thành bản tọa khởi động luân hồi sách nhiên liệu. Đến lúc đó ta liền có cơ hội dựa vào chính mình cứu ra vũ tổ. Thanh Đồng Cổ Thiềm ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục phung đao bổ về phía Diệp Thần, nó muốn đem Diệp Thần chém giết, dùng Diệp Thần huyết, tới khởi động luân hồi sách, trở lại quá khứ, thay đổi vũ tổ vận mệnh, cũng thay đổi vận mệnh của mình. Nó một khỏa con mắt, sớm bị Cốt Thiên Đế Thí Thần chi mâu xuyên qua, vạn cổ năm tháng dài rằng giặc đi qua, con mắt vết thương cho tới hôm nay còn tại đổ máu. Trong đó đau đớn, quả thực là không thể nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần có thể cảm nhận được Thanh Đồng Cổ Thiềm băng lãnh sát niệm, hắn khẽ cắn môi, liền muốn thiêu đốt Nhậm Phi Phàm lưu cho hắn Bạch Vũ, triệu hoán Nhậm Phi Phàm buông xuống. Bởi vì, đầu này Thanh Đồng Cổ Thiềm, thật sự là quá hung hãn, Diệp Thần liền xem như trạng thái toàn thịnh, đều khó mà đối kháng, chớ nói chi là hiện tại. Trong tay nắm Bạch Vũ, Diệp Thần liền nghĩ thiêu đốt, nhưng nghĩ tới Nhậm Phi Phàm đi đến hôm nay một bước này, cũng rất không dễ dàng, hắn thực sự không muốn lại để cho Nhậm Phi Phàm gánh vác nhân quả. Liều mạng, luân hồi mộ táng công, tâm ma phi kiếm, rơi. Diệp Thần khẽ cắn môi, đem Bạch Vũ thu hồi, hắn quyết định tự mình giải quyết khốn cục trước mắt. Hắn đem thể nội còn sót lại không nhiều sức mạnh, toàn bộ bốc cháy lên, bộc phát ra luân hồi mộ táng công, sau lưng liền xuất hiện một cái táng thiên luân hồi bàn. Ông ông tác hưởng, bàng bạc đại táng diệt khí tức hướng về Thanh Đồng Cổ Thiềm áp chế xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng điều động ra tâm ma phi kiếm, trên không chém giết xuống. Hắn biết, Thanh Đồng Cổ Thiềm đạo tâm, so với Tử Cực Thần Tôn cường đại, đơn thuần dựa vào tâm ma phi kiếm, muốn áp chế nó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn trước tiên thi triển táng thiên luân hồi pháp, áp chế Thanh Đồng Cổ Thiềm tinh thần, lại thúc giục tâm ma phi kiếm đánh xuống. Thanh Đồng Cổ Thiềm cảm nhận được một cỗ cường hoành lực áp bách đánh tới, bất quá nó thực lực cường đại, không sợ chút nào, lấy tự thân pháp tắc cùng đạo tâm đối kháng, nói, bản tọa đạo tâm vạn kiếp bất diệt, bằng ngươi cũng nghĩ dung chuyển bản tọa. Bản tọa lại có cái gì tâm ma, có thể bị ngươi câu dẫn. Thanh Đồng Cổ Thiềm cũng không lỗ mãng, khổng lồ thân thể như núi, trước tiên lui về sau một bước, tránh đi Diệp Thần tâm ma phi kiếm. Chanh! Diệp Thần tâm ma phi kiếm! Liền hung hăng bắn rơi trên mặt đất, thật sâu cắm vào, từ trong thân kiếm chảy ra cuồn cuộn hắc sắc ma khí, nhưng cỗ này ma khí năng lượng, còn khó có thể dung chuyển Thanh Đồng Cổ Thiềm. Một cái, là Thanh Đồng Cổ Thiềm cường đại dị thường, thứ hai, là Diệp Thần trạng thái cũng không phải là viên mãn, khó mà phát huy ra tâm ma phi kiếm uy lực chân chính. Thanh Đồng Cổ Thiềm, ta không phải là muốn thương tổn ngươi, ngươi là bằng hữu của ta như thế nào lại tổn thương ngươi? Đột nhiên! Diệp Thần phát ra to sâu xa âm thanh, như hồng trung đại lữ, nhưng ở tâm ma phi kiếm nổi bật, lại dẫn điểm nhiếp nhân tâm phách ý vị. Bằng hữu, Thanh Đồng Cổ Thiềm lộ ra vẻ khinh thường biểu lộ. Diệp Thần nói, đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu, đều muốn cứu ra vũ tổ thôi, vũ tổ nhất định không muốn nhìn thấy chúng ta đánh nhau tàn sát. Diệp Thần âm thanh, cái kia cỗ nhiếp nhân tâm phách ý vị nồng nặc hơn, tựa như mang theo ma lực, hắn nhìn xem Thanh Đồng Cổ Thiềm còn tại chảy máu mắt trái, đạo. Ngươi chịu Cốt Thiên Đế gây thương tích, thế gian này, chỉ có ta có thể cứu rỗi ngươi. Chúng ta làm bằng hữu, ta có thể cứu ngươi, nếu không, thương thế của ngươi đau, sợ rằng phải một mực dày vào ngươi đến tận cùng thế giới.
Chung quanh đám võ giả, ngạc nhiên vạn phần phát hiện, tại Diệp Thần lúc nói chuyện, có một cái sáng chói ký tự màu vàng, xuất hiện tại thanh đồng cổ thiềm trên đỉnh đầu, đó là một cái hữu chữ, mang theo xuân phong hóa vũ giống như ôn nhuận năng lượng, theo Diệp Thần âm thanh, chậm rãi thẩm thấu đến thanh đồng cổ thiềm thể nội. Thanh đồng cổ thiềm lập tức ngây dại, liền cảm thấy trước mắt tâm ma phi kiếm, ong ong rung động ở giữa, nội tâm nó chỗ sâu tâm ma, liền bị câu dẫn ra. Nó cũng không phải không có tâm ma, nó cũng có sợ hãi của nó cùng đau đớn, trước kia cốt thiên đế, lấy thí thần chi mâu quán xuyên con mắt của nó, cỗ này đau đớn một mực kéo dài đến hôm nay, nó cũng sợ có một ngày sẽ chết. Đối tử vong sợ hãi, là khắc vào tất cả sinh mệnh huyết mạch chỗ sâu nhất lạc ấn, Diệp Thần không để lại dấu vết ở giữa, liền thôi động tâm ma phi kiếm, câu lên thanh đồng cổ thiềm đối tử vong sợ hãi. Nhưng, hắn cũng không phải muốn phá hủy thanh đồng cổ thiềm đạo tâm, mà là muốn cứu rỗi, muốn hàng phục. Thanh đồng cổ thiềm kiêu căng khó thuần, đương nhiên là khó mà hàng phục, nhưng nắm giữ tuần thú bát tự quyết Diệp Thần, tự nhiên có biện pháp của hắn, chính là trực tiếp thi triển hữu tự quyết. Thiên địa uy hữu, ăn diệt dưỡng triệu, chữ bát ba này tuần thú bí pháp, hữu tự quyết có thể thành lập hữu nghị, xuân phong hóa vũ, lấy nhu hòa phương thức thu phục hung thú. Diệp Thần cũng không phải là giả mạo, hắn đích xác cũng nghĩ cứu rỗi thanh đồng cổ thiềm, hóa giải mâu thuẫn. Dù sao thanh đồng cổ thiềm, trước kia chính là vũ tổ dưới quyền cường đại tồn tại, có thể hóa thù thành bạn, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Tại Diệp Thần luân hồi mộ táng công, tâm ma phi kiếm, hữu tự quyết vừa đấm vừa xoa phía dưới, thanh đồng cổ thiềm con mắt trừng lớn, biểu lộ từ lạnh nhạt đã biến thành xúc động, lẩm bẩm nói, ngươi có thể cứu rỗi bản tọa. Diệp Thần nói, đúng vậy a, thế gian này, chỉ có ta có thể cứu rỗi ngươi, chúng ta là bằng hữu a. Thanh đồng cổ thiềm ánh mắt trở nên mê mang, suy nghĩ lâm vào cực đoan trong hỗn loạn. Diệp Thần rèn sắt khi còn nóng, nói, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng đi đem vũ tổ cứu ra. Thanh đồng cổ thiềm có điểm tâm động, nhưng vẫn là có chút mê mang, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Toàn trường đám võ giả, nhìn thấy Diệp Thần thế mà tính toán thuần phục thanh đồng cổ thiềm, đều là kinh hãi không thôi, đầu này đại hung, có khả năng thuần phục sao? Suy. Ngay lúc này, chợt một đạo sắc bén đáng sợ tiếng xé gió, từ Diệp Thần sau lưng vang lên. Kinh khủng sát cơ liền như vậy lan tràn. Chỉ thấy một cây cốt mâu, mang theo vô cùng kinh khủng lăng lệ uy thế, bẻ gãy nghiền nát xuyên qua thế giới động phá càn khôn, cách mặt đất ba thước hướng Diệp Thần bắn mạnh mà đến, ven đường những nơi đi qua, đại địa băng liệt, nước biển cuốn ngược, thời không chôn vùi thành khư, sắc bén âm bạo thanh cơ hồ muốn đâm xuyên toàn trường mỗi người màng nhĩ. Cẩn thận! Thanh đồng cổ thiềm đại chấn, nhìn thấy Diệp Thần bị tập kích, vô ý thức liền vung đao hoành không chém tới. Hiện tại hắn quyết không cho phép Diệp Thần thụ thương. Đại gia chúc mừng năm mới nha. Chanh! Nó hung hăng một đao, liền đem cái kia bắn mạnh mà đến cốt mâu chặt đứt đi. Nhưng, cốt mâu bản thân mang theo sức mạnh mạnh mẽ, cũng làm cho thanh đồng cổ thiềm thân thể một hồi lay động, cước bộ sau ngã. Nó độc nhãn, mang theo vô cùng thần sắc kinh ngạc. Nhìn về phía cốt mâu bắn ra chỗ. Diệp Thần cũng có chút ngạc nhiên quay người lại xem xét, liền thấy vừa mới bị thanh đồng cổ thiềm đánh tan cốt thiên đế, bây giờ đã đứng lên, thân hình tựa như thiên kiếm sừng sững, trên thân từng cây cốt thứ xuyên thấu làn da, sắc bén một mặt trực chỉ thương khung, khí thế lăng lệ. Tại cốt thiên đế bên chân, là tòa kia ngã xuống địa tạng Bồ Tát pho tượng, bây giờ, pho tượng vỡ tan, từ vỡ tan trong pho tượng, chảy ra từng sợi năng lượng màu vàng sậm. Toàn bộ hội tụ đến cốt thiên đế trên thân. Cái kia từng sợi năng lượng màu vàng sập, mang theo một tia độ chi mảnh vụn khí tức, mênh mông vĩ đại, ẩn chứa trong đó vô thượng pháp tắc sinh tử huyền bí, lại có siêu thoát hết thảy rộng rãi khí tức. Năng lượng màu vàng sập không ngừng bại lưu mà ra, làm cho pho tượng cấp tốc diệt vong thành tro, mà cốt thiên đế, hấp thu pho tượng chảy ra bàng bạc năng lượng, thân thể của hắn nở rộ ám kim thần mang, cả người cấp tốc từ thụ thương hư nhược trạng thái, trở nên vô cùng cường hãn. Nhưng lại không hung lệ, ngược lại lộ ra một cỗ Bồ Tát giống như túc mục trang nghiêm, giống như muốn chân áp địa ngục vạn ma vĩ đại khí độ. Hắn phảng phất liền thành một tôn địa tạng Bồ Tát. Diệp Thần cùng thanh đồng cổ thiềm thấy cảnh này, đều là chấn động không gì sánh nổi. Cốt thiên đế, thế mà hấp thu cái kia địa tạng Bồ Tát pho tượng tất cả năng lượng, tựa như trong nháy mắt chấp trưởng vô thượng sinh tử độ hóa pháp tắc, siêu thoát sinh tử. Vốn là, hắn chịu sụp đổ di tích cổ pháp tắc hạn chế. Thực lực có rất nhiều cản tay, nhưng giờ khắc này, tất cả cản tay đều bị hóa giải, khí thế của hắn,
so đỉnh phong thời điểm còn muốn cuồng dã cường đại, ẩn ẩn đã mò tới siêu phẩm thiên đế cánh cửa. Không tệ, không tệ, thực sự là nhân họa đắc phúc a, ta cho là ta sẽ vẫn lạc nơi này, không nghĩ tới luyện hóa pho tượng này, thế mà để cho ta mò tới siêu phẩm thiên đế cánh cửa. Thanh đồng cổ thiềm, luân hồi chi chủ, ta còn phải cảm ơn các ngươi a. Cốt thiên đế nắm quyền một cái, khí tức cường đại nổ tung, trên mặt hắn mang theo dữ tợn độ cong, nhìn chăm chú lên Diệp Thần cùng thanh đồng cổ thiềm. Giờ khắc này hắn, có thể nói là nghịch thiên thuế biến, tựa như là siêu thoát sinh tử, lập địa thành Phật, trở thành trong truyền thuyết Địa Tạng Bồ Tát, muốn trấn áp vạn ma, gột rửa chư tà. Tại chỗ rất nhiều võ giả, Lãnh Nguyệt Tịch, Cổ Đoạn Trần, Phương Huyền Đức, Minh Không Thiên Tôn, Tử Cực Thần Tôn bọn người, nhìn thấy cốt thiên đế có này thuế biến, đều là chấn kinh ngạc kinh hãi. Bây giờ cốt thiên đế bộc phát ra khí thế, liền vượt xa đỉnh cấp thiên đế phạm trù, đã chạm đến siêu phẩm thiên đế cánh cửa, có siêu thiên chi khí phách, huy hoàng vô địch. Diệp Thần cùng thanh đồng cổ thiềm, tại cốt thiên đế khí chàng áp bách dưới, càng là một hồi ngạt thở, thân thể chấn động. Suy suy suy, cốt thiên đế cũng không có nói nhảm quá nhiều, nhanh nhẹn thân thể hướng phía trước đạp mạnh bước, đạp phá võ giới đảo đại địa, gây nên ngàn trượng sóng lớn, ba cây cốt mâu từ trong sóng lớn bắn ra, phân bắn về phía Diệp Thần ánh mắt, cổ họng cùng trái tim. Diệp Thần khó mà đối nghịch, may mắn lúc này, thanh đồng cổ thiềm tựa hồ đã công nhận hắn người bạn này, nhìn thấy hắn gặp nạn, lập tức đứng ra. Phanh, thanh đồng cổ thiềm khổng lồ thân thể như núi, nhảy tới Diệp Thần trước mặt, khoái đao liên trảm, đem cốt thiên đế bắn tới từng cây cốt mâu chém rụng. Nhưng cốt mâu bên trong ẩn chứa cường đại kinh lực, đã chấn động đến mức nó trường đao băng liệt, tình thế không thể lạc quan. Rõ ràng, cốt thiên đế đang hấp thu Địa Tạng Bồ Tát pho tượng năng lượng sau, có thể xưng nghịch thiên thuế biến, thực lực liền vượt qua thanh đồng cổ thiềm. Nhanh dùng tâm ma phi kiếm. Thanh đồng cổ thiềm hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, thời khắc này cốt thiên đế, quá cường đại, vũ lực đối kháng hoàn toàn đánh không lại, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác. Diệp Thần trong lòng hơi động, liền muốn sử dụng tâm ma phi kiếm. Nhưng cốt thiên đế phản ứng càng nhanh, cười lạnh nói, nghĩ câu ta tâm ma. Nằm mơ giữa ban ngày a. Thí thần chi mâu, cho ta trấn áp. Chỉ nghe cốt thiên đế hét dài một tiếng, bàn tay nắm chặt, một cây đen như mực chiến mâu, trong tay hắn xuất hiện, chiến mâu lộ ra cổ lão cốt chất, lại mang theo bằng đá trầm ổn, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn huyền ảo, mũi thương nhỏ máu, sát phạt bừng bừng. Cái này chiến mâu, chính là cốt thiên đế vĩ đại kỳ quan, ký thác hắn thí thần dã vọng, chính là thí thần chi mâu. Cái này thí thần chi mâu, pháp tắc cực kỳ khủng bố, sát phạt cực kỳ xâm nghiêm, cốt thiên đế không biết tàn sát bao nhiêu ma thần, dùng vô số ma thần thi cốt, chế tạo ra cái này chiến mâu toàn thân quanh quẩn kinh khủng ma thần sát khí, bị chiến mâu đánh bị thương vết thương, mãi mãi cũng không thể khép lại, chỉ có thể một mực đổ máu cho đến chết. Tại gọi ra thí thần chi mâu sau, cốt thiên đế động tác, lộ ra trở nên ứ động chứng chạc rất nhiều, rõ ràng chấp trưởng thí thần chi mâu, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Phanh, cốt thiên đế đem thí thần chi mâu, hướng về trên mặt đất hung hăng một xử, một cỗ cường hoành thí thần sát phạt khí chàng, liền đột nhiên bạo phát ra. Tại này cổ thí thần khí chàng trùng kích vào, Diệp Thần thân thể, lập tức giống như cỏ khô héo đồng dạng, bị đẩy lui vài chục bước, máu tươi cuồng thổ, tâm ma phi kiếm cũng rớt xuống đất, hóa thành một cỗ lưu quang, độn trở về trong cơ thể của hắn. Thanh đồng cổ thiềm lọt vào cổ khí chàng này xung kích, đồng dạng không dễ chịu, thân thể một hồi lay động, đầu ong ong, khi nó nhìn thấy cốt thiên đế thí thần chi mâu, trong mắt liền toát ra sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ. Cái kia thí thần chi mâu, chính là cốt thiên đế cường hãn nhất đại sát khí, trước kia nó chính là bị cái này chiến mâu, đâm mù mắt, cho tới hôm nay vết thương còn tại chảy máu. Đi! Thanh đồng cổ thiềm thực sự không còn dám đối kháng, thật dài đầu lưỡi duỗi ra, đem Diệp Thần thân thể cuốn vào trong miệng ngậm lấy, sau đó tung người nhảy lên, liền nhảy xuống vũ hải bên trong đi, cấp tốc hướng về đáy biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Cốt thiên đế mắt thấy thanh đồng cổ thiềm muốn chạy trốn, ánh mắt phát lạnh, nắm chặt thí thần chi mâu, định truy sát. Lúc này, chợt có một người đâm nghiêng bên trong sông ra, ôm lấy cốt thiên đế đùi, hét lớn, giáo chủ, các ngươi đi mau. Thì ra người này là trong sụp đổ thần giáo tam đại thủ tọa liệt thiên tọa hoàng Trầm Chu, bây giờ mắt thấy cốt thiên đế khí thế hung hãn, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức ôm lấy cốt thiên đế đùi, sau đó ầm một cái tự bảo. Minh Khiếu Thiên cùng sụp đổ thần giáo chư giáo chúng thấy thế, đều là chấn động không đành lòng,
nhưng cũng biết Cốt Thiên Đế cường đại, chính mình lưu lại chỉ sợ cũng là một con đường chết, liền vội vàng xoay người nhảy vào trong biển, đi theo Thanh Đồng Cổ Thiềm thoát đi mà đi. Hoàng Trầm Chu tự bảo, cũng không có cho Cốt Thiên Đế tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng cũng trực tiếp kéo lại Cốt Thiên Đế bước chân. Chờ Cốt Thiên Đế điều hòa khí tức, Diệp Thần, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên bọn người, đã triệt để thoát đi, biến mất ở trong biển rộng mênh mông, không thấy bóng dáng. Hừ, các ngươi lại có thể chạy tới nơi nào, Tả Hữu bất quá vẫn là tại trong vũ hải bên trong. Cốt Thiên Đế trên mặt lướt qua một vòng che lấp, nhưng cũng không có cái gì bối rối. Mặc dù tạm thời bị mất Diệp Thần cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm bóng dáng, nhưng hắn biết, Diệp Thần bọn người không có khả năng thoát đi vũ hải, chỉ cần vừa ra hải, sẽ bị bại lộ. Hắn chỉ cần tốn chút tâm tư, liền có thể tại trong vũ hải bên trong, tìm kiếm được Diệp Thần đám người dấu vết. Một hồi đại chiến, tạm thời lắng lại, võ giới ở trên đảo, đám người vẫn là chấn động, tất cả mọi người đều có thể ngửi được trong không khí kiềm chế thâm trầm ý vị, phong bạo mới đang nổi lên. Cốt Thiên Đế đại nhân. Lúc này, Tử Cực Thần Tôn lão đảo nghiêng ngã vọt ra, liền trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Cốt Thiên Đế. Hắn lúc này, bị Diệp Thần Tâm Ma Phi Kiếm giày vò qua một trận, tóc tai bù xù, vết thương chẳng chịt ngấn, bộ dáng vô cùng chật vật, trong mắt mang theo oán hận thần sắc, hướng về Cốt Thiên Đế dập đầu nói. Luân hồi chi chủ đoạt ta áo nghĩa giới thánh binh, mời ngươi thay chúng ta làm chủ a. Bất khuất thánh kiếm sao? Cốt Thiên Đế con mắt híp lại. Vừa mới hắn cùng với Thanh Đồng Cổ Thiềm chiến đấu, nhưng ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn cũng là thấy rõ. Tử Cực Thần Tôn nói, chính là, còn xin Cốt Thiên Đế đại nhân lòng từ bi, giúp ta áo nghĩa giới đoạt lại thánh binh. Nếu không, cái kia bất khuất thánh kiếm, bị luân hồi chi chủ chấp trưởng, hắn sợ là muốn nghịch thiên. Nghe vậy, Cốt Thiên Đế trong lòng cũng là run lên, hắn biết không khuất thánh kiếm cường đại, nếu là Diệp Thần thuận lợi chấp trưởng thanh kiếm này. Với hắn mà nói, đích xác không phải chuyện gì tốt. Muốn ta giúp các ngươi cũng có thể, Cốt Thiên Đế niệm tưởng nhớ chuyển động, các ngươi áo nghĩa giới, liền trở về thuận dưới trướng của ta, có cái gì thiên tài địa bảo, đều hiến đi lên a, đợi ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền ra tay trấn sát luân hồi. Tử Cực Thần Tôn kích động nói, vâng vâng vâng, ở đây có chút linh tài, vốn là ta khôi phục nhục thân sử dụng, bây giờ liền hiến tặng cho Cốt Thiên Đế đại nhân, chỉ cầu Cốt Thiên Đế đại nhân đại phát thần uy. Nhanh chóng chu diệt luân hồi, giúp ta áo nghĩa giới đoạt lại thánh binh. Tử Cực Thần Tôn lúc này từ tự thân Thiên Đế trong không gian, lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo cùng dược thảo, đều hiến tặng cho Cốt Thiên Đế. Hắn nhục thân đã khôi phục một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, những tư nguyên này, vốn là tầm bổ nhục thân sử dụng, nhưng Diệp Thần đã chấp trưởng phá toái thiên môn cùng tâm ma phi kiếm, lại trấn áp bay trên trời thi long, tuần phục Thanh Đồng Cổ Thiềm, trở nên vô cùng cường đại. Coi như hắn nhục thân hoàn toàn khôi phục, cũng không khả năng là địch thủ. Chỉ có thỉnh Cốt Thiên Đế ra tay, thế cục mới có nghịch chuyển cơ hội. Cốt Thiên Đế khẽ cười cười, liền đem Tử Cực Thần Tôn dâng lên tài nguyên, thu sạch nạp. Phương Huyền Đức ra mặt run lên, nói, sư phụ, sao lại đến nỗi này, Cốt Thiên Đế là người ngoài, không tin được. Cốt Thiên Đế cười nói, Phương Huyền Đức, ngươi không tin được ta, đại khái có thể chính mình nhảy xuống hải đi. Cùng luân hồi chi chủ chém giết. Phương Huyền Đức trầm mặc, hắn cũng biết Diệp Thần cường đại, đã không phải là hắn có thể đối kháng. Nhưng, khác võ giả ngông nghênh, lại làm cho hắn không cam tâm liền như vậy bị thua, cắn răng nói, ta còn sống, ta còn không có thua, ta thế nhưng là muốn đi tinh không bị ngạn đó a, sao có thể ở đây vẫn lạc. Cốt Thiên Đế cười không nói, không nói thêm gì nữa, hắn biết, bất khuất thánh kiếm bị đoạt đi, này đối Phương Huyền Đức tới nói. Đả kích quá lớn, hắn nhất thời không tiếp thụ được thực tế, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Diệp Thần cường đại, ngay cả Cốt Thiên Đế đều vô cùng kiêng kỵ, bất quá hắn bây giờ luyện hóa Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, chạm đến siêu phẩm Thiên Đế cánh cửa, hắn có lòng tin có thể trấn sát Diệp Thần. Phương Huyền Đức nhìn xem Cốt Thiên Đế lạnh nhạt mỉm cười biểu lộ, nội tâm một hồi nhói nhói, ngay lúc này, hắn nhưng lại nghe được một hồi xa xăm âm thanh. Có hứng thú gia nhập vào chúng ta sao? Cho ta trả lời. Huynh đệ, thanh âm này như linh hoạt kỳ ảo huyền ước, là nữ tử âm thanh, không biết đến từ phương nào, mờ mịt sâu xa, lại tựa như mang theo một cỗ ma lực, dung chuyển người tâm phách, Phương Huyền Đức vừa nghe đến sau, cả người liền ngây dại, nội tâm đáp lại nói, ngươi là ai, ngươi kêu ta. Huynh đệ, giọng nữ kia nói, đúng vậy a, nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ là huynh đệ. Không có người lưu ý đến Phương Huyền Đức biểu lộ biến hóa.
Cốt Thiên Đế cùng Diệp Thần quyết chiến sắp nổi, tại chỗ rất nhiều võ giả cũng không muốn bị tai họa. Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, ta không pháp cốc còn có việc vụ phải xử lý, cáo từ trước. Minh Không Thiên Tôn chắp tay, liền mang theo Cổ Đoạn Trần rời đi. Ta cùng tiểu thư cũng nên đi, cáo từ. Xấu Nâu khom người thi lễ sau, cũng mang theo Lãnh Nguyệt Tịch rời đi, Lãnh Nguyệt Tịch còn bị hắn cấm chế phong bế, không thể động đậy, trong miệng ô ô có tiếng, đầy mắt vẻ nôn nóng, nàng hiển nhiên là muốn lưu lại trợ giúp Diệp Thần, nhưng nàng người hộ đạo, lại không nghĩ để cho nàng liên lụy tới cuộc phân tranh này bên trong. Tinh Hằng Thiên Các phái đám võ giả, cũng nhao nhao từ biệt rời đi. Trong khoảnh khắc, võ giới trên đảo, cũng chỉ còn lại có Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức ba người, còn có Áo Nghĩa Giới một chút tùy tùng. Cốt Thiên Đế cũng không vội mở ra truy sát Diệp Thần, bởi vì vừa mới đụng chạm đến siêu phẩm Thiên Đế ngưỡng cửa hắn, cũng cần thời gian tĩnh tâm lĩnh hội, hắn lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức, phân phó nói. Tử Cực Thần Tôn, người phái người trấn thủ Vũ Hải, cẩn thận đừng cho Luân Hồi Chi Chủ chạy trốn. Tử Cực Thần Tôn nói, là. Hắn liền lập tức phát ra đạn tín hiệu, triệu tập Áo Nghĩa Giới rất nhiều cao thủ, phân trấn Vũ Hải, nghiêm phòng Diệp Thần đào thoát. Mà lúc này Diệp Thần, bị thanh đồng cổ thiềm ngậm vào trong miệng, đang không ngừng hướng về biển sâu lặn xuống đi. Diệp Thần tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp trơn bóng, thanh đồng cổ thiềm nhục thân bên trong bàng bạc nhiệt khí, đang không ngừng tư dưỡng hắn, khôi phục nguyên khí của hắn. Nhưng, bị kỳ hàm tại trong miệng, tối tăm không mặt trời, Diệp Thần quả thực có chút khó chịu, nhân tiện nói, thả ta đi ra. Thanh đồng cổ thiềm lập tức há miệng, đem Diệp Thần phóng ra. Đi theo bên cạnh Minh Khiếu Thiên, nhìn thấy Diệp Thần đi ra, vội vàng tới nâng lên, hai người rời đến thanh đồng cổ thiềm trên đầu. Diệp Thần giãn ra một ngụm chọc khí, gặp thanh đồng cổ thiềm thần sắc ôn hòa, liền biết chính mình tuần thú quyết có hiệu quả, chung quy là hóa giải giữa lẫn nhau mâu thuẫn, thành lập chân chính hữu nghị. Không có sao chứ, Luân Hồi Chi Chủ, thanh đồng cổ thiềm hỏi. Diệp Thần nói, ngươi không còn trách tội ta không cứu Vũ Tổ. Thanh đồng cổ thiềm nói. Đó là ta trước đó quá hà khắc rồi, không có đạo lý, bây giờ đi cứu cũng giống như vậy. Bây giờ nó cùng Diệp Thần thành lập hữu nghị, liền không lại tự xưng bản tọa, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Diệp Thần cười nói, tốt lắm vô cùng, chúng ta liên thủ hiệp lực, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Minh Khiếu Thiên chen lời nói, bây giờ Cốt Thiên Đế thế lớn, nếu không giải quyết đi Cốt Thiên Đế, chúng ta cũng không xuất được a. Cốt Thiên Đế đã mò tới siêu phẩm Thiên Đế cánh cửa. Hơn nữa chấp trưởng thí thần chi mâu, vô cùng cường đại, liền xem như Minh Khiếu Thiên, tự nghĩ cho dù trạng thái đỉnh phong, tại lúc này Cốt Thiên Đế thủ hạ, chỉ sợ cũng sống không qua 10 chiêu. Cốt Thiên Đế cường đại, liền đã cường đại đến tình trạng này, nếu như không giải quyết đi hắn, muốn cứu ra Vũ Tổ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thậm chí ngay cả Diệp Thần cùng thanh đồng cổ thiềm, cũng có thể táng thân nơi này. Diệp Thần nghĩ đến Cốt Thiên Đế chấp trưởng thí thần chi mâu, bộ kia vĩ đại thân thể. Cũng không nhịn được có chút ngưng trọng nói, Cốt Thiên Đế đích sắc cường đại, bất quá, ta có nhất pháp, có thể giải quyết. Hắn cảm thấy suy nghĩ, mơ hồ đã có phương pháp phá cuộc. Minh Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, hỏi vội, không biết là biện pháp gì. Thanh đồng cổ thiềm nặng nhiên nói, Cốt Thiên Đế luyện hóa cái kia địa tạng Bồ Tát pho tượng, cùng cấp nhận được độ chi mảnh vụn một tia năng lượng thoải mái, mặc dù chỉ là một tia, nhưng độ chi mảnh vụn, uy năng không thể coi thường. Chính là cái này một tia năng lượng, cũng đủ để cho hắn nghịch thiên thuế biến, lần này chính là ta, cũng đánh không lại Cốt Thiên Đế a. Ngươi thì có biện pháp gì? Thanh đồng cổ thiềm thực sự không tưởng tượng nổi, Diệp Thần có thể có biện pháp nào, có thể cùng Cốt Thiên Đế đối kháng. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, hướng thanh đồng cổ thiềm hỏi, cái kia bay trên trời thi long, ta có thể luyện hóa thôn vệ sao? Thanh đồng cổ thiềm sững sờ, trầm ngâm nói, ngươi muốn ăn tiểu thi long. Diệp Thần tách ra vật tay, nói, có này dự định, liền sợ ngươi cùng nó tình thâm nghĩa trọng, không cho phép ta động thủ. Thanh đồng cổ thiềm cười nhạo một tiếng, nói, có cái gì tình thâm nghĩa trọng, cái kia thi long bất quá là một đầu không có trí khôn xúc sinh thôi. Chính là một đầu có thể cắn người chó dại. Ở bên ngoài, nó xương tai thiên đế, ở đây, lại sụp đổ pháp tắc hạn chế, Cốt Thiên Đế không sai khiến được nó liền nghe của ta. Ngươi trấn áp nó. Vậy thì không thể tốt hơn nữa, bằng không thả nó ra ngoài, nó còn có thể cắn người linh tinh. Diệp Thần nói, vậy là tốt rồi, ngươi không phản đối, vậy ta cần phải động thủ. Thanh đồng cổ thiềm lườm Diệp Thần một mắt, nói, ngươi chớ làm loạn,
cái kia thi long chính là vô số viễn cổ ma thần thi hải oán niệm tạo hóa đi ra ngoài quái vật, sát khí trầm trọng, người nếu là tùy tiện thôn phệ, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị sát khí phản phệ. Bay trên trời thi long năng lượng nội tình kinh khủng, nếu như có thể thôn phệ luyện hóa mà nói, đích xác có thể cho người ta mang đến chỗ tốt cực lớn, nhưng vấn đề là, thi long bản thân ẩn chứa thi khí, sát khí, oán niệm, cũng đủ để đem thân thể người trật tự nhẹ nhõm phá hủy, liền xem như đỉnh cấp thiên đế, cũng không cách nào tiếp nhận thôn phệ thi long mang tới đại giới. Diệp thần cười nói, không sao, ta có chừng mực. Trên thực tế, Diệp thần cũng không phải muốn chính mình thôn phệ thi long, là muốn giao cho huyết long thôn phệ. Huyết long từ vừa mới bắt đầu chắc chắn là hắn tối cường át chủ bài một trong. Nếu là huyết long thôn phệ bay trên trời thi long, bằng vào bay trên trời thi long năng lượng bàng bạc tẩm bổ, huyết long rất có thể liền có thể thức tỉnh. Đã như thế, Diệp thần muốn đối kháng cốt thiên đế, vậy thì nhiều hơn một phần sức mạnh. Luân hồi chi chủ, người vẫn là không cần loạn làm, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chờ ta nguyên khí khôi phục, ta lại đưa các ngươi rời đi. Thanh đồng cổ thiềm có chút bất an, không tin Diệp thần có thể đối kháng cốt thiên đế, nó muốn mau sớm đem Diệp thần cùng Minh Khiếu Thiên đưa tiễn, miễn sinh biến nguyên nhân. Diệp thần cười nói, đừng hoảng hốt, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Diệp thần liền chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh, đi trước điều tức một phen, dù sao vừa mới luân phiên chiến đấu, đối với hắn nguyên khí tiêu hao cũng là vô cùng lớn, hắn bây giờ toàn thân trống rỗng, nhất định phải mau chóng điều tức khôi phục, bằng không căn bản không có khả năng cùng cốt thiên đế đối kháng. Luân hồi chi chủ, cổ thiềm đại nhân. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh già nua, từ đàng xa đáy biển bay lên, thần sắc mang theo trang nghiêm cùng chấn động, hướng Diệp thần cùng thanh đồng cổ thiềm hành lễ. Chính là Khương Vô Nhai. Thanh đồng cổ thiềm nhìn thấy Khương Vô Nhai đến, trong mắt lướt qua vẻ khinh thường, nói, Khương Vô Nhai, tại sao là ngươi cái lão nhân này? Ngươi năm đó mang đi vũ thần cung con dân, có đầu rút cổ tại trong bộ lạc kéo dài hơi tàn, không dám tìm tử cực thần tôn báo thù, lại không dám hướng cổ tinh môn vung đao, ngươi bây giờ chạy tới làm gì? Bản tọa nhìn xem ngươi liền trướng mắt, muốn chết sao ngươi? Trước kia vũ tổ trống rỗng, lọt vào tử cực thần tôn công kích. Mặc dù phản sát, nhưng vũ thần cung bởi vậy vẫn lạc, trầm luân vào biển, trước kia vũ thần cung còn sót lại đệ tử, liền bị Khương Vô Nhai mang đi, tổ chức thành bộ lạc sinh tồn. Nhưng đã mất đi vũ tổ, bộ lạc của hắn, không có người lãnh đạo, căn bản không có đầy đủ thực lực đi báo thù, cho nên trước đó hắn ủy thác Diệp thần, muốn Diệp thần hỗ trợ đi giết tử cực thần tôn. Đến nỗi thanh đồng cổ thiềm, nó thực lực cường đại, nhưng tính khí quá mức táo bạo cổ quái, Khương Vô Nhai cũng không dám cùng nó hợp tác. Mà thanh đồng cổ thiềm chính mình, khó mà thoát ly vũ hải sinh tồn, càng không biện pháp tự mình nhảy lên bờ đi báo thù, lần này quan bảo đại hội, cốt thiên đế cùng tử cực thần tôn đều đi tới vũ hải bên trong, nó mới có cơ hội ra tay. Hơn nữa, cốt thiên đế cường đại, nó cần tập trung lực lượng đối phó, tự nhiên cũng không biện pháp đi xử lý tử cực thần tôn. Khương Vô Nhai nói, cổ thiềm đại nhân, ngươi cùng luân hồi chi chủ tiêu hao không nhỏ, mời đến ta bộ lạc bên trong nghỉ ngơi. Cường địch bên ngoài, chúng ta không thể nội chiến. Thanh đồng cổ thiềm cười hắc hắc, nói, Khương Vô Nhai, người muốn dâng lên bảo vật gì, trợ bản tọa cùng luân hồi chi chủ khôi phục khí tức, vậy dĩ nhiên là cực tốt, bản tọa sẽ không cự tuyệt, nhưng, bản tọa cũng sẽ không cảm kích, đây là ngươi phải làm. Khương Vô Nhai nói, là, cổ thiềm đại nhân, luân hồi chi chủ, thỉnh. Hắn làm một cái mời thủ thế, liền mang theo thanh đồng cổ thiềm cùng Diệp thần, đi tới võ thần bộ lạc. Thanh đồng cổ thiềm bốn chân bắt đầu huy động, đi theo Khương Vô Nhai tiến đến, Diệp thần cùng Minh Khiếu Thiên thì ngồi ở phía trên đỉnh đầu nó. Khương Vô Nhai trở lại nhìn xem Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại, là ta có mắt không biết Thái Sơn, xem nhẹ ngươi, nghĩ không ra, ngươi lại có thể thuần phục cổ thiềm đại nhân. Quả nhiên luân hồi chi chủ như truyền thuyết kinh khủng như vậy. Trước đây Khương Vô Nhai, đối với Diệp thần rất nhiều khinh thị. Nhưng Diệp thần tại võ giới trên đảo biểu hiện, đầu tiên là thất bại Phương Huyền Đức, lại trấn áp bay trên trời thi long, cuối cùng lại tuần phục thanh đồng cổ thiềm, đủ loại thủ đoạn, cương nhu hòa hợp, quả thực để cho hắn chấn động không gì sánh nổi, hắn cũng là triệt để bội phục, thái độ trực tiếp đổi mới. Đây cũng là võ đạo quy tắc thế giới, cường giả vi tôn. Diệp thần cái này luân hồi chi chủ, đích xác có tư cách làm vũ tổ truyền nhân, thậm chí tương lai siêu việt. Thanh đồng cổ thiềm quát lên. Cái gì thuần phục, bản tọa lúc nào, bị người thuần phục? Diệp thần cười khổ một tiếng, vội nói, là bằng hữu, Khương tiền bối,
ta cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm, là bằng hữu, cũng không chủ tớ phân chia, ta đối với nó 10 phần kính ngưỡng. Khương Vô Nhai tự hiểu lỡ lời, vội vàng sửa lời nói, vâng, là ta lỡ lời, tóm lại, luân hồi chi chủ, Cổ Thiềm đại nhân, các ngươi có thể hóa thù thành bạn, thực sự là thiên đại hỷ sự, ta Vũ Thần Cung quật khởi có hy vọng rồi. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, ân, chờ giải quyết đi Cốt Thiên Đế, chúng ta liền liên thủ đi đem Vũ Tổ đại nhân cứu ra. Diệp Thần cùng Khương Vô Nhai cùng nói, đang lúc như thế. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đi tới Võ Thần Bộ Lạc, lần trước Diệp Thần tới thời điểm, vẫn không có thể bước vào bộ lạc nửa bước, Khương Vô Nhai cũng không phải rất hoan nghênh hắn. Nhưng bây giờ, Khương Vô Nhai thái độ, hoàn toàn chuyển biến, rất cung kính mời Diệp Thần cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm, tiến vào bộ lạc, Minh Khiếu Thiên thì theo ở phía sau. Khi tiến vào bộ lạc sau, Diệp Thần liền thấy, võ thần trong bộ lạc, có không ít võ giả, đều đang luyện tập quyền cước đao kiếm công phu, mơ ước một ngày kia, có thể giết ra mảnh này hải, tái hiện ngày xưa Vũ Thần Cung vinh quang. Nhưng, Vũ Tổ không tại, không có ai dẫn dắt, bọn hắn coi như lại tu luyện ngàn vạn năm, cũng không khả năng quật khởi, tập võ tu luyện, cũng chỉ bất quá là tạm an ủi bản thân. Diệp Thần, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên ba đến sau, trong bộ lạc rất nhiều võ giả, nhao nhao khom mình hành lễ vấn an, Khương Vô Nhai sai người nâng tới số lớn thiên tài địa bảo cùng dược thảo, đây đều là hắn trong bộ lạc chân tàng, vừa vặn cho Diệp Thần cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm khôi phục khí tức. Thanh Đồng Cổ Thiềm duỗi ra thật dài đầu lưỡi, cuốn đi 1/3 linh tài, chính mình lộc cộc một tiếng nuốt lấy, khách khí nữ hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, còn lại đều là ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không nói nhảm, thi triển luân hồi pháp, liền đem còn lại thiên tài địa bảo cùng dược thảo, toàn bộ thôn phệ hết. Đại lượng thiên tài địa bảo cùng dược thảo tại thể nội tan ra, từng sợi ôn nhuận dòng năng lượng động, Diệp Thần nhất thời cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, trạng thái đang chậm rãi khôi phục. Ta cần 2 canh giờ điều tức. Diệp Thần thật dài giãn ra một ngụm chọc khí, nói. Khương Vô Nhai hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, thỉnh. Hắn đã sớm vì Diệp Thần chuẩn bị xong nơi nghỉ ngơi, lúc này liền mang Diệp Thần đi tới một cái yên lặng trong phòng. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên thì ở lại bên ngoài thủ hộ lấy, để phòng Cốt Thiên Đế làm loạn. Vũ Hải Minh Mông, ở đây, Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Khương Vô Nhai chiếm cứ lấy địa lợi chi tiện, coi như Cốt Thiên Đế làm loạn, bọn hắn cũng đủ để đối kháng. Trong phòng, Diệp Thần ổn định lại tâm thần, chậm rãi khôi phục khí tức của mình. Hắn có thể dự cảm đến, nhiều nhất đợi đến ngày mai, Cốt Thiên Đế liền sẽ khởi xướng tấn công mạnh. Trước lúc này, Cốt Thiên Đế cũng cần thời gian, quen thuộc tu vi sau khi đột phá cảnh giới khí tượng, hắn hiện tại, tu vi đã vượt ra khỏi đỉnh cấp Thiên Đế phạm trù, nhưng lại không phải siêu phẩm Thiên Đế, chỉ là chạm đến siêu phẩm Thiên Đế cánh cửa, xem như nửa bước siêu thiên chi cảnh. Cái này nửa bước siêu thiên chi cảnh, đối với Diệp Thần tới nói, thế nhưng là vô cùng kinh khủng tồn tại, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cẩn thận cảm ứng một chút, Diệp Thần liền phát hiện, Nhật Chi Thạch năng lượng đã ngắn ngủi hao hết, hắn tạm thời không cách nào mượn. Nhật Chi Thạch điêu khắc có vô số tụ linh đại trận, có thể liên tục không ngừng từ ngoại giới Nhật Nguyệt tinh thần bên trong, hấp thu năng lượng bàng bạc, đây chính là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng bảo khố. Nhưng vấn đề là, năng lượng tích xúc, cần thời gian, bây giờ Nhật Chi Thạch đã tạm thời lâm vào trong ảm đạm, ít nhất cần hơn 10 ngày, mới có thể lần nữa cho Diệp Thần cung cấp trợ lực. Diệp Thần lại lấy ra một tờ linh phù, đó là lúc trước nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, giao cho hắn triệu hoán linh phù, có thể từ anh linh điện bên trong, triệu hoán một vị gọi Lâm Thanh Sương nữ tướng buông xuống. Phía trước tại Lăng Tiêu Uyên, Diệp Thần liền triệu hoán qua, bây giờ linh phù khí tức còn không có khôi phục, hắn muốn lại triệu hoán, chỉ sợ cũng là cần chờ đến sau 10 mấy ngày. Nhật Chi Thạch cùng triệu hoán linh phù, đều không thể sử dụng, mà luân hồi mộ địa bên trong, 9 thương cổ hoàng thần hồn năng lượng cũng là hao phí đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn cần thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào trợ lực Diệp Thần. Đến nỗi sụp đổ chi chủ, hắn mộ bia, phía trên hồn thiên đế nguyền rủa, còn không có hóa giải, muốn hóa giải mà nói, trừ phi là Diệp Thần có thể tìm tới độ chi mảnh vụn, mượn nhờ độ chi mảnh vụn siêu độ chi lực, mới có thể để cho sụp đổ chi chủ hồi phục triệt để hiện thân. Theo lý thuyết, bây giờ Diệp Thần muốn mượn dùng sụp đổ chi chủ sức mạnh, cũng tuyệt đối không thể nào. Muốn đối phó Cốt Thiên Đế loại này cấp bậc cao thủ, chỉ dựa vào lực lượng của Diệp Thần, là tuyệt đối không được, hắn nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Huyết Long, phải dựa vào ngươi.
Diệp Thần nhẹ giọng hô hoán, thời khắc này huyết long đang chìm ngủ ở trong luân hồi mộ địa, nếu là để nó hấp thu bay trên trời thi long năng lượng, nó có lẽ liền có thể thức tỉnh. Mà lúc này bay trên trời thi long, cũng tại luân hồi trong mộ địa, đã sớm bị Diệp Thần chặt đứt cột sống, tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy, đại khái là cảm nhận được Diệp Thần sát khí, bay trên trời thi long như sắp chết giống như dã thú, phát ra một hồi trầm thấp phẫn hận lại sợ hãi tiếng kêu. Hu hu. Nó ngẩng đầu, phát ra oa oa, tựa như là một loại nào đó tiếng cầu cứu. Diệp Thần bắt giữ thiên cơ, liền có thể nghe được cỗ này tiếng kêu, ý là. Xấu Viên Vương, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điểu, mau tới cứu ta. Chỉ có điều, tại trong luân hồi mộ địa, ý chí cùng thanh âm của nó, lại là không có khả năng truyền ra ngoài, coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đáp lại nó. Chớ kêu, sẽ không có người tới cứu ngươi, cho ngươi một cái thống khoái a. Diệp Thần không nói nhảm quá nhiều, ngón tay nhất câu, cắm ở luân hồi trong mộ địa bất khuất thánh kiếm, liền phi đạn dựng lên, ầm ầm bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, trọng kiếm rơi xuống từ trên không, phịch một tiếng, liền quán xuyên bay trên trời thi long đầu, đưa nó hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Bay trên trời thi long rên rỉ một tiếng, lập tức liền khí tuyệt bị mất mạng, bất khuất thánh kiếm cường hoành kiếm ý, cũng trực tiếp chân áp nó oán niệm, để nó không có chút nào chống lại cơ hội. Diệp Thần nhìn thấy bay trên trời thi long chết đi, hơi hơi thở phào một hơi, liền muốn vận chuyển luân hồi pháp, trước tiên đem hắn thi cốt nghiền nát, lại đem năng lượng chuyển vận cho huyết long. Ngươi dùng ta kiếm, giải quyết rất nhiều phiền phức, cũng không nói với ta một tiếng cảm ơn sao. Ngay lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm thê lương, chưa từng khuất thánh kiếm truyền ra, xuyên vào Diệp Thần linh hồn. Diệp Thần linh hồn một hồi nhói nhói, đầu ông ông tác hưởng, trước mắt thế giới không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Đạo kia thanh âm thê lương, hắn tuy là lần đầu tiên nghe được, mười phần lạ lẫm, nhưng vừa nghe xong, liền có thể xác định, đó là bất khuất thánh kiếm chủ nhân, trong truyền thuyết chiến tranh chi thần, không đầu kiếm thánh âm thanh. Trước mắt thế giới không ngừng vặn vẹo, cuối cùng, Diệp Thần tinh thần, liền rơi vào hoàn toàn hoang lương như mộng cảnh một dạng trong thế giới. Mảnh thế giới này, là một mảnh chiến tranh đi qua thế giới, khắp nơi bốc hơi lên phong hỏa lang yên, trên mặt đất tích đầy thi hài. Khắp nơi đều là đao gãy đánh gãy thương kiếm gãy. Một tôn khổng lồ đến kinh khủng thân ảnh, chừng cao vạn trượng, vượt đứng ở mảnh này chiến tranh phế tích trung ương, thân ảnh kia mặc màu xanh biếc nhuốm máu khôi giáp, đằng đằng sát khí, như chiến trường phế tích vắng lặng bối cảnh làm nổi bật phía dưới, tựa như là một tôn không thể diễn tả kinh khủng ma thần, tứ chi đều đủ, nhưng không có đầu. Không đầu kiếm thánh, lại là ngươi. Diệp Thần tê cả da đầu, tôn này không đầu ma thần. Rõ ràng chính là vị kia chiến tranh chi thần, cường đại vô song không đầu kiếm thánh. Không đầu kiếm thánh liếc vác lấy một cái to lớn trọng kiếm, đó chính là bất khuất thánh kiếm, nó không có đầu người, tự nhiên là không có cái gì biểu lộ, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được, nếu như đối phương có biểu lộ mà nói, đó nhất định là lạnh lẽo mất cảm giác lại thâm trầm hờ hững, hẳn là còn có thể mang theo một điểm thẩm lượng ý vị. Không đầu kiếm thánh đích xác dường như đang thẩm lượng lấy Diệp Thần, hắn đột nhiên phịch một tiếng. Cầm trong tay trọng kiếm, hung hăng cắm xuống, liền cắm ở bên cạnh Diệp Thần, khơi dậy kinh thiên bùn đất cùng khí chiều. Diệp Thần lúc này đã tỉnh táo lại, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một điểm ý cười, nói, kiếm thánh tiền bối, không biết có gì phân phó. Không đầu kiếm thánh nói, ta cho ngươi thiên đại trèo trống, nếu không phải là có ta bất khuất thánh kiếm thủ hộ, ngươi trước đây gọi ra tâm ma phi kiếm trong nháy mắt, chính mình đạo tâm liền muốn sụp đổ, ngươi thiếu ta nhân tình to lớn. Diệp Thần cũng không phủ nhận, nói, là, ta đích xác thiếu tiền bối một cái nhân tình, tiền bối giúp đỡ, ta cảm kích khôn cùng. Không đầu kiếm thánh nói, ân, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Diệp Thần mày nhăn lại, cân nhắc ngôn từ, nói, kiếm thánh tiền bối ý tứ, dường như là muốn gọi ta làm ngươi người đại diện a. Không đầu kiếm thánh nói, chính là, ha ha, ngươi rất thông minh, ta giúp ngươi, dĩ nhiên không phải không có điều kiện, ta thiếu một người thay mặt. Ngươi so cái kia Phương Huyền Đức càng thêm ưu tú, ta cần ngươi cho ta người đại diện, tương lai chế tạo một cái chiến loạn không ngừng đại tranh thế giới, tiếp đó lại đem linh hồn của ta, từ trong hủy diệt chi hải cứu thoát ra. Không đầu kiếm thánh nhục thân đã phá diệt, linh hồn rơi vào trong hủy diệt chi hải, đang không ngừng giãy giụa chìm nổi lấy, hắn tự nhiên muốn leo ra, nhưng nếu như không người tương trợ mà nói, chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh, không cách nào thoát ly khổ hải. Chỉ có bồi dưỡng một người thay mặt. Tương lai dựa vào người đại diện cứu vãn, mới có thoát ly khổ hải khả năng.
Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta đã là thiên tổ truyền người, không thể lại làm cái khác trụ thần người đại diện. Diệp Thần không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, hơn nữa không đầu kiếm thánh thân phận không đơn giản, hắn là chiến tranh chi thần, lý niệm của hắn là muốn chế tạo một cái chiến loạn không ngừng đại tranh chi thế, để cho chúng sinh tại tàn khốc chém giết cùng trong chiến tranh không ngừng tiến hóa. Cái này lý niệm 10 phần điên cuồng, khác tất cả trụ thần đều cố hết sức phản đối, nếu là Diệp Thần làm không đầu kiếm thánh người đại diện, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu phiền toái lớn. Diệp Thần trả lời, tựa hồ cũng tại không đầu kiếm thánh trong dự liệu. Không đầu kiếm thánh phát ra cười a a âm thanh, nói, ta có thể hiểu được, luân hồi chi chủ, nhưng người thụ chỗ tốt của ta, cũng nên cho ta một điểm hồi báo a. Hắn biết Diệp Thần là thiên tổ truyền nhân, mình muốn cùng thiên tổ cướp người, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, nhưng hắn nhất định phải Diệp Thần hồi báo. Diệp Thần nói, kiếm thánh tiền bối muốn cái gì hồi báo, chỉ cần không phải làm ngươi người đại diện, phân phó khác, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Không đầu kiếm thánh do dự một chút, tay trái vươn ra, ở đó đầy máu tươi cùng vết thương tang thương trong lòng bàn tay, đột nhiên nổi lên một vòng lục quang tại hắn lòng bàn tay kéo lên, cuối cùng hóa thành một gốc non nớt mầm cây nhỏ. Đây là chiến tranh thần thụ, là ta bản mệnh thần vật, bản thân hồn phách rơi vào hủy diệt chi hải sau, chiến tranh thần thụ cũng héo rút, ngươi không chịu làm ta người đại diện, vậy ta đổi một yêu cầu khác. Thay ta bồi dưỡng cái này khỏa chiến tranh thần thụ, chờ cái này cây nhỏ mầm, trưởng thành đại thụ che trời, linh hồn của ta, liền có thể nhận được tác động, mượn cây trùng sinh. Không đầu kiếm thánh ngắm nhìn cái này cây nhỏ mầm, hắn không có đầu người, tự nhiên không có mắt, nhưng Diệp Thần liền có loại cảm giác, cảm thấy không đầu kiếm thánh tại ngắm nhìn, hơn nữa ánh mắt mang theo hy vọng cùng thấp thỏm. Muốn ta bồi dưỡng cái này cây nhỏ mầm sao? Diệp Thần nói. Không đầu kiếm thánh nói, đúng vậy, đây là ta hạn độ thấp nhất yêu cầu, người chiếm chỗ tốt của ta, nhất định phải cho ta hồi báo. Luân hồi chi chủ, người là người thông minh, người hẳn phải biết đắc tội một cái trụ thần hạ tràng. Hắn lời nói này, đã mang theo điểm ý uy hiếp. Diệp Thần con mắt híp lại, trong lòng suy tính. Dám uy hiếp ta người, không đầu kiếm thánh, người thật to gan. Ngay lúc này, một đạo già nua tiếng gầm thét nổ lên, chỉ thấy chiến trường phế tích bên trên phương thiên khung, phong lôi cổn đáng, một thân ảnh hàng lâm xuống, người mặc trường bào áo choàng, đầu đội mũ trùm, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra cằm cùng bờ môi đang phía dưới nhếch, ẩn hàm lửa giận, chính là thiên tổ. Thiên tổ, là ngươi, cái này, không có khả năng, ngươi sao có thể tới thế giới của ta. Không đầu kiếm thánh nhìn thấy thiên tổ buông xuống, lập tức hoảng hốt. Phiến chiến trường này phế tích, là ý chí hắn huyễn hóa ra tới thế giới, xem như địa bàn của hắn, nhưng thiên tổ xông thẳng đi vào, như vào chỗ không người, quả thực làm cho hắn vô cùng chấn động, không thể tin được. Người điểm ấy thế giới che chắn, còn nghĩ ngăn ta lại. Thiên tổ thân thể lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm chuẩn không đầu kiếm thánh trong lòng bàn tay mầm cây nhỏ, lại nhất câu ngón tay, cái kia mầm cây nhỏ liền hóa thành một vệt sáng, rơi xuống thiên tổ trong tay. Xuy. Thiên tổ bàn tay vung lên, lục sắc lưu quang bắn ra, tinh chuẩn đánh vào Diệp Thần mi tâm bên trong đi. Lập tức, Diệp Thần liền cảm thấy mi tâm một hồi thanh lương khí tức mát mẻ, lục quang tràn ngập, sinh cơ giạt rào, hắn nội thị phía dưới, liền có thể nhìn thấy chỗ mi tâm nhiều hơn một gốc mầm cây nhỏ, chính là chiến tranh thần thụ. Cái này khỏa chiến tranh thần thụ, là không đầu kiếm thánh bản mệnh thần vật, có vô cùng tạo hóa diệu pháp, có thể hấp thu máu tươi cùng vong hồn mở rộng, chiến tranh thần thụ đặc biệt khí tức. Cũng có thể kích động người huyết mạch, để cho người ta tiến vào trạng thái giống khát máu chiến cuồng, từ đó tại thời gian ngắn tại, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Diệp Thần không nghĩ tới, Thiên Nguyên Quán Nhiên trực tiếp ra tay cướp đoạt, đem không đầu kiếm thánh chiến tranh thần thụ cướp đoạt tới, đánh vào chính mình mi tâm bên trong. A, Thiên Tổ, người dám cướp ta chiến tranh thần thụ. Không đầu kiếm thánh nổi giận, bàn tay cách không một chảo, nắm lên bất khuất thánh kiếm, dưới sự phẫn nộ. Liền muốn hưởng về thiên tổ chém tới. Thiên tổ động tác cấp tốc, tại không đầu kiếm thánh ra tay phía trước, hai tay của hắn đã ký kết ra một cái chân áp pháp ấn, oanh một tiếng, thủ ấn trên không đánh xuống, không đầu kiếm thánh như gặp phải thần sơn áp đỉnh, thân thể cao lớn lập tức bị áp đảo trên mặt đất. Thiên tổ ánh mắt rất là băng lãnh nhìn chằm chằm không đầu kiếm thánh, nói, ta người, còn luận không đến ngươi tới uy hiếp. Ngươi muốn mượn cây trùng sinh, liền tốt tiếng khỏe khí tướng cầu. Luân hồi chi chủ là quân tử, ngươi như thành tâm cầu khẩn, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi nếu là một bộ cao cao tại thượng tư thái,
vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không đầu kiếm thánh trầm mặc, lấy thân phận của hắn, muốn hắn ăn nói khép nép đi cầu Diệp thần, tự nhiên là tuyệt đối không thể nào. Thiên tổ lạnh lùng nói, chính ngươi thật tốt tỉnh lại a. Nói đi, thiên tổ liền lôi kéo Diệp thần, bàn tay bóp quyết, phiến chiến trường này phế tích thế giới, liền răng rắc bạo liệt phá toái, vô số sao băng đem không đầu kiếm thánh thân thể bao phủ, mà khi thế giới sau khi vỡ vụn, Diệp thần cùng thiên tổ thân ảnh, liền lại lần nữa xuất hiện ở luân hồi mộ địa bên trong. Thiên tổ, nhìn thấy thiên tổ thân ảnh, chín thương cổ hoàng cùng thiên đấu sát thần cùng kêu lên kinh hô, bọn hắn đều triệt để chấn động, không nghĩ tới thiên tổ sẽ xuất hiện. Phải biết, toàn bộ luân hồi mộ địa, cũng là cùng thiên tổ có liên quan rất lớn, giống chín thương cổ hoàng cùng thiên đấu sát thần, linh hồn của bọn hắn, có thể bất diệt, có thể sống nhờ tại trong luân hồi mộ địa, hết thảy đều là thiên tổ chúc phúc. Nếu như không có thiên tổ tòa mộ này địa, bọn hắn trước kia đã sớm hồn phi phách tán. Thiên tổ nghe được chín thương cổ hoàng cùng thiên đấu sát thần âm thanh, nhàn nhạt đáp lại nói, ta cùng luân hồi chi chủ phiếm vài câu lời nói, các ngươi không cần kinh động. Chín thương cổ hoàng cùng thiên đấu sát thần liền im lặng xuống, thậm chí thu liễm lại thần thức của mình, không đi nhìn trộm Diệp thần cùng thiên tổ đối thoại. Bất khuất thánh kiếm vù vù đã đình chỉ, Diệp thần chỗ mi tâm chiến tranh thần thụ, cũng biến thành 10 phần thuần túy, sau lưng phảng phất không dính vào bất luận cái gì nhân quả, giống như cùng không đầu kiếm thánh không quan hệ. Không đầu kiếm thánh muốn dựa vào bất khuất thánh kiếm cùng chiến tranh thần thụ, cùng Diệp thần câu thông, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp thần biết, đây là thiên tổ sức mạnh, trấn áp nhân quả, chế trụ không đầu kiếm thánh ý niệm. Thiên tổ, đa tạ. Diệp thần hướng lên trời tổ chắp tay nói cảm ơn, nếu như không phải thiên tổ đứng ra, hắn chỉ sợ còn muốn gặp không đầu kiếm thánh dây dưa. Dừng một chút, Diệp thần lại nói, vị kia không đầu kiếm thánh tiền bối, hắn dù sao đã giúp ta, thiên tổ, người hơi thi trừng trị liền có thể, xin đừng quá làm khó hắn. Thiên tổ liếc mắt nhìn Diệp thần, ngưng trọng nói, hắn giúp ngươi, là có mục đích. Diệp thần nói, cho dù có mục đích, hắn dù sao vẫn là đã giúp ta. Thiên tổ ha ha cười nói, tốt ha, tiểu gia hỏa, ngươi trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, ta biết, nhưng kỳ thật ngươi cầu ta cũng vô ích, không đầu kiếm thánh linh hồn, đang tại hủy diệt chi hải chìm nổi lấy, không cần ta trừng trị, linh hồn hắn một mực chịu đủ vô biên đau đớn. Trong lòng Diệp thần khẽ nhúc nhích, chỉ mi tâm của mình, nói, chỉ cần ta đem cái này khỏa chiến tranh thần thụ bồi dưỡng mở rộng, liền có thể để cho không đầu kiếm thánh mượn cây trùng sinh. Thiên tổ đạo, trên lý luận là như thế, nhưng có thể thành công hay không, chỉ có trời mới biết, ngươi thật sự thiếu không đầu kiếm thánh một phần ân tình, nhưng chút ơn huệ này, không cần thiết dùng đánh đổi lớn như vậy đi hoàn lại, đem một cái trụ thần linh hồn, từ trong hủy diệt chi hải cứu thoát ra, cái này sau lưng đánh đổi, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thậm chí, ngươi sẽ trả ra sinh mệnh đánh đổi. Hiện tại còn nghĩ giúp hắn sao? Trong lòng Diệp thần run lên, nói, thiên tổ, vậy ta phải làm như thế nào? Thiên tổ đạo, người cái gì cũng không cần phải để ý đến, cái này bất khuất thánh kiếm cùng chiến tranh thần thụ, coi như là ta ban cho ngươi lễ vật, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, cứ việc sử dụng chính là, có ta trấn thủ, cái kia không đầu kiếm thánh bắt nạt không được ngươi. Diệp thần nói, là, đa tạ thiên tổ giúp đỡ. Hắn bây giờ chấp trưởng bất khuất thánh kiếm cùng chiến tranh thần thụ, thực lực cường đại mấy phần, sắp đối kháng cốt thiên đế mà nói, cũng là nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Thiên tổ biểu lộ nghiêm nghị xuống, nói, ta lần này tới, kỳ thực chủ yếu là cảnh cáo ngươi một sự kiện. Diệp thần nói, cái gì? Thiên tổ đạo, đừng dính nhiễm độ chi mảnh vụn, lấy ngươi thực lực hôm nay, muốn trưởng khống độ chi mảnh vụn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, độ chi mảnh vụn bản thân bổ sung thêm địa ngục ma khí. Đủ để đem thân ngươi cốt hòa hợp huyết thủy, ngươi không muốn chết cũng không cần đụng vào. Diệp thần trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới thiên tổ buông xuống, lại là đặc biệt vì khuyên bảo hắn, gọi hắn không cần đụng vào độ chi mảnh vụn. Độ chi mảnh vụn sắp đào được, ta nếu không đến cướp đoạt, sợ rằng sẽ bị người khác cướp đi a. Diệp thần nói, hắn biết độ chi mảnh vụn giá trị, cốt thiên đế, tử cực thần tôn, minh không thiên tôn bọn người, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Ngô. Thiên tổ trầm ngâm, hắn cũng biết độ chi mảnh vụn tầm quan trọng, nếu là rơi xuống ngoại nhân trong tay, đích thật là vô cùng khó giải quyết. Cái này độ chi mảnh vụn, người còn chưa có tư cách chấp trưởng, dám đụng vào chính là chết. Ít nhất, người muốn làm thông thiên cảnh, mới có chút tư bản, có thể tiếp xúc độ chi mảnh vụn. Thiên tổ nói, thông thiên cảnh sao,
Diệp Thần cảm thấy suy ngẫm, trước mắt tu vi của hắn là cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời cao giai, cách thông thiên cảnh vẫn có không ít khoảng cách. Thông thiên cảnh là cửu đỉnh cảnh cảnh giới tiếp theo, cái cảnh giới này cường giả được người xưng là thần vương, mặc dù Diệp Thần cho tới nay đụng tới nhiều địch nhân là thiên đế, nhưng đó là bởi vì hắn đứng tại chỗ cao, cho nên đối mặt địch nhân đều là đỉnh cấp cường giả. Trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đừng nói thiên đế, liền xem như thông thiên cảnh thần vương, cũng có thể khai tông lập phái, độc bá nhất phương tồn tại. Diệp Thần tu vi tấn thăng, so với người bình thường gian khổ rất nhiều, hắn muốn tấn thăng thông thiên cảnh mà nói, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng gì. Cái kia tại ta bước vào thông thiên cảnh phía trước, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem người khác đem độ chi mảnh vụn cướp đi? Diệp Thần hỏi. Thiên tổ đạo, Ngô, cái này độ chi mảnh vụn, giá trị chân quý, không thể rơi vào ngoại nhân trong tay, nếu mảnh vụn đào được, người tự nhiên là muốn đi cướp, nhưng cướp được sau đó, không thể tiếp xúc, chỉ cần dùng đặc chế vật chứa vào, chờ ngươi đến thông thiên cảnh sau, có đầy đủ thực lực, lại đi luyện hóa cũng không muộn. Diệp Thần nói, đặc chế vật chứa, hỗn nguyên kim hộp. Hắn đã nghĩ tới hỗn nguyên kim hộp, đó chính là trước đây dùng để chở độ chi mảnh vụn đặc thù vật chứa. Thiên tổ gật đầu nói, chính là, cái này hỗn nguyên kim hộp, tại Như Tường Vi trong tay, nàng cũng tới sụp đổ di tích cổ, nhưng lọt vào sụp đổ thể trọng sáng tạo, bây giờ trọng thương yếu ớt, người nhất thiết phải nhanh lên đi cứu nàng, bằng không nàng liền phải chết. Diệp Thần có chút đau đầu, vuốt vuốt phình to mi tâm, nói, cốt thiên đế ngay tại bên ngoài, ta lại như thế nào có thể thoát thân? Muốn thoát thân mà nói, nhất thiết phải trước giải quyết đi cốt thiên đế. Thiên tổ đạo, chính người nghĩ biện pháp a, chịu thế giới quy tắc hạn chế, ta không thể ra tay quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, độ chi mảnh vụn vô cùng nguy hiểm, nếu như không có đủ thực lực cùng niềm tin tuyệt đối, ngàn vạn không thể đụng vào. Đến nỗi nơi đây khốn cục, như thế nào hóa giải, vậy thì dựa vào ngươi chính mình, Diệp Thần, ta tin tưởng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thiên tổ chính trọng liếc Diệp Thần một cái, sau đó thân thể hóa thành một tia khói nhẹ, tiêu tan tại trong luân hồi mộ địa. Diệp Thần nhìn thấy thiên tổ rời đi, thất vọng mất mát, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn biết, việc cấp bách, là muốn suy nghĩ đối sách, đối kháng cốt thiên đế. Bây giờ cốt thiên đế, đã là nửa bước siêu thiên cảnh, so sánh với dĩ vãng, có thể nói là nghịch thiên thuế biến, cùng khi xưa xà thiên đế, kính thiên đế, ban thiên đế bọn người so sánh, hắn cũng vượt xa, Diệp Thần muốn chiến thắng hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần ánh mắt, rơi vào bay trên trời thi long thi hài bên trên, bay trên trời thi long đã bị hắn đánh giết, xác bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Huyết long, phải xem ngươi rồi. Trong lòng Diệp Thần âm thầm cầu nguyện, thi triển ra luân hồi pháp, một cái luân hồi bàn, xuất hiện đang phi thiên thi long hải cốt bầu trời, truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Cả đầu bay trên trời thi long, liền bị luân hồi bàn hút vào, cái này mâm tròn bắt đầu răng rắc chuyển động, không ngừng xay nghiền, trong khoảnh khắc, liền đem bay trên trời thi long thi hải xay nghiền trở thành bã vụn, bên trong năng lượng bàng bạc toàn bộ bị nghiền ép đi ra, tạo thành từng sợi màu xanh sẫm cùng cốt màu trắng xen nhau đặc thù chất lỏng. Những thứ này đặc thù linh dịch, mang theo dư thừa linh khí, nhưng Diệp Thần cũng không có mình hấp thu, tại đem bay trên trời thi long linh khí nghiền ép sau khi ra ngoài, bàn tay hắn vung lên, liền đem rất nhiều linh dịch toàn bộ đánh vào trong cơ thể của huyết long. Thời khắc này huyết long, ngay tại luân hồi trong mộ địa tại ngủ say, khi Diệp Thần đem bay trên trời thi long năng lượng linh dịch, toàn bộ đánh vào trong cơ thể của huyết long sau, huyết long thân thể phía trên, chính là nổi lên một tầng huyền ảo quang huy, tất cả năng lượng linh dịch, toàn bộ xông vào trong cơ thể nó. Nhưng, Diệp Thần chờ trong chốc lát, cũng không gặp huyết long thức tỉnh, cái sau vẫn là tại ngủ say, mặc dù hấp thu bay trên trời thi long năng lượng linh dịch, nhưng cũng không gặp thức tỉnh, vừa mới trên người nổi lên hào quang, cũng dần dần ảm đạm đi. Diệp Thần đánh vào năng lượng linh dịch, lại tựa như là châu đất xuống biển đồng dạng, không thể kích động đến huyết long thức tỉnh. Không được sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, hắn còn nghĩ chờ huyết long khôi phục sau, có thể dựa vào huyết long sức mạnh, cùng đi đối kháng cốt thiên đế. Nhưng không nghĩ tới, bay trên trời thi long năng lượng linh dịch, toàn bộ quán chú đến trong cơ thể của huyết long sau, nó lại còn không thể khôi phục. Thật chẳng lẽ muốn vĩ thú năng lượng, mới có thể kích động huyết long khôi phục. Diệp Thần lập tức bất đắc dĩ, hắn trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng săn giết được vĩ thú, vì huyết long bổ sung năng lượng, hắn cho là dùng bay trên trời thi long năng lượng, có thể miễn cưỡng thay thế,
nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Huyết long không thể khôi phục, chỉ dựa vào chính ta mà nói, muốn đối kháng cốt thiên đế loại này cấp bậc thiên đế, không, là nửa bước siêu thiên đế, cái kia gần như không có khả năng a. Diệp thần biểu lộ lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, cảm giác sâu sắc thế cục khó giải quyết. Nếu là đánh không lại, hắn liền phải nghĩ biện pháp chạy, liền sợ cốt thiên đế quá mức lợi hại, hắn liền chạy đều không cách nào chạy. Chưa từ bỏ ý định Diệp thần, lại đợi một lúc lâu, đáng tiếc đến cuối cùng, huyết long vẫn không thể nào thức tỉnh. Rơi vào đường cùng, Diệp thần tinh thần, không thể làm gì khác hơn là từ luân hồi trong mộ địa đi ra, một lần nữa trở lại thực tế, hắn bây giờ ngay tại Khương Vô Nhai cung cấp trong phòng, mặc dù huyết long không thể thức tỉnh, nhưng hắn lấy được bất khuất thánh kiếm cùng chiến tranh thần thụ, tại cái này hai đại thần vật tẩm bổ phía dưới, nguyên khí của hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Thậm chí, hai đại thần vật tẩm bổ, còn để cho Diệp thần tu vi, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể thăng cấp. Không tệ, nhanh như vậy liền lại có tấn thăng dấu hiệu, trụ thần lưu lại thánh vật, quả nhiên là lớn cơ duyên, đại tạo hóa. Đáng tiếc, ta chút tu vi ấy, muốn đối kháng cốt thiên đế, vẫn là quá gian nan a. Diệp thần cảm khái không thôi, kỳ thực lấy tuổi của hắn, có thể có thực lực phần này tu vi cùng, đã có thể xưng nghịch thiên, nhưng thế nhưng, hắn muốn đối kháng địch nhân, lại là không không lúc nào khoảng không đỉnh kim tự tháp tồn tại, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Luân hồi chi chủ, hai canh giờ đến. Bên ngoài gian phòng truyền đến Khương Vô Nhai âm thanh. Diệp thần đẩy ra ngoài, liền thấy Khương Vô Nhai, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm đứng ở ngoài cửa, Thanh Đồng Cổ Thiềm đang cột cột quất lấy cổ yên, nó gặp Diệp thần khí tức đã khôi phục 7-8 phần, nhân tiện nói. Luân hồi chi chủ, người khí tức khôi phục hảo, người trước đây nói qua, có thể cứu rỗi ta, không biết người có thủ đoạn gì. Thanh Đồng Cổ Thiềm mắt trái, trước kia bị cốt thiên đế đâm mù, vết thương cho tới hôm nay còn tại đổ máu, thật sự là khổ không thể tả, nó chịu cùng Diệp thần thiết lập hữu nghị, chủ yếu cũng là bởi vì Diệp thần hứa hẹn qua, có thể cứu chữa nó. Trong lòng Diệp thần khẽ nhúc nhích, huyết long còn không có khôi phục, hắn muốn đối kháng cốt thiên đế mà nói, phải đi lôi kéo cái khác giúp đỡ. Mà Thanh Đồng Cổ Thiềm, chính là dưới mắt trợ thủ tốt nhất. Thương thế của ngươi, không có gì đáng ngại, ta có thể cứu chữa. Diệp thần nhìn xem Thanh Đồng Cổ Thiềm không ngừng chảy máu vết thương, cũng không sầu lo, lấy thủ đoạn của hắn, muốn cứu trị loại này cấp bậc thương thế, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Thiên đường thánh đạo, thánh quang trị liệu, linh bi tạo hóa, mệnh tinh chúc phúc. Lập tức, Diệp thần thủ quyết liên tục nắn, từng đạo đại thần thông quang huy lan tràn ra, hắn đầu tiên là thi triển ra thiên đường thánh đạo, lấy thánh quang trị liệu pháp môn, đem từng sợi thần thánh quang huy rực rỡ, đánh vào đến Thanh Đồng Cổ Thiềm thụ thương trong hốc mắt. Sau đó, Diệp thần lại gọi ra linh bi, từng sợi bích lục linh quang tràn ngập xuống, cuối cùng thậm chí vận dụng thần giáp mệnh tinh, ban cho phía dưới bảng bạc chúc phúc năng lượng. Tại Diệp thần rất nhiều thủ đoạn trị liệu cùng chúc phúc phía dưới, Thanh Đồng Cổ Thiềm thụ thương ánh mắt, rất nhanh liền ngừng đổ máu, đồng thời cấp tốc khỏi hẳn. Trong khoảnh khắc, Thanh Đồng Cổ Thiềm con mắt thương thế, liền hoàn toàn khép lại, không chảy máu nữa, chỉ là ánh mắt phá toái, cũng không thể khôi phục. Diệp thần thở phào một hơi, lại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ánh mắt ngươi thương, ta đã chữa khỏi, nhưng bị đâm bể ánh mắt, bây giờ không cách nào khôi phục, muốn khôi phục mà nói, còn muốn thu thập đại lượng thiên tài địa bảo, chuyển hóa làm năng lượng bổ khuyết đi vào. Thanh Đồng Cổ Thiềm đại hỉ, thản nhiên nói, ha ha, không có gì đáng ngại, mắt của ta cầu bị cốt thiên đế thí thần chi mâu đâm nát, nơi nào còn có khôi phục khả năng. Luân hồi chi chủ, người có thể thay ta chữa khỏi thương thế, ta đã là vô cùng cảm kích. Ta dự cảm đến, ngày mai cốt thiên đế liền muốn làm loạn, nhưng người ta liên thủ, cũng chưa chắc không thể đối kháng. Khương Vô Nhai gặp Diệp thần ra tay trị liệu sau, khí tức lại bị hư hỏng hao tổn, vội vàng móc ra một cái bình nhỏ, hiến lên, nói, luân hồi chi chủ, đây là còn lại tỉnh Vũ Ngọc Lộ, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Diệp thần trong lòng hơi động, liền đem cái bình nhận lấy, mở ra nắp bình sau, một hồi thanh lương ôn nhuận hương khí, bắt đầu từ trong bình lan tràn ra, trong bình chứa không ít hoa lộ, chính là tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Vậy ta sẽ không khách khí. Đại địch trước mặt, Diệp thần cũng không có thoái thác cái gì, Khương Vô Nhai dâng lên tỉnh Vũ Ngọc Lộ, hắn trực tiếp liền ngửa hầu uống. Tỉnh Vũ Ngọc Lộ bản thân liền là Vũ Hải tinh hoa, ngoại trừ có thể tẩm bổ người đạo tâm, còn có thể tẩm bổ người linh khí mệnh mạch, Diệp thần uống xong nguyên một bình tỉnh Vũ Ngọc Lộ sau, lập tức liền cảm thấy thần thanh khí sảng,
vừa mới thay thanh đồng cổ thiềm trị liệu hao tổn rơi linh khí, lại lần nữa khôi phục. Hơn nữa, Diệp Thần có thể cảm giác được, tại tỉnh Vũ Ngọc Lộ tầm bổ phía dưới, hắn đạo tâm cũng là lớn mạnh rất nhiều. Diệp Thần trong lòng hơi động, tranh một tiếng, tế ra tâm ma phi kiếm hộp kiếm, đem bên trong tâm ma phi kiếm bắn ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt, liền nhìn chăm chú tâm ma phi kiếm, nhưng cũng không có lọt vào tâm ma ăn mòn. Vừa mới uống xong đại lượng tỉnh Vũ Ngọc Lộ, Diệp Thần thuế biến cực lớn, đạo tâm lớn mạnh rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thẳng tâm ma phi kiếm, coi như không có bất khuất thánh kiếm chèo chống, đạo tâm của hắn cũng có thể bảo trì đầy đủ củng cố, chư tà không vào, vạn ma bất xâm, đây chính là đạo tâm lớn mạnh sau kết quả. Thậm chí, Diệp Thần có thể không nhìn tâm ma ăn mòn, trực tiếp đi lĩnh ngộ tâm ma trên phi kiếm chạm đao pháp. Sụp đổ chi chủ có ba đao truyền thừa, trong đó một chiêu vực sâu diệt thế chạm, liền điêu khắc ở tâm ma trên phi kiếm. Chiêu này vực sâu diệt thế chạm, uy lực cực lớn, một đao ra, như vực sâu buông xuống, chấn diệt trần thế, là sụp đổ chi chủ trước kia bỏ bao công sức sáng tạo ra cường hãn đao pháp, từng chém giết hơn vạn ngàn ma thần. Diệp Thần thiên phú cực cao, ngưng thần quan sát tâm ma trên phi kiếm chạm đao pháp bí quyết, không cần đã lâu, liền đã lĩnh ngộ vực sâu diệt thế chém diệu pháp. Nhưng, cho dù hắn nắm giữ vực sâu diệt thế chạm, muốn đối kháng cốt thiên đế, còn chưa đủ a. Hắn cần càng nhiều trợ lực. Minh giáo chủ, ta dự định đem toái niết quan tài đồng cùng sụp đổ tháp triệu hoán xuống, để mà đối kháng cốt thiên đế, không biết ý của ngươi như nào. Diệp Thần quay đầu nhìn qua Minh Khiếu Thiên, thành khẩn nói. Sụp đổ chi chủ trước kia lưu lại ngũ đại kỳ quan, ngoại trừ băng phôi đế quốc đã phá diệt, còn có sụp đổ tháp, toái niết quan tài đồng, tâm ma phi kiếm cùng vô thượng phá toái đại thiên môn, cái này phá toái thiên môn cùng tâm ma phi kiếm, cũng tại Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nghĩ lại chấp trưởng còn lại hai đạo kỳ quan, chính là sụp đổ tháp cùng toái niết quan tài đồng, nếu có cái này hai đạo kỳ quan trợ lực, hắn đối kháng cốt thiên đế, lại có thể thêm ra một phần sức mạnh. Minh Khiếu Thiên lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, cái kia toái niết quan tài đồng cùng sụp đổ tháp, cũng là đỉnh cấp vĩ đại kỳ quan, ẩn chứa trong đó bàng bạc vô cùng sụp đổ pháp tắc, thiên đế đều khó mà trưởng khống, người muốn chấp trưởng, chỉ sợ là khó hơn lên trời a. Diệp Thần mỉm cười nói, không sao, ta có thể thử xem. Uống xong đại lượng tỉnh Vũ Ngọc Lộ Diệp Thần, đạo tâm so dĩ vãng cường đại hơn nhiều, hơn nữa hắn chấp trưởng bất khuất thánh kiếm, có bất khuất thánh kiếm chèo chống, linh hồn hắn cường hoành cương nghị, không sờn lòng, coi như đối mặt sụp đổ tháp cùng toái niết quan tài đồng, hắn cũng có lòng tin trưởng khống. Minh Khiếu Thiên gặp Diệp Thần tâm ý đã quyết, ngược lại cũng không hảo phản đối nữa, dù sao cùng cốt thiên đế một trận chiến. Thực sự quá trọng yếu, quyết định tương lai sinh tử vận mệnh. Nếu như Diệp Thần bại, cái kia sụp đổ thần giáo, tuyệt đối cũng biết gặp họa theo, sụp đổ chi chủ lưu lại vĩ đại kỳ quan, cũng có thể toàn bộ bị cướp đi. Đã như vậy, thế thì không bằng bây giờ liền đem kỳ quan triệu hoán xuống, để mà đối địch. Diệp Thần gặp Minh Khiếu Thiên không còn phản đối, liền phóng xuất ra ý niệm của mình, đi triệu hoán sụp đổ tháp hỏa toái niết quan tài đồng. Sụp đổ tháp, toái niết quan tài. Buông xuống a. Trên tay hắn chấp trưởng tâm ma phi kiếm cùng phá toái thiên môn, bản thân liền có một cỗ tác động chi lực, tiếng gọi vừa phát ra sau, phương xa sụp đổ thần giáo bên trong sơn môn, cái kia hai đạo kỳ quan, liền nhận lấy triệu hoán, ùng ùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành hai vệt kim quang, phá vỡ sương mù dày đặc, trực tiếp liền hướng áo nghĩa giới Vũ Hải bay vụt mà đến. Cốt thiên đế ngồi ngay ngắn ở Vũ Hải võ giới trên đảo, đang yên lặng điều tức. Quen thuộc lấy nửa bước siêu thiên cảnh huyền bí, chợt cảm thấy giữa thiên địa khí lưu bành trướng, gió nổi mây phun, ngưng mắt xem xét, lại nhìn thấy hai vệt kim quang, như sao vẫn nhật rơi đồng dạng, phá không mà đến, suy suy hai cái, liền thật sâu xuyên vào trong Vũ Hải bên trong. A, à, là sụp đổ tháp hòa toái niết quan tài đồng. Đây chính là sụp đổ chi chủ lưu lại đỉnh cấp kỳ quan A. Thủ hộ tại cốt thiên đế bên người tử cực thần tôn, mắt thấy đến cái kia hai vệt kim quang bay xuống như biển. Lập tức liền nhận ra, không khỏi sợ hãi thất sắc. Rõ ràng, hắn vô cùng rõ ràng, cái kia hai đạo kỳ quan kinh khủng. Cốt thiên đế lại bất phi sở động, thản nhiên nói, không sao, luân hồi chi chủ chó cùng dứt dậu thôi, cái này hai đạo kỳ quan, lấy thực lực của hắn, như thế nào nắm trong tay ở. Cưỡng ép chấp trưởng mà nói, chỉ sợ tự thân liền muốn trước tiên gặp phản phệ. Cốt thiên đế ánh mắt rất cay độc, có thể nhìn ra sụp đổ tháp hòa toái niết quan tài đồng lợi hại. Liền xem như hắn loại này cấp bậc cường giả, đối mặt cái kia hai đạo kỳ quan, đều phải vô cùng e dè.
nhưng có thể chắc chắn, nghĩ chấp trưởng mạnh mẽ như vậy kỳ quan, cũng tất nhiên cần nghịch thiên giống như thực lực cường đại, Cốt Thiên Đế cũng không cho rằng, thời khắc này Diệp Thần, có thể có phần thực lực này. Phú Hải sâu chỗ, Phú Hải trong bộ lạc, Diệp Thần thành công sắp sụp hỏng tháp hòa toái niết quan tài đồng triệu hoán xuống, hắn nhìn xem cái này hai đạo kỳ quan, cảm thụ được trong đó tản ra kinh khủng năng lượng ba động, da mặt cũng không nhịn được giật giật, cảm giác sâu sắc khó giải quyết bộ dáng. Thanh Đồng cổ thiềm cộp cộp hút thuốc, nói, luân hồi chi chủ, cái này hai đạo kỳ quan, không tốt trưởng khống a. Diệp Thần nói, đích xác không tốt trưởng khống, Khương tiền bối, người còn có Tỉnh Vũ Ngọc Lộ sao? Diệp Thần hướng Khương Vô Nhai hỏi thăm, hắn muốn càng nhiều Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, dùng để cường hóa đạo tâm của mình, dạng này có thể dễ dàng hơn trưởng khống sụp đổ tháp hòa toái niết quan tài đồng. Khương Vô Nhai giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không có, luân hồi chi chủ, ta có tiên lộ, cũng đã hiến tặng cho ngươi. Vốn là ta còn muốn lưu một chút vì ta tương lai suy nghĩ, nhưng bây giờ gặp ngươi, ta không cần hắn, liền ta hiện sau muốn thu thập cũng khó khăn. Diệp Thần nói, phải không? Cái kia Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, thế nhưng là đồ tốt, nếu có thể lại cho ta nhiều điểm mà nói, ta liền có thể thuận lợi trưởng khống cái này hai đạo kỳ quan. Hắn lại hướng Thanh Đồng Cổ Thiềm hỏi thăm, Cổ Thiềm tiền bối, ngươi trong hoa viên Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, có thể cho ta một chút sao? Tại Võ Thần Cung di chỉ trong hoa viên, ngã trồng số lớn hải lộ hoa dựng dụng ra hoa lộ, chính là Diệp Thần mong muốn Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Hắn cần đại lượng Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, dùng để cường hóa tự thân. Đối kháng Cốt Thiên Đế, hơn nữa tương lai nghĩ giải cứu Diệt Không Thiên Đế mà nói, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ cũng là ắt không thể thiếu chi vật. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, ta dĩ vãng dựa vào Tỉnh Vũ Ngọc Lộ tầm bổ mệnh mạch, kéo dài sinh cơ, bây giờ ta thương thế cũng đã, ngươi muốn Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, ta cho ngươi cũng không sao, nhưng vấn đề là, cái kia hải lộ hoa viên cũng không phải là một mình ta tài sản riêng, còn có Vũ Ma trấn thủ lấy. Cái kia Vũ Ma là Vũ Tổ Tâm Ma cùng Lệ Huyết biến thành. Xem như Vũ Tổ tà ác một mặt, mặc dù thực lực không bằng Vũ Tổ, nhưng cũng phi thường cường hãn, ta đã từng có nghĩ cảm hóa hắn ý tứ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới phát hiện, cái kia Vũ Ma không thể cảm hóa, thậm chí ta tính tình trở nên cực đoan, có thể cũng là chịu đến cái kia Vũ Ma ảnh hưởng. Khi xưa Thanh Đồng Cổ Thiềm, tính cách 10 phần cực đoan, thậm chí cho rằng Vũ Tổ khốn khó, là Diệp Thần không chịu vận dụng luân hồi sách thi cứu tạo thành. Loại này cực đoan ý niệm rất có thể chính là nó nhận lấy Vũ Ma sát khí ăn mòn, bất chi bất giác trở nên cực đoan. Diệp Thần nói, đó chính là nói, ta muốn ngắt lấy Tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, liền cần trước giải quyết đi đầu kia Vũ Ma. Diệp Thần từng cùng Vũ Ma giao thủ qua, Vũ Ma cường đại, hắn vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng, muốn đem giải quyết, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, đúng vậy, cái kia Vũ Ma cường đại mà hung tàn, chúng ta còn muốn đối phó Cốt Thiên Đế. Không thể ở trên người hắn lãng phí sức lực, Ngô, hắn còn không biết, ta với ngươi hóa thủ thành bạn, dứt khoát dạng này, ta đem Vũ Ma dẫn ra, ngươi lại tùy thời ngắt lấy Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, đây cũng là một biện pháp, hắn còn muốn lưu lực đối kháng Cốt Thiên Đế, không thể tại trên thân Vũ Ma lãng phí quá nhiều khí lực, tuân theo Thanh Đồng Cổ Thiềm biện pháp, đích xác có thể lấy cái giá thấp nhất, hái tới Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Minh Khiếu Thiên nói, vạn nhất cái kia Vũ Ma không trúng kế, hoặc bị hắn nhìn thấu manh mối, cái kia phiền phức vô cùng. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, không có 100% thích đáng biện pháp, cái này kế điệu hổ ly sơn, đã là trước mắt dưới cục diện biện pháp tốt nhất. Diệp Thần cũng đồng ý nói, vậy thì đi làm đi, mạo điểm hiểm cũng đáng được. Hắn chỉ muốn mau chóng thu thập được đầy đủ Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, coi như mạo hiểm cũng nhất thiết phải hành động, thời gian không đợi người, Cốt Thiên Đế chẳng mấy chốc sẽ làm loạn, hắn nhất thiết phải để cho tự thân cường đại lên. Đi thôi. Thanh Đồng Cổ Thiềm không nói nhảm, lúc này liền trước tiên hướng ra phía ngoài bơi đi. Diệp Thần thu hồi sụp đổ tháp cùng toái niết quan tài đồng, đi theo Thanh Đồng Cổ Thiềm đằng sau, Minh Khiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng đi theo, thủ hộ tại bên cạnh Diệp Thần. Khương Vô Nhai cùng tiễn hai người một thiềm rời đi, hắn cũng không có theo sau, quá nhiều người không phải là chuyện tốt, rất có thể sớm kinh động Vũ Ma, hắn cũng chỉ có thể yên lặng vì Diệp Thần cầu nguyện. Rất nhanh. Diệp Thần, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên ba liền đi tới ngày xưa Vũ Thần Cung di chỉ bên ngoài, ở đây, đã có thể ngửi được hải lộ hoa thanh u khí lạnh cùng hương hoa, thấm vào ruột gan. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi dẫn ra cái kia Vũ Ma, các ngươi lại thừa cơ đi thu thập tiên lộ, động tác nhất định muốn nhanh, nếu bị cái kia Vũ Ma phát hiện manh mối, cái kia cực kỳ không ổn.
Thanh Đồng Cổ Thiềm ngắm nhìn Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên, cẩn thận căn dặn nói. Kỳ thực lấy ba thực lực, nếu như liên hợp lại, muốn chấn áp cái kia vũ ma, dư xài. Nhưng vấn đề là, vũ ma cường đại mà hung tàn, coi như có thể đem chấn áp, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn, cốt thiên đế đại địch bên ngoài, nếu như bọn hắn ở đây hao phí quá nhiều, vậy kế tiếp cũng không cần đánh, không cách nào lại cùng cốt thiên đế đối kháng. Cho nên, tốt nhất biện pháp, chính là không đánh mà thắng cầm tới tỉnh Vũ Ngọc Lộ, đến nỗi vũ ma, có thể đợi giải quyết đi cốt thiên đế sau, lại đi xử lý. Nghe được Thanh Đồng Cổ Thiềm căn dặn, Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên liền ngưng trọng gật đầu một cái. Thanh Đồng Cổ Thiềm không nói nhảm, phân phó xong sau, liền lập tức khởi hành tiến vào Vũ Thần Cung di chỉ bên trong, đi tới hải lộ hoa trong hoa viên. Vũ Ma đang tại hoa viên bên cạnh uống rượu, nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm trở về, hỏi, con cóc lớn, ngươi trở về, bên ngoài khí tức biến động đến kịch liệt, đã xảy ra chuyện gì? À, ánh mắt ngươi thương lúc nào tốt? Thanh Đồng Cổ Thiềm bất động thanh sắc, biết Vũ Ma đầu óc ngu si, không thể nhìn rõ thiên cơ, cho nên ngoại giới phát sinh rất nhiều biến cố, nếu như nó không nói, Vũ Ma lại không đi điều tra, liền không cách nào nhìn rõ tinh tường. Cho nên, nó cùng Diệp Thần hóa thủ thành bạn, còn có cùng cốt thiên đế đủ loại tranh đấu, Vũ Ma cũng không biết. Thanh Đồng Cổ Thiềm nhân tiện nói, xảy ra điểm biến cố, chậm một chút bản tọa lại nói cho ngươi, bản tọa phát hiện một kiện vũ tổ di bảo, bản tọa con mắt thương. Chính là cái kia vũ tổ di bảo chỉ tốt, chỉ là cái kia vũ tổ di bảo có cấm chế đè lên, bản tọa mang không trở lại, vũ ma, người có hứng thú cùng bản tọa đi khai quật sao? Cái gì vũ tổ di bảo, tự nhiên là Thanh Đồng Cổ Thiềm bịa chuyện, dùng để lừa gạt vũ ma. Mà vũ ma đầu óc ngu si, chỉ có sát lục cùng chiến đấu ý niệm, nghe được có di bảo xuất thế, suy nghĩ có thể dùng đến cường hóa tự thân sức chiến đấu, lập tức đại hỉ, nói, có bảo bối sao? Tốt lắm vô cùng. Con cóc lớn, người dẫn ta đi đào bảo chính là. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, cùng bản tọa đến đây đi. Liền hướng Vũ Thần Cung bên ngoài bơi đi. Vũ Ma không nghi ngờ gì, hào hứng đi theo. Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên canh giữ ở Vũ Thần Cung di chỉ bên ngoài, xa xa nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm dẫn đi Vũ Ma, hai người trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng đều nghĩ, cơ hội tới. Lập tức, hai người liền nhanh chóng lẻn vào trong di chỉ, trực tiếp liền đi tới hải lộ hoa hoa trong viên. Trong hoa viên, khắp nơi nở rộ lấy từng đóa hải lộ hoa. Rực rỡ nở rộ hải lộ hoa, cánh hoa ngọc nhuận, lộng lẫy lưu chuyển, mùi hoa nức mũi, từng sợi hoa lộ, liền ngưng kết tại cánh hoa phía trên, óng ánh trong suốt như bảo thạch, mùi thơm ngát quanh quẩn. Minh Khiếu Thiên liền nghĩ trực tiếp động thủ, ngắt lấy hoa lộ, nhưng bị Diệp Thần ngăn lại. Vườn hoa này có cấm chế thủ hộ, chỉ cần trước tiên phá tan cấm chế. Diệp Thần rút ra Bất Khuất Thánh Kiếm. Trở tay cắm xuống, đem trọng kiếm cắm trên mặt đất, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, linh khí một quán chú, ông một tiếng, một cỗ cường hoành kiếm đạo khí chàng, liền chưa từng khuất thánh kiếm bên trong bộc phát ra. Khí chàng giống như sóng xung kích, hướng về bốn phía càn quét mở ra, trong hoa viên cấm chế trận pháp bảo vệ, lập tức liền bị phá tan, rất nhiều cấm chế đều phá diệt. Luân hồi chi chủ, người ngược lại là lợi hại. Minh Khiếu Thiên gặp Diệp Thần dễ dàng, liền phá hết cấm chế. Không khỏi khen một tiếng. Là trụ thần thánh binh lợi hại thôi, mau động thủ đi, không cần làm trễ nãi thời gian. Diệp Thần thu hồi Bất Khuất Thánh Kiếm, nhanh chân bước vào trong hoa viên, lập tức liền bắt đầu ngắt lấy hoa lộ. Những thứ này hoa lộ, chính là tỉnh Vũ Ngọc Lộ. May mắn Diệp Thần chấp trưởng Bất Khuất Thánh Kiếm, có như thế trụ thần thánh binh đại sát khí, hắn muốn phá giải hoa viên thủ hộ cấm chế, cũng là trở nên buông lỏng rất nhiều, nếu không... Hắn muốn thu thập tỉnh Vũ Ngọc Lộ, chỉ sợ còn phải lại hao phí một phen công phu. Minh Khiếu Thiên cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng cùng Diệp Thần cùng nhau thu thập hoa lộ. Rất nhanh, hai người liền thu thập được đại lượng hoa lộ, tràn đầy mấy cái bình. Để không kinh động Vũ Ma, hai người đặc biệt bố trí xuống đạo đạo pháp quyết, phong tỏa ngăn cản bốn phía thiên cơ. Tại hai người mau đem hoa lộ thu thập hoàn tất sau, Vũ Ma cũng không có bị kinh động quay về. Rất tốt. Sự tình coi như thuận lợi. Diệp Thần tâm tình thật tốt, cầm lấy một bình hoa lộ, ngửa hầu liền uống cạn. Hiện tại hắn cùng Minh Khiếu Thiên thu thập được hoa lộ, lưu một nửa cho Diệt Không Thiên Đế là được rồi, còn lại một nửa, hắn có thể tự động uống, để thăng thực lực bản thân. Lộc cộc. Tại uống vào nguyên một bình hoa lộ sau, Diệp Thần liền cảm thấy một cỗ ngọt lịm ôn nhuận thanh lương năng lượng, lưu chuyển toàn thân, không nói ra được thoải mái hưởng thụ.
đan điền của hắn, kinh mạch của hắn, liền được đại lượng linh khí tẩm bổ, tu vi cảnh giới trong nháy mắt có đột phá, lập tức liền tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời đỉnh phong. Cuối cùng đột phá, bước vào 5 tầng trời đỉnh phong, Diệp Thần tâm tình một hồi vui sướng, lập tức liền cảm thấy toàn thân sức mạnh tăng trưởng rất nhiều, còn có đạo tâm của mình cường độ, cũng là tăng lên rất nhiều. Xoát, hắn sử dụng toái niết quan tài đồng, cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại quan tài trên khuôn mặt. Lấy hắn thời khắc này sức mạnh thân thể, đạo tâm tu vi, hoàn toàn có thể đi nếm thử trưởng khống bộ dạng này quan tài đồng. Máu tươi rót vào toái niết trong quan tài đồng, chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy mình tâm thần, cấp tốc cùng quan tài đồng nối liền thành một thể. Bộ dạng này toái niết quan tài đồng, phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn, chịu hắn chấp trưởng khống chế. Khi chấp trưởng toái niết quan tài đồng ẩn chứa bàng bạc sụp đổ lực, cũng là giống như thủy triều chảy ngược tới, điên cuồng xung kích cơ thể của Diệp Thần cùng tinh thần. Ông! Diệp Thần không nói hai lời, liền mở ra luân hồi nguyên thể, toàn thân luân hồi kim quang nở rộ, cưỡng ép ngăn trở toái niết quan tài đồng phản phệ, mà đạo tâm của hắn, tại mới vừa rồi uống đại lượng tỉnh Vũ Ngọc Lộ sau, cũng là trở nên cường đại hơn nhiều, đủ để đối kháng sụp đổ xung kích. Không ngừng đối kháng sụp đổ xung kích, Diệp Thần liền cảm thấy mình tinh thần, cùng toái niết quan tài đồng ở giữa, liên lạc càng thêm chặt chẽ. Chỉ cần có thể chống được quan tài đồng sụp đổ xung kích, bộ dạng này quan tài đồng, nhất định trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Một bên Minh Khiếu Thiên, nhìn thấy Diệp Thần uống vào tỉnh Vũ Ngọc Lộ, tu vi đột phá, lại muốn chấp trưởng toái niết quan tài đồng, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhưng, bây giờ Diệp Thần đột phá, lại trưởng khống quan tài đồng, bộc phát ra khí tượng, kim quang hạo đáng, sụp đổ khí trùng thiên, lớn như thế dị tượng, là hoàn toàn không che giấu được. Răng rắc, toàn bộ hoa viên, tại toái niết quan tài đồng tản ra sụp đổ chi lực nghiền ép phía dưới, cũng bắt đầu hỏng mất, đại địa vỡ tan, từng đóa hải lộ hoa vỡ nát khô tàn, nước biển bị dẫn dắt hóa thành vòng xoáy. Luân hồi chi chủ, người đột phá dị tượng quá lớn. Không che giấu được, đi mau. Minh Khiếu Thiên cảm giác sâu sắc nguy cơ, trong nháy mắt liền bắt được, Diệp Thần lớn như thế đột phá dị tượng, đã kinh động đến Vũ Ma. Một khi Vũ Ma quay về, hai người liền nguy hiểm. Cũng không phải nói thực lực của bọn hắn, không cách nào cùng Vũ Ma đối kháng, mà là một khi đối kháng, lợi bất cập hại. Nếu như tại trên thân Vũ Ma, lãng phí quá nhiều khí lực, phía sau kia bọn hắn liền bất lực lại đối kháng Cốt Thiên Đế. Ân, đi. Diệp Thần cũng biết tình thế nguy cấp, lập tức đem toái niết quan tài đồng thu hồi, toàn thân khí tượng cũng thu liếm, liền cùng Minh Khiếu Thiên cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi. Ầm ầm. Nhưng, hai người vừa đi ra không bao lâu, chỉ thấy xa xa hải vực, một hồi khí thế bàng bạc bạo dũng, thiên địa pháp tướng dị tượng nổ lên, một cỗ mênh mông biển cả khí tức, tụ lại, lắng động tại trong hư không sâu xa, biển cả chỗ sâu, tuế nguyệt trường hà chỗ sâu năng lượng, phảng phất đều bị điều động đi ra. Cuối cùng, một tôn to lớn vô cùng thân ảnh, xuất hiện ở Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên trước mặt hai người. Đó là Vũ Ma thân ảnh, khoảng chừng cao ngàn trượng, nhưng bày ra thiên địa pháp tướng sau, dung hợp vũ hải tinh hoa, thiên địa tạo hóa, toàn thân liền hiện ra màu lam nhạt, tựa như là tứ phương hải dương đế hoàng, khí thế kinh người. A a a, con cóc lớn, luân hồi chi chủ, các ngươi tính toán ta. Vũ Ma phát ra một tiếng tức giận gào thét, đã biết chính mình trúng kế, một mực a hộ hải lộ hoa, tất cả hoa lộ tinh hoa, cũng đã bị Diệp Thần hái đi, hắn lập tức lôi đình tức giận. Thanh đồng cổ thiềm thân thể, liền xuất hiện tại bên cạnh Vũ Ma. Nhìn thấy Vũ Ma đã thật sự nổi giận, thậm chí bộc phát ra thiên địa pháp tướng, một bộ toàn lực liều mạng bộ dáng, nó cũng là một hồi run run. Các ngươi đi trước. Thanh đồng cổ thiềm quát to một tiếng, phụt một tiếng rút ra trường đao, liền hướng Vũ Ma bổ tới. Diệp Thần cùng Minh Khiếu Thiên không bằng suy nghĩ nhiều, lập tức phi thân rút lui. Nhưng, toàn lực bộc phát Vũ Ma, thậm chí còn dung hợp Vũ Hải mà mạch tinh hoa, uy thế quá cường hãn. Hoàn toàn không phải thanh đồng cổ thiềm độc thân có thể áp chế. Mắt thấy thanh đồng cổ thiềm chém tới một đao, trong tay Vũ Ma chanh một tiếng, nổi lên một cái long kình trường kiếm chạm phá ngàn trượng lãng, một kiếm chạm tại thanh đồng cổ thiềm trên thân đao, chấn động đến mức thanh đồng cổ thiềm trường đao cơ hồ tuột tay, thân hình có chút chật vật lui lại. Cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Vốn là muốn rút lui Diệp Thần, nhìn thấy thanh đồng cổ thiềm một cây chẳng chống vững nhà, lập tức liền thay đổi chủ ý. Phi thân trở về, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vũ Ma,
cong ngón búng ra, liền bắn ra một thanh phi kiếm. Tâm ma phi kiếm, họa loạn tâm thần, đại bại diệt. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, biết Vũ Ma lợi hại, nếu như dùng cường ngạnh thủ đoạn vây công, cho dù phe mình đắc thắng, cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, hắn trực tiếp liền bắn ra tâm ma phi kiếm, muốn lấy tâm ma mê loạn thủ đoạn, trấn áp Vũ Ma. Vũ Ma là vũ tổ tâm ma biến thành, nhìn như sẽ không bị tâm ma phi kiếm ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, hắn không phải thuần túy tâm ma quái vật, bản thân liền mang theo vũ tổ trước kia cắt xuống một điểm huyết nhục, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn xem như vũ tổ một cái huyết nhục phân thân. Chỉ cần là có máu có thịt tồn tại, liền tất nhiên sẽ có tâm ma, tử vong chính là chư thiên hết thảy sinh linh lớn nhất tâm ma, chỉ cần là còn sống đồ vật, đều sợ hãi tử vong, ngay cả trụ thần đều không ngoại lệ. Diệp Thần bắn ra ra phi kiếm, liền giải ra một cỗ pháp tắc sinh tử đại khủng bố khí tức. Vũ Ma chịu đến tâm ma phi kiếm tia sáng bao phủ, lập tức liền ngẩn ngơ, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ to lớn, phảng phất nhìn thấy tử vong tại hướng về chính mình vẫy tay, phảng phất nhìn thấy vũ tổ đích thân tới, muốn đem hắn cái tâm ma này quái vật triệt để diệt sát. Tại Diệp Thần tâm ma phi kiếm ảnh hưởng dưới, Vũ Ma tâm thần liền có đại bại diệt dấu hiệu. Cơ hội tốt. Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên, nhìn thấy Vũ Ma thế mà tâm ma phát tác, trong lòng sợ hãi thán phục Diệp Thần thủ đoạn, một thiềm một người cấp tốc phản ứng lại, há chịu buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thuở, từng đạo thiên đế pháp quyết, liền từ cả hai trong tay đánh ra, cuối cùng ngưng kết thành từng cái kim sắc thiên đế thần liên, hướng về Vũ Ma quấn quanh mà đi. Xuy xuy xuy, màu vàng thiên đế pháp tác thần liên, một mực đem Vũ Ma quấn chặt lấy, phát ra hừng hực âm thanh, Vũ Ma toàn thân đều đang bốc khói. Hắn trực tiếp liền kêu thảm phẫn nộ gào thét đứng lên, quát lên. Lẽ nào lại như vậy, muốn lấy nhiều lấn thiếu, ta chính là giải thể tự bạo, cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Bị một mực quấn chặt lấy Vũ Ma, tự hiểu khó mà đào thoát, hắn cũng không cam tâm liền như vậy vẫn diệt, một cái hít sâu, thân thể liền bành trướng, hai mắt sung huyết, càng là muốn tự bạo. Không tốt, Diệp Thần thấy thế, lập tức liền cảm thấy da đầu run lên. Nếu là cho Vũ Ma thành công tự bạo, hắn cùng Minh Khiếu Thiên còn có Thanh Đồng Cổ Thiềm, chỉ sợ đều muốn bị nổ trọng thương, cái kia sau lưng được lợi người, chính là Cốt Thiên Đế. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Toái niết quan tài đồng, cho ta phòng ấn. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần xử xong cực nhanh, lập tức liền sử dụng toái niết quan tài đồng, quan tài thân mở ra, cả bộ quan tài phóng ra cổ lão vĩ đại kỳ quan minh mông khí tức, vô tận phù văn lập lòe, hắn đại thủ cách không một chảo. Liền đem Vũ Ma thân thể, vồ tới, ngạnh sinh sinh phong ấn đến trong quan tài đồng đi, đồng thời phịch một tiếng khóa lại nắp quan tài. Vũ Ma bị phong, nhưng cũng không khoanh tay chịu chết, còn tại trong quan tài kịch liệt vùng vẫy, cả phó toái niết quan tài đồng không ngừng rung chuyển, phảng phất tiếp theo sát liền muốn nổ tung. Thần giáp mệnh tinh, vạn giáp phong ma. Diệp Thần khẽ cắn môi, lại mở ra thần giáp mệnh tinh, ngàn vạn khối bọc thép mảnh vụn, rầm rầm bắn ra. Toàn bộ bao trùm đến toái niết quan tài đồng phía trên, răng rắc chồng điệt khảm bộ, cả phó quan tài đồng, tại vô số mảnh kim sắc thần giáp phong tỏa phía dưới, cuối cùng thoáng bình tĩnh một chút. Nhưng Diệp Thần có thể cảm thấy, trong quan tài đồng Vũ Ma, còn đang không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Không ngừng tàn phá bừa bãi Vũ Ma, để cho Diệp Thần cũng nhận cực lớn liên lụy, khí tức một hồi khuấy động, giữa ngực bụng rời sông lấp biển, cơ hồ muốn thổ huyết. Bộ dạng này quan tài đồng đã bị Diệp Thần nhỏ máu trưởng khống, hắn dùng quan tài đồng phong ấn quái vật, nếu như không phong được, quái vật ở bên trong tàn phá bừa bãi họa loạn mà nói, hắn cũng muốn chịu đến phản phệ. Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm thấy thế, vội vàng cũng đánh ra từng đạo thiên đế pháp chú, in vào quan tài đồng phía trên, từng trận kim quang bành trướng, phụ trợ Diệp Thần trấn áp Vũ Ma. Tại hai vị cường giả phụ trợ, trong quan tài đồng Vũ Ma, rất nhanh liền đình chỉ tàn phá bừa bãi, triệt để an tĩnh lại. Diệp Thần cảm giác cũng tốt thụ rất nhiều, thật dài thở phào một hơi. Minh giáo chủ, Thanh Đồng Cổ Thiềm, đa tạ. Nếu như không có ngươi, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, dùng toái niết quan tài đồng phong ấn Vũ Ma, uổng cho ngươi nghĩ ra, vạn nhất không phong được, ngươi chẳng phải là muốn gặp nạn. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, bằng không cái kia Vũ Ma tự bảo. Chúng ta ít nhất phải lột một tầng ra, bây giờ có hai vị phụ trợ, ta đoán chừng nhiều nhất một ngày, cái kia Vũ Ma liền muốn triệt để băng diệt, hóa thành cho bụi. Toái niết quan tài đồng có kinh khủng sụp đổ sức mạnh,
có thể để phong ấn tại trong quan tài sinh vật, cơ thể linh hồn triệt để sụp đổ, hồi phi yên diệt, phi thường cường hãn. Đây là sụp đổ chi chủ lưu lại vĩ đại kỳ quan, dùng để hòa tan vũ ma, đó là hoàn toàn đầy đủ. Ân, đi thôi, vừa mới tranh đấu kịch liệt, chúng ta khí tức, hơn phân nửa đã bại lộ. Thanh đồng cổ thiềm biểu lộ ngưng trọng, vừa mới chấn áp vũ ma, chiến đấu kịch liệt, khí tức cuồn cuộn, khuấy động vũ hải, tất phải kinh động ngoại giới cốt thiên đế. Khí tức của bọn hắn, rất có thể đã triệt để bại lộ, bị cốt thiên đế khóa chặt. Mà vừa mới cùng vũ ma chiến đấu hoàn tất, mặc kệ là thanh đồng cổ thiềm, vẫn là minh khiếu thiên, vẫn là diệp thần, khí tức đều có không nhỏ tiêu hao. Mặc dù diệp thần vận dụng tâm ma phi kiếm, lại dùng toái niết quan tài đồng phong ấn, đã tận lực tránh đại chiến tiêu hao, nhưng bất kể như thế nào, ba người khí tức cũng là có chỗ hao tổn, nếu như bị cốt thiên đế thừa cơ làm loạn, cái kia cực kỳ không ổn. Diệp thần gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng thân hình vừa động, hắn liền cảm thấy mi tâm một hồi sắc bén đâm nhói, phảng phất khí thế bị người khóa chặt lại, giống như có một cây kim nhọn, không ngừng toàn đâm lấy hắn mi tâm đồng dạng. Linh hồn của hắn đã bị một cỗ khí tức kinh khủng phong tỏa. Đó là cốt thiên đế khí tức. Thu phong thu vũ chấn vong hồn, không hết trường giang cuồn cuộn tới. Một đạo thê lương u sầu tiếng ngâm sướng, như hồng trung ngày qua, không ngừng rung khắp diệp thần màng nhĩ, rung chuyển tinh thần của hắn linh hồn, đó chính là cốt thiên đế âm thanh. Diệp thần con người co vào, liền thấy vô cùng kinh khủng một màn, chỉ thấy một cây chiến mâu, toàn thân lộ ra hắc ám màu sắc, cốt chất cùng bằng đá phối hợp, tràn ngập ra hồng hoang hỗn độn cổ lão sát khí, bên trên thân mâu khắc đầy xâm nghiêm phù văn, tựa như từ thiên ngoại bay vụt mà đến, liền hướng vũ hải bạo rơi xuống. Ong ong ong, chiến mâu khí tức nổ tung, hóa thành ngàn trượng vạn trượng cực lớn, giống như định hải thần châm, lấy xuyên qua thế giới giết phá hết thảy khí thế khủng bố, coi như khoảng không chấn sát xuống. Khi cái kia chiến mâu mũi thương chạm đến vũ hải, toàn bộ vũ hải đều nổ tung sôi trào lên, ầm ầm bộc phát ngàn vạn trọng biển động. Nước biển toàn bộ bao phủ đứng lên, hóa thành kinh thiên vòng xoáy, vây quanh cái kia chiến mâu xoay tròn lấy. Cái này một cây chiến mâu, quán xuyên vũ hải tất cả nước biển, toàn bộ sôi trào nổ tung bao phủ, đến cuối cùng nước biển dọc theo thân mâu cuốn ngược thượng thiên, tạo thành khổng lồ vòi rồng, ầm ầm ô ô không ngừng chấn động nổ đùng. Trong khoảnh khắc, vũ hải thế mà khô cạn, bị cái kia một cây chiến mâu, nhất kích xuyên qua đánh tan, biển cả nghịch lưu bên trên thương thiên. Trong biển vô số sinh linh phát ra sắc bén rên rỉ cùng kêu rên, tại cái này một cây chiến mâu cường hoành uy áp bên dưới, hết thảy còn sống đổ vật, phảng phất đều phải hôi phi yên diệt. Đây là cốt thiên đế thí thần chi mâu. Giờ khắc này, cốt thiên đế ra tay rồi, hắn thí thần chi mâu, quán xuyên vũ hải, đánh tan đáy biển bản khối, đáy biển đại địa bạo liệt, vô số dung nham đi theo nổ tung đi ra, hỗn hợp có cuốn ngược thượng thiên nước biển, suy suy bốc hơi vang dội. Ở trên bầu trời rơi ra một hồi hừng hực mưa to. Thí thần chi mâu mũi thương, liền vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào diệp thần, xuyên qua diệp thần lồng ngực, đem cả người hắn gắt gao đính tại đáy biển phía dưới mặt đất. Cường hoành thiên đế uy áp, làm cho diệp thần hồn thân cốt cách cơ hồ toàn bộ nát bấy, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, phương viên trăm dặm chi địa, cũng lõm xuống, đại địa rạn nứt, ngạnh sinh sinh bị nện ra một cái vực sâu một dạng hố to. Mà diệp thần lồng ngực bị xỏ xuyên, liền bị gắt gao chấn áp tại vực sâu dưới đáy. Luân hồi chi chủ, Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm hoảng hốt, hai người muốn đi cứu viện, nhưng cốt thiên đế một kích toàn lực, cái kia thí thần chi mâu uy thế, thực sự quá kinh khủng, chiến mâu bộc phát ra khí tràng, giống như thực chất đồng dạng, đem Minh Khiếu Thiên cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm hai người triệt để đuổi. Mấy trăm đạo cường đại thân ảnh, xoát la la lần lượt xuất hiện tại trên vũ hải bên trên khoảng không, cầm đầu có ba người, chính là cốt thiên đế, Tử Cực Thần Tôn cùng Phương Huyền Đức. Tại ba người sau lưng, nhưng là áo nghĩa giới vô số cường giả. Nửa bước siêu thiên, so với thiên đế, quả nhiên là cường hãn nhiều. Cốt thiên đế nhìn mình vừa mới bỏ ra thí thần chi mâu, tạo thành kinh khủng phá hư, ánh mắt hắn cũng là híp lại, có chút hài lòng gật đầu. Đây là hắn tu vi sau khi tấn thăng, lần thứ nhất toàn lực bộc phát, liền chính hắn đều là nửa bước siêu thiên cảnh sức mạnh, cảm nhận được một tia rung động. Nửa bước siêu thiên, đều như vậy cường hãn, nếu là thật tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế, có trời mới biết sẽ có cỡ nào lợi hại. Nếu là hôm nay có thể đánh giết Diệp Thần, thôn phệ luân hồi huyết mạch cùng tất cả luân hồi bí bảo, cốt thiên đế ngược lại là có lòng tin, có thể nhất cử tấn thăng siêu phẩm thiên đế. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn cũng là trở nên nóng bỏng xâm nghiêm.
Cốt Thiên Đế đại nhân, thật cường hãn, thật cường hãn. Ngươi vừa ra tay, luân hồi chi chủ liền bị ngươi đóng chặt. Chó má gì luân hồi chi chủ, cùng ngươi so ra, hắn chính là sâu kiến. Một bên Tử Cực Thần Tôn, nhìn thấy Cốt Thiên Đế sức mạnh đáng sợ như vậy, cũng là hưng phấn cuồng hỉ không thôi, luân hồi rất nhiều bí bảo, ta áo nghĩa giới không dám cùng ngươi cướp đoạt, chỉ cầu có thể cầm lại bất khuất thánh kiếm. Cốt Thiên Đế khẽ gật đầu một cái, nói, chưa đắc ý sớm như vậy, bây giờ còn chưa phải là chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, luân hồi chi chủ còn chưa có chết đâu. Ánh mắt của hắn xâm nghiêm, nhìn chằm chằm vũ hải đáy biển, có thể mơ hồ bắt được, Diệp Thần yếu ớt khí tức. Cỗ khí tức này, mặc dù 10 phần suy nhược, nhưng dù sao còn có một tia sinh cơ. Hắn biết, lấy Diệp Thần năng lực, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn diệt. Còn chưa có chết. Tử Cực Thần Tôn khẽ giật mình, thí thần chi mâu cỡ nào cường hãn, Diệp Thần thân thể đã bị xuyên qua, chẳng lẽ còn có khả năng sống sót. Ngươi thay ta ngăn lại cái kia con cóc cùng Minh Khiếu Thiên, luân hồi chi chủ liền giao cho ta. Cốt Thiên Đế nhàn nhạt phân phó, thân thể khẽ động, thân thể răng rắc một hồi bạo hưởng, liền tuôn ra ngàn vạn căn cốt đâm, rầm rầm bạo hạ xuống, dưới đáy biển vây ra một mảnh chiến đấu khu vực, Diệp Thần ngay tại khu vực trọng yếu nhất. Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên, bị từng cây cốt thứ, chắn bên ngoài, không cách nào cùng Diệp Thần tiếp xúc. Lấy thực lực của hai người, tự nhiên có thể cưỡng ép vọt vào, nhưng lúc này, Tử Cực Thần Tôn đã dẫn người hạ xuống tới, nói, Cốt Thiên Đế đại nhân, ngươi thế mà cẩn thận như vậy, bất quá tốt ha, ta y theo ngươi phân phó làm việc chính là. Hắn mang theo áo nghĩa giới vô số cường giả, liền đi chặn đánh Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên, không để bọn hắn tham chiến. Muốn cho Cốt Thiên Đế cùng Diệp Thần, sáng tạo đơn đả độc đấu cơ hội. Nói thật, tại Tử Cực Thần Tôn trong mắt, bây giờ Diệp Thần, đã là một bộ tử thi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Cốt Thiên Đế vì sao muốn thận trọng như thế. Cốt Thiên Đế cũng không có cùng Tử Cực Thần Tôn giảng giải quá nhiều, thân thể chậm rãi bay xuống tiếp, liền đi đến Diệp Thần trước mặt cách đó không xa, nhìn xem bị đóng đinh trên đất Diệp Thần, hắn từ tốn nói. Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi có thủ đoạn thoát khốn. Đừng giả bộ, ta sẽ không mắc lừa. Hắn liền đứng tại trước mặt Diệp Thần không xa, nhưng không có quá mức tới gần, duy trì khoảng cách nhất định, coi như Diệp Thần đột nhiên nổ lên, hắn cũng có ứng đối chu toàn chỗ trống. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nói, Cốt Thiên Đế, ngươi thật đúng là cẩn thận a. Câu nói này nói xong, Diệp Thần thân thể, giống như khô héo cây cối ảm đạm tàn lụi tiếp, cả người triệt để khô tàn, sau đó một tia linh quang, từ đã khô héo trong thân thể nứt ra bay ra. Lại hóa thành mới Diệp Thần. Thì ra vừa mới bị đóng đinh trên đất Diệp Thần, là hắn Thanh Liên phân thân. Quả nhiên là một đạo thế thân, ha ha, đáng tiếc loại này có thể xưng nghịch thiên thế thân, người tối đa cũng chỉ có một cái. Cốt Thiên Đế lạnh nhạt nở nụ cười, bàn tay cách không một chảo, cái kia thí thần chi mâu, liền ô ô vang dội, lùi về nguyên hình lớn nhỏ, rơi xuống trong tay hắn. Một mâu nơi tay, Cốt Thiên Đế khí thức đột nhiên thay đổi. Toàn thân màu đen sát khí tràn ngập, đôi mắt lại có thiên đế kim quang lấp lóe, cả người tựa như một tôn cổ lão chiến thần, lực có thể thí thần chảm tiên. Ngươi lấy nửa bước siêu thiên chi cảnh, đánh một mình ta thượng vị thần, có phải hay không có chút quá khi dễ người? Diệp Thần cười cười nói. Đừng nói nhảm, ngươi có bao nhiêu át chủ bài, cứ việc một lần bạo phát đi ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không nghịch phạt ta? Cốt Thiên Đế biểu lộ xâm nghiêm. Thí thần chi mâu trên mặt đất một đòn nặng nề, một cỗ cường hoành khí chàng trong nháy mắt bộc phát, phong thiên tỏa địa, hắn trực tiếp đem mình cùng Diệp Thần chiến đấu khu vực phong tỏa ngăn cản, là sợ Diệp Thần ý chí truyền ra, triệu hoán Nhậm Phi Phàm buông xuống. Hắn đối với Nhậm Phi Phàm, thủy chung là có cực lớn kiêng kỵ. Không cần khẩn trương như vậy, đối phó ngươi, còn không cần làm phiền Nhậm tiền bối ra tay. Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, cũng không có bởi vì Cốt Thiên Đế cường đại mà có chút nhụt chí cùng lùi bước, bất khuất thánh kiếm tranh một tiếng, từ trong tay hắn nổi lên, một cỗ không biết sợ, lớn mênh mông khí thế, cũng là đi theo bạo phát đi ra. Tại bất khuất thánh kiếm trèo trống phía dưới, Diệp Thần tinh thần linh hồn, cũng là trở nên nghịch thiên một dạng cương nghị bất khuất, cho dù đối mặt Cốt Thiên Đế cái này nửa bước siêu thiên cường giả, cũng là không sợ chút nào. Nói khoác không biết ngượng, các ngươi luân hồi trận doanh, ngoại trừ Nhậm Phi Phàm, lại có ai có thể uy hiếp được ta? Cốt Thiên Đế đầy mắt xâm nghiêm, ý chí âm thầm câu thông cổ tinh môn, để cho Hiên Viên Vương làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu là Nhậm Phi Phàm buông xuống, thì cổ tinh môn dốc toàn bộ lực lượng,
không tiếc đại giới cũng muốn đem chu sát. Đại thiên cốt hoàng ấn. Làm tốt hậu chiêu chuẩn bị sau, cốt thiên đế chính là vứt bỏ tạp niệm, tâm thần hoàn toàn phóng tới trên thân Diệp Thần, mặc dù từ nhìn bề ngoài, Diệp Thần chỉ là cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời đỉnh phong thượng vị thần, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu. Chỉ thấy cốt thiên đế tay trái bấm quyết, liền ký kết ra một cái cốt hoàng đại ấn, mang theo vô cùng hung mãnh uy áp, quay đầu hướng Diệp Thần đầu bạo đập xuống. Hắn cũng không có trước tiên liền vận dụng thí thần chi mâu, đi trước lấy võ đạo thủ ấn thăm dò. Đại thiên thần diệt trưởng. Diệp Thần lấy Siva thần pháp đối kháng, một chiêu đại thiên thần diệt trưởng, cuốn lên kinh thiên hủy diệt phong bạo, liền hung hăng hướng về cốt thiên đế võ đạo thủ ấn đánh tới. Oanh! Khi hắn đại thiên thần diệt trưởng, cùng cốt thiên đế đại thiên cốt hoàng ấn, va chạm đến cùng một chỗ sau, kịch liệt khí chiều trong nháy mắt nổ lên, một cỗ cường hoành sóng xung kích tàn phá bừa bãi mà ra, làm cho vốn là lõm xuống đại địa, lần nữa nát bấy phá diệt, hai người dưới chân thổ địa đều rỗng, xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Mà tại sóng xung kích bộc phát sau đó, cốt thiên đế thân thể tựa như núi cao lù lù bất động, không có chút nào bị rung chuyển, Diệp Thần thân thể cũng vô cùng chật vật bay ra ngoài, thậm chí trên không trung phun ra máu tươi. Giữa người ta, chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn a. Cốt thiên đế lãnh đạm nhìn xem Diệp Thần, đạo. Cảnh giới của hắn, so với Diệp Thần cao hơn nhiều lắm, cho nên tại mới vừa rồi đối oanh bên trong, hắn cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, thắng được Diệp Thần. Siêu. Thừa thắng xông lên, cốt thiên đế thân hình lóe lên một cái, liền thoáng hiện tại trước mặt Diệp Thần, tay trái ca một tiếng sinh ra một cây cốt mâu, vô tình hướng về Diệp Thần bụng dưới đâm tới. Diệp Thần khẽ cắn môi, đột nhiên chợt quát lên. Nguyệt chi thạch, kính vạn hoa huyết nhãn, mở. Một khỏa trong suốt như nguyệt bảo thạch, từ trong cơ thể của Diệp Thần bay ra, đó chính là lục đại trong bảo thạch nguyệt chi thạch, mang theo mộng ảo mê ly hiệu quả. Diệp Thần hai mắt phản chiếu lấy nguyệt chi thạch, phảng phất cũng biến thành mộng ảo, trong nháy mắt mở ra kính vạn hoa huyết nhãn, đồng tử hóa thành màu huyết hồng, con người giống như bể tan tành kính vạn hoa rời ra, tại đồng thuật mở ra trong nháy mắt, cảnh sắc chung quanh liền xuất hiện vặn vẹo cùng biến ảo. Cốt thiên đế cùng Diệp Thần, phảng phất tại trong chớp mắt, liền bị đẩy vào một cái trong nước xoáy, tiếp đó hai người liền xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ, đây là một mảnh cổ lão chiến trường phế tích, thi thể chồng chất như núi. Đại mạc cô yên thê lương, đao gãy kiếm gãy rớt xuống đất, không diệt khói lửa chậm rãi thiêu đốt lên. Đây chính là Diệp Thần dùng kính vạn hoa huyết nhãn, mở ra tới huyễn cảnh thế giới. Ảo cảnh này, cùng phía trước không đầu kiếm thánh chiến trường thế giới, hoàn toàn là giống nhau như đúc, Diệp Thần tận lực sáng lập ra này phương huyễn giới, đồng thời lấy bất khuất thánh kiếm làm hạch tâm, bàng bạc xâm nghiêm chiến trận sát phạt khí tức, liền từ trong thân kiếm không ngừng thả ra ngoài, nghiền ép hết thảy. Ân. Cốt thiên đế sắc mặt biến hóa, liền cảm thấy một cỗ chiến ý mãnh liệt nghiền ép, không ngừng xung kích đạo tâm của hắn, cỗ này chiến ý, thậm chí mang theo một tia trụ thần uy áp. Hắn tấn thăng nửa bước siêu thiên cảnh sau, đạo tâm cường hoành bất ma, coi như Diệp Thần bắn ra tâm ma phi kiếm, cũng không làm gì được hắn, nhưng bây giờ, ở mảnh này chiến trường trong ảo cảnh, hắn đạo tâm lại gặp chịu nghiêm trọng xung kích, ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Cảm thấy được nguy hiểm cốt thiên đế. Vội vàng người nhẹ nhàng lui lại, phân ra tu vi, bảo vệ đạo tâm của mình. Cốt thiên đế, ở bên ngoài ta đánh không lại ngươi, nhưng ở trong thế giới của ta, hưu chết vào tay ai, vẫn rất khó nói a. Diệp Thần giữ tợn nhếch miệng nở nụ cười, hắn huyễn thuật có 10200 lúc nào khoảng không, luận huyễn thuật, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn so sánh, bây giờ thuận lợi đem cốt thiên đế kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong, hắn liền có một tia cơ hội lật bàn. Ầm ầm. Diệp Thần khí tức, không ngừng bão táp tăng vọt, hắn không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức của mình, chính là đang điên cuồng tăng vọt. Đây là ảo tưởng của hắn, khí tức của hắn, trên thực tế cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng, hết thảy đều là ảo giác. Nhưng cốt thiên đế nhìn ở trong mắt, lại không cách nào phân biệt ra được, hắn ra mặt run lên, biết mình ứng đối không chu toàn mà nói, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, chết ở Diệp Thần huyễn cảnh thế giới bên trong. Song phương khí tức, này lên kia xuống, cửu đỉnh cảnh cùng nửa bước siêu thiên cảnh, nhìn như to đến thái quá chênh lệch, cũng là bị kéo gần lại rất nhiều. Vực sâu diệt thế trảm. Diệp Thần toàn thân khí tức nổ tung, một cỗ vực sâu một dạng sụp đổ hắc ám khí tức, tại hắn quanh thân dũng động, cuối cùng ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ đao mang. Đạo này đao mang, mang theo sụp đổ diệt thế hung mãnh sát phạt,
liền lăng không biểu chém xuống tới, chém thẳng vào hướng Cốt Thiên Đế. Đây là sụp đổ chi chủ ba chiêu đao pháp một trong, vực sâu diệt thế chảm, một đao ra, trần thế như vực sâu rách hết diệt. Ở mảnh này trong ảo cảnh, Diệp Thần thực lực, bị tha ra lớn nhất rồi, một chiêu này vực sâu diệt thế chảm, cũng là hung hãn hết sức ác liệt. Đao mang phá không chảm tới, Cốt Thiên Đế cũng là cảm thấy quanh thân băng lãnh, cả người phảng phất muốn bị cắt mở đồng dạng, nhưng hắn gặp nguy không loạn, quát lên. Cho dù là tại trong thế giới của ngươi, chúng ta chênh lệch, vẫn là lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng a. Thí thần chấn ma kích. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là cảnh giới chênh lệch. Răng rắc. Cốt Thiên Đế cuối cùng hứa ra hắn thí thần chi mâu, phù văn đầy trời, như hãn hải rào rạt, cuồn cuộn thương thiên, thí thần chấn ma, một mâu đánh về phía Diệp Thần vực sâu đao mang. Chanh. Đáng sợ một màn xuất hiện, Diệp Thần vực sâu đao mang, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh nát, tay cầm thí thần chi mâu Cốt Thiên Đế, quả thực là vô địch một dạng tồn tại. Thậm chí, tại Cốt Thiên Đế khí thế mạnh mẽ phía dưới, Diệp Thần thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Cốt ma loạn vũ. Cốt Thiên Đế ánh mắt hung ác, tóc từng cây vung lên, như thần như ma, thân hình một chút thoáng hiện tại bên cạnh Diệp Thần, sau đó hắn liền tựa như mị ảnh cuồng vũ đồng dạng, thân thể dùng tốc độ cực nhanh lóe lên, như ma thần loạn vũ, mỗi một lần lấp lóe, thí thần chi mâu cũng là hung hăng quét ra, tàn khốc đánh vào trên thân Diệp Thần. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cơ thể của Diệp Thần, tại trong chớp mắt, lọt vào thí thần chi mâu trăm ngàn lần mãnh kích, xương cốt vỡ vụn, cả người như là thảm tao trà đạp trăm ngàn lần búp bê vải giống như bay ra ngoài, rớt xuống đất. Cuồng thần nhất kích. Tại đả thương nặng Diệp Thần sau, Cốt Thiên Đế ánh mắt sắc bén, nắm mâu vào tới trước, tới một bước, bốn phía khí chiều tuôn ra, bụi đất cùng hòn đá còn có chất đống thi hài toàn bộ bắn lên. Khi hắn đạp xuống bước thứ hai, Diệp Thần sáng lập chiến trường phế tích thế giới, phảng phất đều phải triệt để rơi vào phá diệt, trong hư không xuất hiện từng cái khe hở, mảnh này ảo cảnh không gian băng liệt, ngoại giới thanh đồng cổ thiềm, Minh Khiếu Thiên, Phương Huyền Đức, Tử Cực Thần Tôn bọn người, cũng có thể xuyên thấu qua những thứ này vết nứt không gian, nhìn thấy trong ảo cảnh hai người. Thật cùng huyễn, phảng phất không có giới hạn. Cốt Thiên Đế bước ra bước thứ ba, toàn thân sức mạnh toàn bộ hội tụ đến trên tay, trong tay thí thần chi mâu phóng ra ngập trời hừng hực bạch quang. Ùng ùng phát ra so lôi minh còn muốn mãnh liệt vang động. Thân thể của hắn lui về phía sau nghiêng, tạo thành một cái khoa trương đường cong, sau đó cái này đường cong chợt thẳng băng, thí thần chi mâu liền như vậy rời tay bay ra, mang theo rực rỡ cuồng dã hung mãnh bắn nổ uy thế, giống giận phá không xẹt qua, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xuyên thủng, hung hăng hướng về Diệp Thần phá sát mà đi. Ngoại giới thanh đồng cổ thiềm, Minh Khiếu Thiên, Tử Cực Thần Tôn bọn người, khi nhìn đến Cốt Thiên Đế như thế kinh thế hãi tục nhất kích sau, bọn hắn toàn bộ đều ngây dại, tất cả mọi người như pho tượng kinh ngạc đứng yên, hoàn toàn bị chấn động. Hung mãnh như vậy nhất kích, là Cốt Thiên Đế đỉnh phong sức mạnh, hắn muốn lấy một kích này, trực tiếp đem Diệp Thần xuyên qua giết chết. Đã trọng thương ngã xuống đất Diệp Thần, hấp hối, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, hắn khoát tay, theo hắn giơ tay động tác, một khối cổ lão bia đá, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên tấm bia đá, khắc một cái thiên chữ, chính là trong luân hồi huyền bia thiên bi. Phanh! Diệp Thần lấy thiên bi làm thuẫn, ngăn tại trước người mình, Cốt Thiên Đế thí thần chi mâu, cuồng xạ mà đến, liền hung hăng đánh vào thiên bi phía trên. Răng rắc răng rắc! Trong nháy mắt, thiên bi liền bị đánh ra từng cái dạn nứt khe hở, phảng phất không chịu nổi Cốt Thiên Đế một mâu thần uy đồng dạng. Mà mặc dù có thiên bi ngăn cản, Diệp Thần cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở Cốt Thiên Đế sức mạnh. Vừa mới cái kia một mâu bên trong, vẫn có sức mạnh cực kỳ khủng bố, chút xuống đến trên người hắn. Vốn là trọng thương Diệp Thần, xương cốt răng rắc lần nữa vỡ vụn đồng thời há miệng phun máu. Nửa bước siêu thiên, quả nhiên hung mãnh a, khục. Ta vẫn xem thường ngươi. Diệp Thần ho ra một ngụm máu, chậm rãi giãy giụa bò dậy, đồng thời thu hồi thiên bi. Thiên bi bên trên vết rách, đang chậm rãi khép lại, loại này cấp bậc thần vật. Mang theo bản thân chữa trị công năng, cho dù bị hao tổn cũng có thể tự động khôi phục, chỉ có điều, thôi động thiên bi cần hao phí cực lớn linh khí, Diệp Thần đã không có đầy đủ lực lượng lại thúc giục xuống. Luân hồi chi chủ, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Cốt Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực chiếm cứ lấy thượng phong, chiến cuộc chi thuận lợi, liền chính hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra nửa bước siêu thiên cảnh. Uy thế vẫn là quá mức lợi hại,
hắn một mực phòng bị Diệp Thần, đều khó mà đối kháng loại này cấp bậc tồn tại. Chiến đấu còn không có kết thúc. Diệp Thần mi tâm tràn ngập ra một tia lục quang, chiến tranh thần thụ giống như đồ đằng, tại hắn mi tâm chậm rãi nổi lên, thần thụ phóng xuất ra từng sợi bích lục quang huy, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, để cho hắn thân thể trọng thương, cấp tốc phục hồi như cũ. Chiến tranh này thần thụ, chính là không đầu kiếm thánh thần vật, vốn là nắm giữ bàng bạc sinh mệnh lực, thần thụ quang huy một tỏa ra, liền mang theo cường đại chữa thương khôi phục hiệu quả. Sau lưng Diệp Thần lại hiện ra gia linh bia, trên da nổ lên cửu thiên đồ đằng, luân hồi nguyên thể trực tiếp mở ra, vốn là trọng thương yếu ớt thân thể, rất nhanh liền trở nên sinh long hoạt hổ. Cốt thiên đế nhìn thấy cơ thể của Diệp Thần, thế mà khôi phục nhanh như vậy, cũng là cảm nhận được một hồi thái quá, bất quá hắn biểu lộ không thay đổi, khẽ gật đầu một cái nói, vô dụng, thân thể ngươi khôi phục lại nhanh, nhưng sức mạnh cuối cùng không đủ, không thể nào là địch thủ của ta. Ta lấy nửa bước siêu thiên chi cảnh, ép lên ngươi một cái thượng vị thần, đích xác thắng mà không võ, nhưng ngươi thế nhưng là luân hồi chi chủ a, cái kia cũng chẳng thể trách ta. Giết ngươi, ta liền danh chấn thế giới. Cốt thiên đế ánh mắt xâm nghiêm, tự giác đạo tâm không thua thiệt, bàn tay một chảo, thí thần chi mâu lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn, vận sức chờ phát động. Diệp Thần cảm thấy cốt thiên đế tích góp khí thế bàng bạc, nghĩ thầm, ta hôm nay muốn giành thắng lợi, cũng chỉ có liều mạng. Hu hu. Một cỗ hỗn độn tập tục, từ trên thân Diệp Thần nổi lên, liền gặp được một mảnh thần bí trang sách, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, chính là Vi Đà Chân Kinh. Tại không không lúc nào giữa không trung, Vi Đà Chân Kinh có ba mảnh trang sách lưu truyền, đều tại Diệp Thần trong tay, trước đó hiến tế một tờ, còn thừa lại hai trang. Cái này Vi Đà Chân Kinh, chính là Shiva soạn nhạc bí điển, pháp lực minh mông vô biên, sức mạnh vô tận, nếu là có thể đem trang sách hiến tế, liền có thể nhận được vô cùng to lớn năng lượng. Bây giờ, đối mặt cốt thiên đế, Diệp Thần cũng là liều mạng, đem Vi Đà Chân Kinh đều lấy ra, muốn đem chân kinh trang sách hiến tế, thu hoạch năng lượng, quyết chiến sinh tử. Vi Đà Chân Kinh, đồ tốt, bất quá, người muốn dựa vào một tờ kinh thư liền lật bàn, có phần quá không đem ta để vào mắt. Cốt thiên đế nhìn thấy Diệp Thần sử dụng một tờ kinh thư, trong con người cũng là lướt qua một vòng dị quang, hắn biết Vi Đà Chân Kinh lợi hại, sau lưng mang theo Shiva sức mạnh, nếu như trước kia mà nói, hắn chắc chắn là vô cùng e dè. Nhưng bây giờ, tấn thăng nửa bước siêu thiên cảnh hắn, dù cho đối mặt Vi Đà Chân Kinh, cũng là không sợ chút nào. Huyền cốt bất diệt thể, thân ta bất diệt, huyền cốt vĩnh hằng, bất hủ bất bại, một mâu phá thiên. Cốt thiên đế phát ra vang vọng ngâm sướng, trên thân liền toát ra siêu phàm hào quang, thể chất thuế biến, thế mà giống mở ra siêu phàm nguyên thể, hắn tóc đen đầy đầu, đều hóa thành kim sắc, giữa sợi tóc như có hãn hải tích chứa, hồn thân cốt cách răng rắc vang dội, thân thể cất cao ngàn trượng, thí thần chi mâu mang theo kinh thiên khí thế, đột nhiên hướng Diệp Thần thọc đâm tiếp. Diệp Thần khẽ cắn môi, tinh thần thẩm thấu đến Vi Đà Chân Kinh trang sách bên trong, liền chuẩn bị câu thông Shiva, hiến tế kinh thư, thu hoạch sức mạnh. Giống. Nhưng lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, lại có một đạo chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm nổ lên, cái kia lại là huyết long âm thanh. Huyết long thức tỉnh. Chủ nhân, không cần hiến tế Vi Đà Chân Kinh, ta có thể giúp ngươi. Huyết long một khi thức tỉnh, liền câu thông Diệp Thần, nó biết Vi Đà Chân Kinh loại này thần vật, hiến tế uy lực tuy lớn, nhưng cũng có thể là phản phệ tự thân, cho nên nó trực tiếp ngăn cản. Huyết long, ngươi đã tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy huyết long cuối cùng thức tỉnh, không khỏi một hồi kinh hỉ. Ân, chủ nhân, đa tạ ngươi cho ăn, bây giờ ta đây, khoảng cách siêu thiên cảnh, lại gần thêm một bước a. Huyết long phát ra một tiếng trường ngâm, thân hình liền từ luân hồi trong mộ địa bay vút lên mà ra, xoay quanh tại trên thân Diệp Thần. Cốt thiên đế tay nắm lấy thí thần chi mâu, đang một mâu hướng Diệp Thần đâm tới, nhưng đột nhiên ở giữa, lại nhìn thấy một đầu thần long, tại trên thân Diệp Thần xuất hiện, từ cái kia thần long trên thân. Hắn cảm nhận được vô biên khí tức kinh khủng. Có giết hại huyết khí, có thi hài oán khí, có vĩ thú thâm trầm, các loại khí tức tạo thành một cái vòng xoáy, in vào huyết long trong đồng tử, để nó ánh mắt nhìn, phảng phất núp nóng vạn pháp. Đáng sợ hơn là, trên thân huyết long bộc phát khí tức, so với cốt thiên đế cái này nửa bước siêu thiên cường giả, còn kinh khủng hơn. Huyết long tu vi, khoảng cách chân chính siêu thiên cảnh, chỉ có một tầng giấy cửa sổ một dạng khoảng cách, phảng phất đâm một cái là rách. Cái gì? Cốt thiên đế hoảng hốt, không nghĩ tới huyết long cường đại như vậy, nhưng hắn cũng là hung hãn, biết lúc này nếu như mình lùi bước mà nói,
khí thế một suy, đằng sau tất nhiên muốn bị áp chế bị thua. Suy. Cho nên, kinh hãi phía dưới cốt thiên đế, cũng không có mảy may lui về phía sau ý tứ, ánh mắt trở nên sâm nghiêm lăng lệ, thí thần chi mâu liền mang theo sắc bén thần mang, hướng huyết long thân thể đâm tới. Hồng hoang thi long chảo. Huyết long không chút hoang mang, không sợ chút nào, liền vung ra long chảo, nổ lên một cỗ kinh khủng thi khí, thần uy bừng bừng, hướng cốt thiên đế thí thần chi mâu đập xuống tiếp. Đang hấp thu bay trên trời thi long năng lượng sau, huyết long thuế biến cực lớn, cũng kế thừa bay trên trời thi long đủ loại thi hài thiên phú, long chảo vừa ra, chính là thi khí cuồn cuộn, tựa như muốn nuốt hết thảy, thanh thế hùng vĩ. Phanh! Cốt thiên đế thí thần chi mâu, tại chỗ liền lọt vào trọng kích, tinh khiết thân mâu phía trên, nhiều hơn một tầng oán độc thi ban. Đáng chết! Cốt thiên đế khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng huyết long, tại rõ ràng cảm nhận được huyết long khí tức kinh khủng sau, hắn như là dã thú khúc lấy thân thể, ánh mắt hình như có hiểu ra, lại lộ ra một vòng quyết tuyệt, nói. Luân hồi chi chủ, con rồng này, chính là của ngươi át chủ bài A. Vậy thì nhìn một chút, là lá bài tẩy của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta át chủ bài lợi hại. Chợt, cốt thiên đế hét dài một tiếng, hồn thân cốt cách răng rắc bạo hưởng, làn da nứt ra, xương cốt cũng đi theo nứt ra, sau đó từ hắn nứt ra xương cốt bên trong, lại như núi lửa phun trào đồng dạng, phun ra từng sợi màu đỏ hỏa diễm, hừng hực bốc hơi, chính muốn phần thiên. Cốt hỏa phần thiên chú. Cốt thiên đế thí thần chi mâu quét ngang, quanh thân dâng lên cốt hỏa, đều hội tụ đến hắn thân mâu phía trên, hỗn độn chiến mâu ánh lửa cuồn cuộn, liệu nhật phần thiên, một mâu này quét ra, viêm quang vạn trọng, như muốn quét xuống tinh thần, tựa như một mảnh hỏa diễm phong bạo từ cửu thiên chi thượng bạo rơi, sát phạt khí thế cực kỳ hùng vĩ. Hắn chiến mâu bên trên thi khí, đã hoàn toàn bị cuồn cuộn liệt hỏa bốc hơi hết, hùng hồn bá đạo như lửa đốt thiên liệt diễm, để cho bây giờ Diệp Thần cùng huyết long, đều cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nóng bỏng. Cỗ này hỏa diễm, rất khắc chế ta. Huyết long ánh mắt hơi co lại, hiện ra một tia kiêng kỵ, cốt thiên đế một chiêu này cốt hỏa phần thiên chú, có thể xưng tất sát khí, là điều động tự thân xương cốt tinh túy chi lực, thiêu đốt thành hỏa, có thể nói là đem trong thân thể tiềm năng, toàn bộ tiêu hao đi ra. Như vậy tiêu hao hiệu quả, không thể nghi ngờ là rõ rệt, thời khắc này cốt thiên đế, toàn thân thiên đế liệt hỏa quấn quanh, thí thần chi mâu viêm quang bừng bừng, sát phạt hung mãnh đến cực hạn. Mà huyết long thôn phệ bay trên trời thi long sau, mặc dù thực lực thêm một bước cường đại, nhưng khí chất cũng tiến một bước thâm trầm hung tà, tại không có chứng đạo siêu ngày trước, nó chính là một đầu tà long. Mà cốt thiên đế cốt hỏa, cường mãnh hung hãn, đối với nó đầu này tà long, khắc chế đến vô cùng lợi hại. Không có việc gì, huyết long, giao cho ta. Diệp Thần lui về sau một bước, ánh mắt ngưng lại, điều động huyết long năng lượng trong cơ thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, toàn thân khí tức một chút liền nổ tung. Phá toái thiên môn, buông xuống A. Hắn có huyết long tòa này nguồn năng lượng bảo khố, liền có đầy đủ linh khí chèo chống, đủ loại thủ đoạn thần thông, thi triển ra liền càng được tâm ứng tay, vung tay lên, một tòa thật lớn môn hộ hàng lâm xuống, kim quang lóng lánh, chính là phá toái thiên môn. Phá toái thiên môn vừa ra, cường hoành sụp đổ chi lực, chính là tràn ngập ra, điên cuồng hướng cốt thiên đế áp chế mà đi, tập trung phá hư trong tay hắn thí thần chi mâu. Phá! Cốt thiên đế chiến mâu kích thiên, như hãn hải mãnh liệt, mang theo cuồn cuộn thiên đế hỏa, một mâu đánh phía Diệp Thần phá toái thiên môn, phát ra phịch một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Thần phá toái thiên môn, càng là tại chỗ bị đánh bay, hắn cũng là bị liên lụy, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, may mà có huyết long chèo chống, hắn mới không có thổ huyết. Bằng không chắc chắn phải chết. Gia hỏa này. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nhìn về phía cốt thiên đế trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng, cốt thiên đế bây giờ cốt hỏa thiêu đốt, bộc phát ra sức chiến đấu, thật là hung mãnh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cốt thiên đế hơi hơi lui về phía sau ba bước, trong tay thí thần chi mâu, xuất hiện một đầu vết rách. Rõ ràng vừa mới va chạm, hắn cũng là bị thất thế, hắn cũng không phải là vô địch, hắn thí thần chi mâu là vĩ đại kỳ quan, Diệp Thần phá toái thiên môn, một dạng vĩ đại. Chỉ có điều, hắn ỷ vào tu vi thâm hậu, về mặt khí thế, liền lấn át Diệp Thần một đầu. Nhưng, Diệp Thần không chút kinh hoàng, bởi vì, hắn còn có át chủ bài. Cốt thiên đế, ta cho ngươi thêm xem một đạo kỳ quan. Chúng sinh kêu rên, nhật nguyệt trầm luân, vạn vật tĩnh mịch, không cách nào không ta, sụp đổ tháp, buông xuống A. Diệp Thần mượn dùng huyết long năng lượng,
điều động thể nội sụp đổ chi lực, đủ loại sụp đổ pháp tắc xen lẫn, vung tay lên ở giữa, một tòa tháp nhọn, ùng ùng từ phía sau hắn nổi lên. Tòa tháp này, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại cái kia trầm trọng tiếng oanh minh, không ngừng quanh quẩn. Đó là sụp đổ tháp, là ngày xưa sụp đổ chi chủ vĩ đại kỳ quan. Trong truyền thuyết, sụp đổ tháp vừa ra, liền có thể nghiền nát thế gian hết thảy trật tự, lệnh nhật nguyệt trầm luân, vạn vật tĩnh mịch, chúng sinh kêu rên, hết thảy tồn tại, đều phải hóa thành cho bụi, hết thảy vĩnh hằng, đều phải hướng đi chôn vùi. Đây chính là sụp đổ tháp cường đại đến Diệp Thần cũng không thể luyện hóa. Diệp Thần luyện hóa phá toái thiên môn, chấp trưởng tâm ma phi kiếm, luyện hóa toái niết quan tài đồng, nhưng, hắn lại không cách nào trưởng khống sụp đổ tháp. Cái này sụp đổ tháp, sụp đổ sức mạnh, thực sự quá kinh khủng, bây giờ Diệp Thần là dựa vào huyết long trợ lực, miễn cưỡng triệu hoán xuống. A, à, tòa tháp này, thật là khủng khiếp. Chủ nhân, chúng ta khống chế không nổi a. Huyết long nhìn thấy sụp đổ tháp buông xuống, cũng nhịn không được phát ra kinh hô, trong con ngươi hiển lộ ra sâu đậm kính sợ. Cả tòa sụp đổ tháp, tràn ngập tuế nguyệt tang thương, thần bí khó lường, thân tháp mỗi một đạo hoa văn, phảng phất đều gánh chịu lấy vô thượng bi thương cùng đại đạo, từ trong đó tản ra khí thế, bàng bạc đến đủ để băng diệt thiên địa, đem hết thảy cuốn vào trong vô tận hủy diệt. Huyết long đều lo lắng, nó cùng Diệp Thần khống chế không nổi tòa tháp này. Răng rắc, huyết long trên người lân phiến, xuất hiện không tầm thường vết rách, băng liệt âm thanh từng trận truyền ra, nó cũng tại tiếp nhận sụp đổ tháp phản phệ. Nếu như lại tiếp tục kéo dài mà nói, nó cả phó thân thể, đều có thể tại sụp đổ sức mạnh hủy diệt phía dưới, triệt để chôn vùi. Đây chính là sụp đổ tháp kinh khủng, ngay cả huyết long đều ngăn cản không nổi. Không có việc gì, có thể khống chế. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn đương nhiên biết sụp đổ tháp kinh khủng, không phải hắn hiện tại có thể nắm trong tay, nhưng muốn khống chế trong một giây lát, hẳn là miễn cưỡng cũng có thể làm đến. Ầm ầm, Diệp Thần bàn tay vung lên, liền thôi động sụp đổ tháp, hướng về Cốt Thiên Đế rơi đập tiếp. Cốt Thiên Đế đồng tử co vào, nếu như nói phá toái thiên môn năng lượng sụp đổ là một, vậy cái này sụp đổ tháp, chính là 100, hai người lực phá hoại chênh lệch, lấy gấp trăm lần tính toán. Khủng bố như vậy sụp đổ tháp, liền hắn đều khó mà ngăn cản. Thiên Đế cửu đỉnh quy nhất, Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh. Sống chết trước mắt, Cốt Thiên Đế không có lùi bước, hắn biết mình cũng không có đường lui, chỉ có liều chết mệnh. Ầm ầm, từng tòa thần đỉnh, từ cốt trong cơ thể của Thiên Đế bạo phát đi ra, hắn đem chính mình Thiên Đế cửu đỉnh, toàn bộ kêu gọi ra, sau đó cửu đỉnh quy nhất, cửu đỉnh thần đỉnh va chạm nhau phối hợp giao thoa khảm bộ nghiền nát đúc lại, cuối cùng thế mà ngưng tụ ra một tòa Bạch Cốt thần đỉnh. Tòa này Bạch Cốt thần đỉnh, Thiên Đế hỏa thiêu đốt, thần đỉnh bên trên khắc cổ lão tà đạo phù văn liên kết ẩn ẩn hội tụ thành hình người đồ đằng, là một tôn bất khuất tà hoàng, chính là Cốt Thiên Đế trong tưởng tượng tối trung cực đứng đầu vô địch chính mình. Đây chính là Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh, là Cốt Thiên Đế huyết, Thiên Đế cốt, Thiên Đế pháp tắc, Thiên Đế trật tự, toàn bộ hết thảy, tất cả, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa năng lượng, ngưng tụ ra thần đỉnh. Oanh! Chỉ thấy hắn tòa này thần đỉnh, liền hung hăng cùng Diệp Thần sụp đổ tháp, va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ. Làm va chạm bộc phát, đáng sợ nổ tung liền xảy ra, làn sóng kinh thiên phun trào, màu trắng, kim sắc, màu đen các loại màu sắc năng lượng, phối hợp thành hỗn độn thủy triều nổ tung, làm cho bốn phía pháp tắc ma diệt, thời không đổ sụp, chư đạo thành khư. Phốc phốc, phốc phốc, đang kịch liệt trong lúc nổ tung, Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế, đều là há miệng phun máu, tổn thương nghiêm trọng. Nhưng, hai người đạo tâm ý chí kiên định, cường mãnh bất khuất, thân thể đứng yên, một cái điên cuồng thôi động sụp đổ tháp, một cái điên cuồng thôi động Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh, đều nghĩ đem lá bài tẩy của đối phương nghiền nát đẩy diệt. Nhưng, sụp đổ tháp cùng Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh, lại cũng là thế đạo hai phần, dù ai cũng không cách nào nghiền nát ai, một tháp một đỉnh va chạm đến cùng một chỗ sau, liền trực tiếp ở giữa không trung rằng co dừng lại, lẫn nhau giống như là dính vào nhau. Diệp Thần sụp đổ tháp, không ngừng phóng xuất ra kinh khủng sụp đổ chi lực, ngàn vạn phù văn nổ tung, nắng sớm vạn trọng, tại này cổ sụp đổ sức mạnh nghiền ép phía dưới, Cốt Thiên Đế Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh, răng rắc xuất hiện vô số đầu thật nhỏ khe hở, phảng phất tiếp theo sát liền muốn triệt để bạo liệt nát bấy. Nhưng cái này tiếp theo sát, lại chậm chạp không có đến, Cốt Thiên Đế thừa nhận ngập trời sụp đổ sức mạnh nghiền ép, nhưng cũng không lui lại nửa bước, thiêu đốt toàn thân tất cả sinh mệnh lực lượng, chống đỡ lấy Bạch Cốt Tà Hoàng đỉnh trật tự,
làm cho tòa kia cốt đỉnh, coi như không ngừng nứt ra, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không nổ tung, không phá diệt, ương ngạnh duy trì lấy trật tự hình dạng. Cốt Thiên Đế nghĩ thầm, cái này sụp đổ tháp là đỉnh cấp kỳ quan, chính là sụp đổ chi chủ đích thân tới, lấy bây giờ thiên đạo đại thế, cũng thi triển không được bao lâu, tiểu tử này coi như nhân long hợp nhất, sức mạnh cũng không đủ bền bỉ trèo trống, ta chỉ cần giữ gìn phút chốc, liền có thể giành thắng lợi. Chỉ thấy Diệp Thần cùng Huyết Long, trên thân làn da không tách ra nứt, chảy ra máu tươi tới, một người một rồng giống như đều phải tùy thời bể nát, bộ dáng mười phần kinh khủng. Đây là bởi vì thôi động sụp đổ tháp, bọn hắn cũng nhận sụp đổ sức mạnh phản phệ. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, lập tức chấn áp Cốt Thiên Đế mà nói, cái kia chỉ là sụp đổ tháp phản phệ, cũng đủ để đem Diệp Thần cùng Huyết Long hai người giết chết. Đây chính là sụp đổ tháp kinh khủng, uy lực cực lớn, phản phệ cũng cực lớn. Chủ nhân, không chịu nổi a. Nên làm cái gì? Huyết Long tại Diệp Thần trong lòng gầm thét lên. Dưới mắt thôi động sụp đổ tháp, nó cùng Diệp Thần khí tức đều đang nhanh chóng tiêu hao, hơn nữa còn phải thừa nhận cực lớn sụp đổ phản phệ. Cỗ này phản phệ, đã để cho nó toàn thân lân phiến nứt ra, bên trong huyết nhục cùng xương cốt cũng tại nứt ra, không cần bao lâu, liền muốn hoàn toàn tan vỡ đi. Nhịn không được cũng muốn chống đỡ. Diệp Thần khẽ cắn môi, biết lúc này lùi bước mà nói, chỉ có thể bị Cốt Thiên Đế truy kích, hắn cùng Huyết Long đều muốn bị giết chết. Bây giờ duy nhất đường sống, chỉ có nghiền nát Cốt Thiên Đế Bạch Cốt Tà Hoàng Đỉnh. Cốt Thiên Đế biểu lộ ngưng trọng đến cực hạn, tay phải hắn cầm chặt lấy thí thần chi mâu, chiến mâu thật sâu cắm ở đại địa bên trên, hắn dùng cái này mượn lực, tay trái ngưng kết một cái pháp ấn, không ngừng đem tự thân tinh hoa linh khí, toàn bộ chút xuống đến Bạch Cốt Tà Hoàng trong đỉnh. Cái này Bạch Cốt Tà Hoàng Đỉnh, có thể nói là Cốt Thiên Đế bản mệnh thần đỉnh, là hắn toàn bộ sinh mệnh tinh hoa ngưng kết, hắn bây giờ toàn thân huyết nhục, đều đang nhanh chóng tiêu tụy tiếp, tóc đen đầy đầu hóa thành tái nhợt, sinh mệnh lực không ngừng chút xuống quán chú ra ngoài. Nếu như cốt đỉnh triệt để phá toái, hắn trong nháy mắt liền muốn gặp phản phệ bỏ mình. Lần này, hắn cùng Diệp Thần, xem như lâm vào trong sinh tử đấu. Sụp đổ tháp cùng Bạch Cốt Tà Hoàng Đỉnh giằng co, sụp đổ tháp kinh khủng sụp đổ sức mạnh khí triều. Bạch Cốt Tà Hoàng Đỉnh ẩn chứa Thiên Đế ý chí, Thiên Đế khí huyết, Thiên Đế sinh mệnh tinh hoa các loại, lẫn nhau xen lẫn va chạm nổ ra uy năng cùng tia sáng, trực tiếp liền rung động toàn trường. Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Tử Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức, còn có áo nghĩa giới vô số cường giả nhóm, tại thời khắc này toàn bộ đình chỉ động tác trong tay của mình, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế. Cùng hai vị này cường giả sinh tử đấu so sánh, bọn hắn tranh đấu phảng phất liền thành như trò đùa của trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Cái kia một tháp một đỉnh đan dệt ra năng lượng tia sáng, giống như cầu vồng cực quang bốc hơi, bóp méo thương khung, bàng bạc khí chịu áp sập thời không, để cho bây giờ một khu vực như vậy xuất hiện vô tận kinh khủng thời không loạn lưu, từng cái loạn lưu như bay lưỡi đao giống như tại Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế trên thân rào cắt. Chỉ một thoáng, hai người thân thể chính là mình đầy thương tích, đầy máu tươi, nhưng cũng không có ai lùi bước. Đều tại gắt gao cắn răng chống đỡ lấy. Ai nếu có thể trèo chống đến cuối cùng, người đó là trận này sinh tử đấu người thắng. Mà bại giả, chỉ có chết. Đáng sợ rằng co, không biết kéo dài bao lâu, thời gian phảng phất dừng lại, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có sụp đổ tháp cùng Bạch Cốt Tà Hoàng Đỉnh, tóe ra năng lượng khí chiều tiếng rít, còn có thời không loạn lưu âm thanh. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, một mảnh túc sát tĩnh mịch trong sân, đã nổi lên từng chút một đom đóm. Đom đóm vô thanh vô tức tại Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế giữa hai người lưu động, mang theo một vòng cổ quái băng lãnh ý vị, nhưng lại xen lẫn nham tương tầm thường nóng bỏng. Diệp Thần ngẩn ngơ, lại là một hồi dùng mình, luôn cảm giác cái này đột ngột phiêu khởi đom đóm, tràn ngập cổ quái quỷ dị cùng làm cho người bất an hương vị. Là muội muội của ta, luân hồi chi chủ, trốn, mau trốn a, bằng không thì không còn kịp rồi. Ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, Diệp Thần trong lòng vang lên như tường vi âm thanh. Muội muội của ngươi. Lập tức, Diệp Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn nhớ kỹ như tường vi nói qua, nàng có hai cái muội muội, trước kia từng cõng phản đi nương nhờ gia nhập vào Hắc Ám huynh đệ hội. Chẳng lẽ, nếu tường vi muội muội cũng tới mảnh này sụp đổ di tích cổ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà tại Diệp Thần thời điểm kinh nghi bất định, trước mắt hắn bồng bềnh một chút đom đóm, như kiểu quỷ mị hư vô chậm rãi ngưng kết thành một bóng người, đó là một đạo thuần trắng thân ảnh, tóc trắng, bạch đồng, da trắng, bạch y, váy trắng, trần trụi hai chân,
tinh tế thân thể gầy yếu cách mặt đất 5 tấc huyền không lấy, cho dù đã hiện thân, thoạt nhìn vẫn là giống một đạo thuần trắng quỷ ảnh, làn da không có nửa điểm huyết sắc, trắng đáng sợ, hai mắt cũng không có một điểm mắt đen, tất cả đều là tròng trắng mắt. Quỷ dị âm trầm. Đây là một cái thuần trắng thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp yêu dị, nhưng bởi vì toàn thân thuần trắng, toàn thân liền rõ ràng lấy vô cùng âm trầm đáng sợ khí chất, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền phảng phất rơi vào trong hầm băng. Diệp Thần liền lên một thân nổi da gà, hai mắt trừng lớn, cảm thấy không ổn đứng lên. Hắn muốn lui lại thoát đi, nhưng hắn sụp đổ tháp, cùng cốt thiên đế bạch cốt tà hoàng đỉnh đụng vào nhau, khí tức lẫn nhau tiếp cận liền ở, trừ phi hắn đem cái kia cốt đỉnh nghiền nát, bằng không căn bản là không có cách thoát thân. Đột nhiên xuất hiện thuần trắng thiếu nữ, làm cho cốt thiên đế cũng là cảm thấy kinh ngạc đứng lên, nhìn thấy thiếu nữ đứng tại phía bên mình, nội tâm của hắn an tâm một chút, suy nghĩ, chẳng lẽ là Hiên Viên Vương phái giúp đỡ tới. Chỉ thấy thuần trắng thiếu nữ duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo đá phấn trắng như ác mộng một dạng khí kình tiêu xạ mà ra, đánh vào Diệp Thần sụp đổ trên tháp. Đạo này khí kình, cũng không tính cỡ nào mãnh liệt, nhưng Diệp Thần cùng cốt thiên đế đang liều chết đánh nhau, song phương linh khí như hai cỗ biển động giằng co, một chút ngoại lực khiển trách vào, đều có thể dẫn phát tai nạn một dạng kết quả. Thuần trắng thiếu nữ bắn ra khí kình, thật giống như một giọt nóng bỏng sắt lỏng, rơi vào một thùng nước đá bên trong, lại hình như là một đốm lửa, bắn vào một mảnh lớn cỏ khô tràng đồng dạng. Diệp Thần cùng cốt thiên đế ở giữa khí tức cân bằng, trong nháy mắt bị phá vỡ, liền nghe oanh một thanh âm vang lên, cốt thiên đế bạch cốt tà hoàng đỉnh tại chỗ bạo toái, hắn cuồng thổ máu tươi, thân thể tại chỗ té ngã, toàn thân huyết nhục tiêu tụy, suy suy bốc hơi, rất nhanh liền trở thành một bộ khô thi giống như. Mà Diệp Thần sụp đổ tháp, cũng là trong nháy mắt rên rỉ nứt ra khô tàn đi địa, đã mất đi tất cả ánh sáng màu, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mà từng cỗ kinh khủng sụp đổ chi lực, cũng giống như nộ trào tuôn ra, trong nháy mắt phản phệ đến Diệp Thần cùng trên thân huyết long. Huyết long chu chéo một tiếng, thân thể bị xé nứt, nội tạng máu tươi ruột rơi xuống cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, độn trở về trong cơ thể của Diệp Thần, cũng đã là trọng thương yếu ớt. Xương cốt cũng bởi vì sụp đổ chi lực phản phệ từng khúc nứt ra, mười phần kinh khủng. Diệp Thần kêu lên một tiếng, cũng nhận phản phệ, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, toàn thân làn da liền giống như dạn nứt đại địa nứt ra, thân thể giống như bức tượng đá cứng ngắc, người cứng ngắc cũng dạn nứt, máu tươi giống như suối phun phun ra đi ra, hắn gắt gao vận công bảo vệ chính mình ngũ tạng lục phủ, không để nội tạng đi theo phun ra, bằng không thì hắn chắc chắn phải chết. Nhưng kể cả như thế, xương cốt cùng nội tạng của hắn, thậm chí ngay cả cấu thành thân thể của hắn nguyên thủy nhất tế bào, cũng đã nứt ra, phổ biên xé rách đau đớn cơ hồ muốn để hắn ngất đi, bất khuất thánh kiếm điên cuồng ông minh, không ngừng tản ra mãnh liệt kiếm ý chống đỡ lấy tinh thần của hắn. Nếu như không phải huyết long thay hắn chia sẻ bộ phận sụp đổ phản phệ, nếu như không phải hắn luân hồi huyết mạch đủ cường đại, hiện tại hắn đã sớm vỡ nát thành đầy đất cặn bã. Ngươi là ai? Diệp Thần gian khổ ngẩng đầu nhìn trước mắt thuần trắng thiếu nữ. Vô ý thức phun ra ba chữ, hắn kịch liệt hô hấp thở phì phò, giống như sợ mình vừa dừng lại hô hấp, còn sót lại một điểm sinh mệnh lực thì sẽ theo khô kiệt đồng dạng. Ngươi có thể gọi ta như Huỳnh. Thuần trắng thiếu nữ nhẹ nhàng nhả âm thanh như linh hoạt kỳ ảo như hoàng oanh dễ nghe. A, là ngươi. Lúc này, bên ngoài vòng chiến phương Huyền Đức một tiếng kinh hô, hắn nhận ra, phía trước có nói tiếng âm câu thông qua hắn, gọi hắn huynh đệ, hướng hắn đã phát ra mời. Âm thanh kia, chính là cái này thuần trắng thiếu nữ như Huỳnh âm thanh. Nếu Huỳnh nhàn nhạt lộ ra một ý cười, tựa hồ có chút ôn hòa, ánh mắt rất nhanh lại lần nữa rơi vào trên thân Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần quỳ xuống đất, toàn thân làn da nứt ra, huyết như suối phun một dạng bộ dáng, nàng cười nói. Huynh đệ của ta, người tựa hồ rất thống khổ đâu, để cho tiểu muội tới giúp ngươi giải thoát a. Nếu Huỳnh lè lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, hiền lành biểu lộ trở nên hung tàn. Đó là thuần túy hung tàn, giống như tiểu hài tử nhìn thấy một cái người nào chết châu chấu, muốn đi một cước giẫm chết cái gì, đó là nguyên thủy nhất gian ác. Nàng toàn thân thuần trắng, đầu lưỡi vẫn còn là đỏ tươi, một câu nói xong, đầu ngón tay ở giữa đã nhiều hơn một cây đoản kiếm, khí nhọn hình lưỡi dao bóng lưỡng. Theo đoản kiếm xuất hiện, nàng một khỏa mắt phải, cũng là trở nên đỏ như máu, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lạc ấn lấy màu vàng tứ giác tinh. Vô biên sát khí, yêu khí, tà khí đang tràn ngập. Chung quanh tất cả mọi người, đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất cảm thấy thiên địa máu nhuộm, không khí đều trở nên giống như tràn ngập huyết thủy sền sệt cùng phát tanh. Vụt!
Nếu huỳnh đoản kiếm phá không, liền hướng Diệp Thần cổ họng đâm tới. Diệp Thần lúc này đã vô pháp phản kháng, mắt thấy tử vong sắp tới, nội tâm của hắn gào thét, ngôi sao nhỏ, nhanh dùng luân hồi sách. Liền chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy sau cùng. Chanh! Nhưng lúc này, ra Diệp Thần dự liệu một màn xuất hiện, chỉ thấy đột ngột có một vật, ngăn tại trước mặt hắn, chặn như huỳnh đoản kiếm ám sát. Đó là toái niết quan tài đồng. Bộ dạng này quan tài, chẳng biết lúc nào bay ra, giống như tấm chắn ngăn tại trước mặt Diệp Thần, quan tài một mặt cắm ở mặt đất, giơ lên quan tài nhìn khá là quái dị. Ân! Nếu huỳnh lui về sau một bước, nhìn xem trước người quan tài, mắt phải màu đỏ ngòm bên trong, thoáng hiện lên một tia kiêng kỵ cùng bất an, như cảm thấy được nguy hiểm dã thú, bắp thịt cả người đều căng cứng. Nàng vứt bỏ đoản kiếm trong tay, thay đổi một cái mang theo răng nanh cổ quái u hắc trường đao, trắng hiếu tay, đao màu đen, phá lệ rõ ràng. Răng rắc, toái niết quan tài đồng phía trên, vốn là bao trùm lấy Diệp Thần thần giáp mệnh tinh bọc thép, bây giờ tất cả bọc thép mảnh vụn, toàn bộ rơi xuống. Sau đó, phịch một tiếng, nắp quan tài phá giải, một chút xíu mang theo tan nát huyết nhục huyết thủy, từ trong quan tài chảy ra.